Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 174. Còn như, đang trong chiến đấu lần nữa tăng lên thực lực. Cái này, chính là nói chuyện thiếu, một lần đang trong chiến đấu đột phá, trở nên mạnh mẽ, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng, vẫn là có thể phát sinh chuyện, nhưng mà, liên tục hai lần đều như vậy. Thì hoàn toàn là đang nằm mơ. Cố Hàn cúi đầu, vỗ vỗ Trương Trì bả vai nói, Trương Trì, chúng ta đi thôi, Vân Hiên thành bên trong, còn có rất nhiều tửu lầu, cái này Vân Long nháo biển, chúng ta. Lần sau lại tới ăn đi. Trương Trì gật đầu một cái, lặng lẽ thu hồi trong tay thẻ vàng, thì phải từ bảo tường các trước cửa tránh ra. Chu Tử Huân ba người, nhìn Cố Hàn cùng Trương Trì hình dáng, trong mắt khinh thường đều phải chảy tới trên đất. Lý Nhất Xuyên nghiền ngẫm cười một tiếng nói, vậy thì đúng rồi, sớm như vậy tốt biết bao. Rác dưới nên có rác dưới dáng vẻ. Chu Tử Huân cùng Viên Khung Thiên nghe vậy, vui vẻ cười to đứng lên, Chu Tử Huân lại là vỗ tay nói, Nhất Xuyên, nói hay, người nói ra bổn công tử lời trong lòng. Viên Khung Thiên cũng là phụ họa nói, đáng tiếc à, rất nhiều rác dưới cũng không có tự biết rõ, nếu không phải là bị người đạp trên đất thời điểm, mới có thể học biết làm gì một cái rác dưới. Cố Hàn cùng Trương Trì nghe vậy, đều là thân hình hơi chậm lại, đôi mắt ứ máu chừng mắt nhìn Lý Nhất Xuyên ba người, giống như một đầu sắp nổi điên dã thú. Diễu cợt, tệ hại hơn diễu cợt. Bọn họ đều đã quyết định muốn nhượng bộ, cái này Chu Tử Huân, Lý Nhất Xuyên và Viên Khung Thiên, lại vẫn là liền cuối cùng một chút mặt mũi, cũng không cho bọn họ lưu lại. Ở nơi này tiếng cười không chút kiêng kỵ bên trong, đột ngột, vang lên một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử. Các ngươi hai cái, ngớ ra làm gì, chúng ta không phải muốn đi vào ăn cơm không? Trong nháy mắt, Chu Tử Huân ba người tiếng cười nhạo, hơi ngừng. Cố Hàn cùng Trương Trì, cũng là mặt đầy không dám tin nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần, nói cái gì? Vào đi ăn cơm. Lúc này, còn muốn đi vào ăn cơm. Đây là trực tiếp đem Chu Tử Huân các người, mới vừa rồi cảnh cáo, uy hiếp làm dám cho thả à. Lấy Chu Tử Huân tính cách, chuyện này tuyệt sẽ không cứ tính như vậy à. Hai người, trực tiếp ngây ngẩn. Quả nhiên, cái này bảo tường các trước cửa bầu không khí, ngay tức thì vắng lặng liền xuống. Mà giờ khắc này, chung quanh, vậy xúm lại không ít khách xem. Những người này, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng giống như là xem kẻ ngu vậy. Ở trong mắt bọn họ, thiên thần này cảnh tiểu tử đã xong rồi. Một khắc sau, Chu Tử Huân trong mắt, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi hàn mang, vô cùng lạnh lùng mở miệng nói, đi vào. Ngươi không có nghe gặp, bổn công tử bảo ngươi cút, kêu ngươi cầm vị trí nhường lại. Thiên thần cảnh, chính là ngươi, bổn công tử vẫn thật không nghĩ tới, nhất có thể chứ cũng là ngươi à. Ngươi không thấy được, vậy hai cái thánh tổ cảnh ở bổn công tử trước mặt đều phải cụp đuôi ảo não lăn, ngươi vẫn còn ở nơi này trang cái gì? Diệp Thần nhàn nhạt liếc Chu Tử Huân một mắt, há miệng, phun ra mấy chữ. Đi thôi, bên ngoài có chút chó sủa chân thực quá ồn. Chung quanh võ giả, mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm, giống như tượng đá liền nhìn Diệp Thần. Diệp Thần, lại liền trực tiếp hướng về phía Chu Tử Huân văng tục. Chu Tử Huân lớn như vậy cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn bạo thô tục chứ. Cái loại này cực hạn so sánh, cho mọi người kích thích, thật là, giống như trực tiếp ở bọn họ óc bên trong, nổ mấy chục ngàn cái đạn hạt nhân vậy à. Thiên thần này cảnh tiểu tử, thật sự là không đem mệnh, làm mệnh à. Trong chốc lát, liền liền Chu Tử Huân, đều ngẩn ra, có chút không có phản ứng kịp, Diệp Thần nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, Chu Tử Huân mặt ngay tức thì đỏ lên. Hắn một đôi mắt, giống như nhọn kiếm nhất vậy đâm thẳng Diệp Thần, trong mắt sát ý tung tóe, lửa giận thật là phải đem hắn suy nghĩ, đều hòa tan, điên cuồng đến muốn đem toàn bộ Vân Hiên Thành, cũng một trường đập bể bước. Hắn là cực kiếm tông trình độ cao nhất thiên tài Chu Tử Huân, là đặc biệt có hy vọng, có thể bước vào Nguyệt Hồn Vực, ở càng rộng lớn trên thế giới, phổ tả truyền kỳ, bị vạn chúng kính ngưỡng tồn tại à. Cả đời này bên trong, hắn Chu Tử Huân trên người quang vòng, vẫn luôn là vô cùng chói mắt, không có chút nào điểm nhơ tồn tại. Có thể hiện tại, Diệp Thần thành tánh mạng hắn ở giữa điểm nhơ. Hắn lại bị một cái thiên thần cảnh nhục mạ. Coi như là cực kiếm tông tông chủ, cùng với thân phận giống vậy cực kiếm tông đại trưởng lão, mình ra ra ruột cũng không có mắng qua hắn, thậm chí, đối với hắn cho tới bây giờ đều là mặt mày vui vẻ chào đón à. Ta,
muốn, ngươi, chết. Chu Tử Huân gầm thét một tiếng, một cổ vô cùng kiếm khí bén nhọn, từ trong cơ thể giống như vỡ đê lũ lụt vậy chút xuống ra, chín thanh kiếm hình hư ảnh, ở Chu Tử Huân quanh thân hiện lên, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, cái này chín thanh trường kiếm, mỗi một chuôi cũng tản ra cực hạn kiếm ý. Không ít người, thấy một màn này, đều là con ngươi co rúc lại. Cửu nguyên quy cực kiếm, luyện thành chín thanh kiếm ý cửu nguyên quy cực kiếm. Đây là thật sao? Chu Tử Huân tư chất lại khủng bố làm đến nước này. Cảm thụ cái này vậy trời đông giá rét một cơn lốc, liền không gian cũng mơ hồ làm chém rách lẫm liệt kiếm khí, đám người, đều đã rung động đến không cách nào hô hấp. Cũng khó trách, những người này, sẽ có như vậy biểu hiện. Nghe nói, vô số năm trước, cực kiếm tông cũng là Nguyệt Hồn vực một trong những thế lực. Sở dĩ, cực kiếm tông có thể ở Nguyệt Hồn vực, đứng được ổn theo chân, chính là dựa vào cửa này khai tông tổ sư sáng chế bí truyền tuyệt kỹ, cửu nguyên quy cực kiếm. Đáng tiếc, cái này môn kiếm pháp, mặc dù cực mạnh, nhưng, đối với tu tập người thiên phú kiếm đạo, vậy có cực cao yêu cầu. Vạn năm tới cực kiếm tông ra vô số kinh tài tuyệt diễm hạng người, có thể lại không một người có thể đem cửu nguyên quy cực kiếm tu đến cửu kiếm hắn phát hiện cảnh giới. Vì vậy, cực kiếm tông mới hoàn toàn suy bại đi xuống, vì kéo dài đạo thống, dưới sự bất đắc dĩ mới lui tới tinh tuyển vực. Mà hôm nay, cửu kiếm lại xuất hiện, tuy thực lực không xứng đôi, nhưng đạo vận mấy phần, thuộc về cực kiếm tông thời đại, sắp tới à. Bọn họ tựa như đã thấy, Diệp Thần ở cửu kiếm dưới uy thế bị mất đi thành mảnh vụn một màn. Nhưng vào lúc này, đứng ở Chu Tử Huân bên cạnh Viên Khung Thiên, nhưng là mở miệng nói, công tử, cần gì phải và cái loại này hạng thấp kém đồ tức giận. Phế vật này sao phối để cho công tử ngài tự mình ra tay. Giết hắn, dơ bẩn ngài tay, giao cho thuộc hạ chính là. Chu Tử Huân nghe vậy, nhìn Viên Khung Thiên một mắt, khẽ gật đầu, đem vậy cuồn cuộn kiếm khí thu liếm, mặt đầy kiêu căng vẻ liếc Diệp Thần. Viên Khung Thiên nói không sai, thằng nhóc này, liền chết ở trong tay hắn tư cách cũng không có. Viên Khung Thiên cười một tiếng, đi theo Chu Tử Huân nhiều năm như vậy, chủ tử mình ý tưởng, hắn đã sớm sở thấu. Tiếp theo, hung ác kia trên gương mặt, liền hiện lên một cái nụ cười dữ tợn, giống như địa ngục ác quỷ vậy, hướng Diệp Thần nhìn. Ha ha, nặn chết một người thiên thần cảnh phế vật là có thể lấy lòng Chu Tử Huân, cái loại này chuyện tốt, hắn làm sao có thể bỏ qua. Một khắc sau, Viên Khung Thiên liền trực tiếp hướng Diệp Thần cất bước đi tới, hắn quanh thân bộc phát ra một hồi kim mang, ở cơ thể đồng hồ dòng nước chảy, giống như ở trên da độ kim vậy. Thánh tổ cảnh 6 tầng thiên vậy uy áp kinh khủng, lại là đè được mọi người chung quanh, cơ hồ thì phải tê liệt ngã xuống đất. Mà Viên Khung Thiên mỗi bước ra một bước, toàn bộ Vân Hiên Thành, đều là hung hăng run lên. Có thể tưởng tượng được, cái này Viên Khung Thiên lực lượng lớn đến kinh khủng dường nào trình độ. Thoáng qua, Viên Khung Thiên đã đi tới Diệp Thần trước mặt, híp đôi mắt một cái, hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, thằng nhóc, mạo phạm công tử, liền là tội chết bên trong tội chết, ngươi nói, bản đại gia nên làm sao đối với ngươi tử hình, mới có thể cọ rửa tội lỗi của ngươi đâu. Liền ở mọi người chung quanh, đều là cân nhắc nhìn Diệp Thần, chuẩn bị thưởng thức cái này cuồng được không có giới hạn tiểu tử, đối mặt thánh tổ cảnh 6 tầng thiên cường giả, sẽ có bao nhiêu sợ hãi, biết bao hèn mọn thời điểm. Diệp Thần nhưng chỉ là nhàn nhạt quét Viên Khung Thiên một mắt, rồi sau đó, bỗng nhiên ra tay. So lực lượng, thánh tổ cảnh 6 tầng thiên, tất nhiên bị hắn nghiền ép. Đối mặt cái này Viên Khung Thiên, hắn ngay cả lời cũng lười được nhiều lời. Diệp Thần quanh thân linh lực ngưng tụ, viêm bia lực lượng hội tụ lòng bàn tay, quyền phải ngọn lửa cháy, phá thiên lực ở huyết mạch bên trong gào thét, tuyệt cường lực tính, mãnh liệt ra, bơm vào bên phải quyền bên trên. Rồi sau đó, cứ như vậy, hướng vậy Viên Khung Thiên, trực tiếp một quyền đánh ra. So lực lượng, hắn không thua người bất kỳ. Liền tại tất cả người, cũng lấy là Diệp Thần phải bị Viên Khung Thiên một quyền này, trực tiếp nghiền ép lúc đó, không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện. Viên Khung Thiên diễn cảm, nhanh chóng biến hóa, tái nhợt, sau đó, vậy chỉ kim quang lượn quanh cánh tay, nhưng là ở ngay tức thì, nổ bể mở. Cả tòa Vân Hiên Thành, đều tựa như yên tĩnh lại. Nghẹt thở. Chân chính nghẹt thở, chung quanh võ giả, mỗi một người đều là thấy quỷ liền nhìn một màn trước mắt này, óc đều phải nổ tung. Cái này có phải hay không có cái gì lầm? Tại sao, một cái thiên thần cảnh võ giả đối mặt một người thánh tổ cảnh thể thu,
tiện tay một quyền là có thể đem cánh tay của đối phương nổ à. Hơn nữa, vẫn là ở Viên Khung Thiên toàn lực xuất thủ dưới tình huống. Viên Khung Thiên thân hình chớp mắt, về phía sau cuồng lui, một bên gào thét nói, Lý Nhất Xuyên, ra tay, cứu ta à. Hắn thân là chân chó, tự nhiên không dám chủ động yêu cầu Chu Tử Huân ra tay, cho nên, hắn gọi Lý Nhất Xuyên. Lý Nhất Xuyên đây là, mới từ kinh ngạc bên trong, phục hồi tinh thần lại. Viên Khung Thiên và hắn giao tình không cạn, hắn tự nhiên sẽ không nhìn Viên Khung Thiên lại chết như vậy. Lý Nhất Xuyên trong mắt hàn mang chớp mắt, cả người kiếm khí như gió lốc vậy gào thét, giữa eo kiếm nhỏ, im hơi lặng tiếng rơi vào trong tay, hắn nín thở ngưng thần, linh lực hóa luyện, hướng vậy kiếm nhỏ cuồng dũng tới, trong chớp mắt, hắn cổ tay, điên cuồng run rẩy, cho dù là Trương Trì, Cố Hàn như vậy thánh tổ cảnh võ giả, trong chốc lát cũng không thấy rõ Lý Nhất Xuyên cổ tay động tác, có thể gặp, tốc độ này, thật là nhanh. Chu Tử Huân tuy mạnh, nhưng nói riêng về tốc độ xuất kiếm, cũng không đạt tới Lý Nhất Xuyên. Cho nên, hiện vào lúc này, Lý Nhất Xuyên, có thể so Chu Tử Huân còn thích hợp hơn xuất thủ cứu viện. Một cái chớp mắt, ngàn đánh. Cái này nháy mắt tới giữa, Lý Nhất Xuyên, đã đâm ra hơn ngàn kiếm. Mỗi một kiếm, cũng đánh ra một đạo băng hàn. Ngừng luyện kiếm mang, giống như hơn ngàn đạo băng kim vậy, tránh qua Viên Khung Thiên, hướng Diệp Thần bắn xong đi. Không chỉ là mau, Lý Nhất Xuyên, đối với kiếm này mang trưởng khống lực, cũng là cực mạnh. Mọi người chung quanh, xem được đều là trợn mắt hốc mồm. Một cái chớp mắt, đánh ra hơn ngàn kiếm, hơn nữa, song kiếm mang khống chế, còn như vậy tinh chuẩn. Mấu chốt nhất là, cái này Lý Nhất Xuyên đánh ra mỗi một đạo kiếm mang, cũng đều không kém à. Cố Hàn cùng Trương Trì, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương dùng mình cùng kiêng kỵ. Cái này Lý Nhất Xuyên, thật là đáng sợ. Lấy kiếm tu mà nói, hắn tư chất, có thể nói nghịch thiên à. Có thể Diệp Thần đối mặt vậy hơn ngàn kiếm mang, nhưng vẫn duy trì dửng dưng vẻ, thân hình động một cái, liền hướng Viên Khung Thiên truy kích đi, lại là chút nào cũng không có cố kỵ vậy có thể chết người kiếm quang dáng vẻ à. Sẽ ở đó hơn ngàn đạo kiếm mang. Sắp chạm đến Diệp Thần ngay tức thì, Diệp Thần trong tay chợt nhiều hơn một chuôi đen nhánh trường kiếm. Sau đó động, Diệp Thần cổ tay lộn, kiếm ý dâng trào, hủy diệt mộ đạo cùng với chân võ ý, hóa thành ngưng luyện kiếm mang, một kiếm chém ra. Một kiếm này, lại cũng là cực nhanh một kiếm. Lý Nhất Xuyên sắc mặt, hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản, ở trong mắt, chỉ bất quá có chút quỷ dị kiếm mang, giờ phút này, nhưng tựa như hóa thành chết vực sâu vậy. Huyết dịch hắn một hồi lạnh như băng, cả người mỗi một cái lỗ chân lông, cũng tản ra sợ hãi mùi vị, tâm thần cự chiến. Cho đến hiện tại, hắn mới tỉnh ngộ lại, Diệp Thần kiếm mang bên trong, ẩn chứa chính là hủy diệt mộ đạo hơi thở à. Lý Nhất Xuyên cắn đầu lưỡi một cái, chợt khạc ra một hơi máu tươi, phun ra ở đó chuôi kiếm nhỏ bên trên, kiếm nhỏ nhuốm máu sau này, một cổ đáng tâm hồn người sắc bén hơi thở, bỗng nhiên bộc phát ra. Hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, nạt nhỏ, nghịch thiểm kiếm, sát tự quyết. Ngay tức thì, Lý Nhất Xuyên tựa như đem toàn thân linh lực, huyết khí, tinh thần, thậm chí là sinh mệnh lực, thọ nguyên vân. Vân, cũng bơm vào đến trong tay kiếm nhỏ bên trong, mà ngưng tụ Lý Nhất Xuyên toàn thân năng lượng một kiếm, ngay lập tức tới giữa, bão táp ra. Một kiếm này, tựa như đều phải vượt qua tốc độ ánh sáng. Chu Tử Huân nhìn về phía Lý Nhất Xuyên, ánh mắt hỗn loạn. Nghịch thiểm kiếm sát tự quyết, là cực kiếm tông bên trong ba đại cấm kỵ kiếm pháp một trong. Mặc dù, so với mình cửu nguyên quy cực kiếm chỉ có thể coi như là bàng môn tả đạo, nhưng, nếu được gọi là ba đại cấm kỵ kiếm pháp, tự nhiên, có hắn chỗ kinh khủng. Nghịch thiểm kiếm sát tự quyết, có thể đem kiếm tu gần như toàn bộ năng lượng, bao gồm những cái kia ẩn bên trong năng lượng, cũng dung luyện ở một kiếm bên trong phút chốc, là có thể để cho kiếm tu thực lực tăng lên chỉ ít 10 lần. Còn nếu là xem Lý Nhất Xuyên loại kiếm đạo này thiên tài, tu tập kiếm pháp này, uy lực mạnh hơn, để cho nó trong nháy mắt lực bộc phát, tăng lên mấy chục lần, cũng có thể. Có thể gặp, một kiếm này, có cường đại dường nào. Nhưng một khắc sau, một cổ cực hạn hủy diệt lực bùng nổ. Lý Nhất Xuyên toàn bộ thân thể, cũng bể thành xương máu, thần hồn cũng theo đó tiêu tán. Tất cả mọi người sống lưng bên trên, cũng dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này là người hay quỷ à? Tất cả người,
đều là sắc mặt cổ quái, thậm chí là sợ hãi nhìn Diệp Thần. Loài người đối với không biết, tràn đầy nguyên thủy sợ hãi, cho dù là võ giả cũng là như vậy. Mà Diệp Thần, hiện tại ở bọn họ trong lòng, chính là cái thế giới này trên, không thể tưởng tượng nổi, thần bí nhất quái vật à. Liên liên một mực, cũng còn miễn cưỡng duy trì tâm cảnh vững vàng Chu Tử Huân, giờ khắc này sắc mặt cũng là hoàn toàn thay đổi à. Nguyên bản, ở hắn xem ra, Diệp Thần bất quá là một cái tiện tay có thể nghiền nát con kiến mà thôi, có thể hiện tại, con kiến này tựa như biến thành ăn người cự thú à. Như vậy xoay ngược lại, đánh vào, để cho hắn đầu óc đều phải nứt ra. Vào thời khắc này, Diệp Thần thân hình bỗng nhiên tăng tốc độ, liền xuất hiện ở viên khung thiên trước mặt, hắn sắc mặt lạnh như băng, một cổ sát ý nồng nặc, bỗng nhiên bao phủ viên khung thiên. Giờ khắc này, viên khung thiên tựa như đối mặt, là một cái đứng ở do vô số thi thể, chất xây mà thành núi thây trên sát thần à. Hắn tâm đảm, đều phải hàn thấu, đông bể. Xét đánh đi rồi, Diệp Thần trong cơ thể truyền ra một hồi xương cốt nổ đùng tiếng, cả người bắp thịt, điên cuồng làm rung động, nghịch thiên cự lực, không giữ lại chút nào dốc vào ở hai quả đấm dưới, hướng về phía viên khung thiên, cuồng phong bạo vũ vậy, đánh xuống. Vậy hai quả đấm bên trong, lôi cuốn làm cả Vân Hiên Thành, cũng làm run rẩy lực lượng, đồng thời, trong quả đấm, lại là tràn ngập hủy diệt mộ đạo hơi thở. Mấy giây sau đó, để cho người kinh hãi phải, viên khung thiên và Lý Nhất Xuyên, đều chết hết. Một khắc sau, Diệp Thần quay đầu, hướng Chu Tử Huân ném ánh mắt, mới vừa rồi, còn vô cùng phẫn nộ, hận không được lập tức đem Diệp Thần xé thành mảnh vụn Chu Tử Huân, giờ phút này đối mặt Diệp Thần vậy đôi tròng mắt lạnh như băng, lại là theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Chấn nhiếp, cái này Cực Kiếm Tông tuyệt thế thiên tài, đã hoàn toàn bị Diệp Thần chấn nhiếp à. Từ viên khung thiên ra tay, đến Diệp Thần trong nháy mắt giết hai người, nhìn như xảy ra rất nhiều chuyện, trên thực tế, cũng bất quá là mấy cái hô hấp công phu thôi. Mấy cái hô hấp, tiêu diệt hai người có đồn trưởng thiên tài võ đạo, cho dù là hắn Chu Tử Huân, cũng không nhất định có thể làm được đi. Thằng nhóc này quá quỷ dị. Chu Tử Huân lại cuồng, lại bá đạo, cũng không phải không biết sợ hãi vì vật gì người điên à. Hắn bị Diệp Thần biểu hiện, hù dọa. Diệp Thần lạnh như băng nói, Chu công tử, người không phải muốn giết ta sao? Làm sao không động thủ? Ừ, nhanh lên một chút động thủ à, Chu công tử, người không phải, còn muốn đi cái này bảo tường các ăn cơm không? Lại không nhanh một chút, cuối cùng này một cái bàn, có thể đều phải bị người đoạt đi à? Khiêu khích. Diệp Thần, quá ngông cuồng. Đối mặt Diệp Thần như vậy khiêu khích, Chu Tử Huân sát ý bùng nổ. Lực lượng cuồng bạo hội tụ. Diệp Thần con người đông lại một cái, tới. Hắn hiện tại cần tăng lên võ đạo thực lực. Chiến đấu là sự chọn lựa tốt nhất, hắn một mực chờ đợi giờ khắc này. Mà Chu Tử Huân tuyệt đối là tốt hơn bồi luyện. Lần này, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Nhâm Phi Phàm Lạc Trần Hàng Long kiếm. Hắn muốn thử nghiệm có thể hay không ổn định một tầng huyết nguyệt, thậm chí đụng chạm tầng thứ hai huyết nguyệt một chút ngưỡng cửa. Nếu là thật đang chiến đấu thực hiện, đối mặt Hiên Viên Mặc Tà, hắn tuyệt đối có tư cách dung chuyển. Ngay tại gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây hết sức. Chu Tử Huân sắc mặt khó khăn xem vô cùng, nhưng là không nói một lời. Trầm mặc, Chu Tử Huân sát ý lại đột nhiên biến mất. Tất cả người, cũng là không dám tin tưởng nhìn Chu Tử Huân, cái này lấy bá đạo, cường thế nổi tiếng Cực Kiếm Tông thiên tài, mà lại ở Diệp Thần trước mặt, kinh sợ. Nguyên bản, cho dù Diệp Thần thực lực nghịch thiên đến này cùng trình độ, Chu Tử Huân vậy sẽ không thật cứ như vậy nhận sợ, tại sao? Bởi vì, Chu Tử Huân có người sau lưng. Không phải nói hắn bối cảnh, mà là ngay tại sau lưng hắn, nhìn như không có một vật chỗ, trên thực tế, cất giấu một người tu bạc trắng, đôi mắt rũ xuống ông già. Đây là Cực Kiếm Tông hộ đạo giả, tên là Kiếm Lão. Ngay mới vừa rồi, Kiếm Lão đột nhiên truyền âm tự mình nói, để cho hắn đối mặt Diệp Thần khiêu khích không cần có bất kỳ chống đối. Đây nói rõ cái gì? Thuyết minh, đối mặt Diệp Thần, hoặc là nói Diệp Thần sau lưng khả năng tồn tại thế lực. Liền Kiếm Lão cũng không có tự tin có thể giữ được mình à. Giờ phút này, núp ở Chu Tử Huân sau lưng trong không khí tóc muối tiêu ông già, có chút tròng mắt đục ngầu một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Kiếm Lão hơi thở cực kỳ khủng bố. Không biết sâu cạn. Chí ít thánh tổ đỉnh cấp. Thậm chí có thể là bổ thiên cảnh. Vì sao là bổ thiên cảnh? Động thiên sơ khai, bổ thiên thiếu,
Diệp Thần bây giờ thực lực tuy mạnh, nhưng cùng Kiếm Lão còn có chênh lệch cực lớn. Nhưng vì cái gì Kiếm Lão còn muốn Chu Tử Huân nhẫn? Chính xác nói là Kiếm Lão phát hiện Diệp Thần trong tay Lạc Trần Hàng Long Kiếm. Kiếm này, hắn tựa hồ ở trong cổ tịch thấy được qua. Vậy cổ tịch ghi lại cũng là cả vực ngoại và thượng giới không thể đụng chạm cấm kỵ thần thoại. Hắn không cách nào xác định Diệp Thần kiếm trong tay có phải hay không người kia đã từng phối kiếm. Nếu như là người kia, vậy Diệp Thần sau lưng ẩn chứa đồ, quá lớn. Người nọ giận dữ, đừng nói cực kiếm tông diệt. Toàn bộ vực ngoại đều có thể lâm vào là một phiến biển máu. Còn nữa, cực kiếm tông tại sao tồn tại? Chính là bởi vì cực kiếm tông khai tông tổ sư, từng học hỏi người nọ vực ngoại thi triển một kiếm, cảm ngộ một chút kiếm đạo chân đế. Bế quan ngàn năm, đột phá những ràng buộc, thành lập cực kiếm tông. Diệp Thần ánh mắt tự nhiên chú ý tới cái đó ông già nhìn chằm chằm Lạc Trần Hàng Long Kiếm. Đối với Lạc Trần Hàng Long Kiếm, Diệp Thần chỉ bất quá nghe Nhâm Tiền Bối nói qua, bên trong phong ấn huyết nguyệt lực. Hơn nữa đã từng thất lạc ở Vạn Thần Sơn. Bây giờ nhìn lại, cái này Lạc Trần Hàng Long Kiếm tuy ở thần quốc bị mình đạt được, nhưng, khẳng định ở vực ngoại xuất hiện qua. Mà lão kia người rất có thể thông qua Lạc Trần Hàng Long Kiếm đoán được sau lưng mình Nhâm Phi Phàm. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, đem Lạc Trần Hàng Long Kiếm thu hồi. Kiếm lão chú ý tới cái gì, không do dự nữa, tiến lên một bước, thử dò xét nói, vị này tiểu huynh đệ, người mới vừa rồi thanh kiếm kia khí thế ngược lại là kinh người, có thể hay không để cho lão phu trưởng trưởng nhãn. Diệp Thần lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt. Kiếm lão không có bất kỳ không vui. Cho dù là mình nhìn lầm rồi, người này và vị kia không có bất luận quan hệ gì, người này vậy tuyệt không thể khinh thị. Nguyên nhân rất đơn giản, một người hơn 20 tuổi, liền đem hủy diệt mộ đạo tu luyện tới như vậy tầng thứ, lại có vượt cấp đối kháng thánh tổ cảnh trung kỳ thực lực, vô cùng sợ hãi lực lượng, cùng với nghịch thiên sinh mệnh lực tồn tại, há sẽ là như vậy tùy tiện liền có thể bồi dưỡng được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiếm lão, thành tựu tông môn lão quái vật một trong, hắn kiến thức xa không phổ thông võ giả có thể so, đối với những cái kia vực ngoại những địa phương khác ở giữa yêu nghiệt, đều có nơi biết rõ. Hắn biết, một cái gia tộc lớn vì đào tạo một người thiên tài con em, biết làm đến hạng điên cuồng bước. Nếu như không phải là như vậy, những cái kia cực kỳ yêu nghiệt lại là như thế nào đào tạo? Có thể cho dù là hắn biết những gia tộc kia, đều cơ hồ không tìm được có thể sánh vai Diệp Thần tồn tại à? Kiếm lão làm sao có thể không sợ hãi tùng? Vốn là, hắn mặc dù là Chu Tử Huân hộ đạo giả, có thể viên khung thiên và Lý Nhất Xuyên, cũng là cực kiếm tông thiên tài à. Lại chết như vậy, hắn cũng là vô cùng là đau lòng, nhưng, vẫn còn là miễn cưỡng nhịn được, không có ra tay. Chính là sợ đắc tội Diệp Thần sau lưng tồn tại, cùng với truyền thuyết kia ở giữa người đàn ông. Ở Diệp Thần cùng Chu Tử Huân đối với thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm thấy. Người trẻ tuổi này có mấy phần quỷ dị, cho nên, liền âm thầm phân phó cực kiếm tông người, điều tra một tí Diệp Thần bối cảnh. Mà hiện tại, tin tức đã truyền về. Lấy cực kiếm tông mạng lưới tình báo, lại là trừ Diệp Thần đến từ Huyền Kim Thành bên ngoài, cái gì cũng không tra được. Bằng kiếm lão lịch duyệt, tự nhiên nhìn ra được, thân phận này là giả. Có thể Diệp Thần, tại sao phải che giấu thân phận, tại sao cực kiếm tông cái gì cũng không tra được. Tựa như Diệp Thần như vậy sợ hãi yêu nghiệt, trước, căn bản không tồn tại ở vực ngoại vậy. Ở hắn xem ra, giải thích hợp lý nhất, chính là Diệp Thần là một cái gia tộc lớn đi ra lịch luyện đệ tử. Mà có thể đào tạo được Diệp Thần thế lực, tuyệt đối là cực kiếm tông, thậm chí toàn bộ tinh tuyển vực cũng không chọc nổi tồn tại. Dĩ nhiên, những thứ này ngược lại là hắn hiểu lầm. Diệp Thần tự luyện tập võ bắt đầu, cùng nhau đi tới. Dựa vào cho tới bây giờ không phải gia tộc gì, bối cảnh gì, mà là chính hắn. Nếu để cho kiếm lão biết, phỏng đoán sẽ kinh được cằm cũng rơi xuống đất đi. Cho dù có vô cùng là cường đại gia tộc chống đỡ, Diệp Thần cũng có thể nói là tươi đẹp vạn cổ yêu nghiệt, còn nếu là chỉ dựa vào mình, liền đi tới ngày hôm nay bước này. Vậy, căn bản không phải người phàm có thể làm được à? Diệp Thần nhìn Chu Tử Huân hình dáng, cũng không có được voi đòi tiên. Hắn có thể cảm nhận được Chu Tử Huân sau lưng hộ đạo giả tồn tại, cảnh giới như vậy, cho dù, hắn có luân hồi mộ địa và kiếm hồn, đối với cái này hộ đạo giả cũng có không nhỏ nguy hiểm.
Nếu Chu Tử Huân đã cúi đầu, vậy, lần này cũng được đi. Dĩ nhiên, nếu như Chu Tử Huân tìm chết nói, Diệp Thần đổ vậy sẽ không thật sợ hãi cái gì. Một khắc sau, Diệp Thần liền xoay người, mang đã trợn mắt hốc mồm, tựa như bị hóa đá giống vậy Cố Hàn cùng Trương Trì, bước vào bảo tường các bên trong. Cách đó không xa, Chu Tử Huân nhìn mấy người hình bóng, trong mắt lộ ra vô cùng là oán độc thần sắc. Hắn lúc nào nhận ủy khuất như vậy? Bỏ mặc kiếm lão lý do là cái gì, nếu như có cơ hội, hắn Chu Tử Huân nhất định phải để cho thằng nhóc này, là chuyện ngày hôm nay, trả giá thật lớn. Ở Diệp Thần ba người tiến vào bảo tường các sau đó, đứng ở đám người bên trong một cô gái, cũng có chút nghi ngờ nói. Cái này Chu Tử Huân, lại cứ như vậy kinh sợ. Coi như hắn tự nhận là thật lực không bằng thằng nhóc kia, hắn sau lưng, không phải còn có hộ đạo giả tồn tại sao? Cô gái này, chính là Trương Xảo Linh. Nàng vậy đi tới cái này Vân Hiên Thành bên trong, lúc đầu xem đến Diệp Thần cùng Chu Tử Huân nổi lên va chạm, nàng còn muốn xem Diệp Thần đối mặt Cực Kiếm Tông hộ đạo giả lúc đó, sẽ có cái gì biểu hiện đâu. Hừ, đến lúc đó, thằng nhóc này lại cuồng, cũng chỉ có thể ở trước mặt mình cúi đầu, cầu nàng xuất thủ cứu giúp liền chứ. Đáng tiếc, để cho nàng không nghĩ tới phải, Chu Tử Huân kinh sợ. Đây là, một người đứng ở Trương Xảo Linh bên người, mặc quần áo trắng, vẫn bộ dạng thướt tha, quanh thân không có phát ra chút khí tức nào phụ nữ trung niên, ánh mắt nhỏ tránh nói, Linh Nhi, ngươi nhận được người tuổi trẻ kia. Biết hắn lai lịch sao? Trương Xảo Linh nhìn về phía bên cạnh phụ nữ trung niên, mắt đẹp bên trong, thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc, mính gì bình thường cho tới bây giờ sẽ không quan tâm những chuyện này. Làm sao lại hỏi tới cái này Diệp Thần tới? Cái này phụ nữ trung niên, chính là Càn Lôi Tông hộ đạo giả. Bất quá, Trương Xảo Linh vẫn trả lời, hắn, thật giống như đến từ Huyền Kim Thành. Huyền Kim Thành, Mính Di khẽ cau mày, bất quá rất nhanh, liền thư giãn ra, hướng về phía Trương Xảo Linh nói, đúng Diệp Linh, nếu là có cơ hội, nhiều và người trẻ tuổi này thân cận, Chu Tử Huân vì sao sẽ ở trước mặt hắn nhận thua lý do, ta đại khái đã đoán được. Trương Xảo Linh không khỏi được không tưởng tượng nổi nhìn Mính Di, và Diệp Thần thân cận. Mính Di, lại sẽ nói ra những lời này. Trong ngày thường, cho dù là thế lực lớn bên trong thiên chi kiêu tử, muốn đến gần nàng, Mính Di cũng sẽ ngăn cản à, hiện tại, lại để cho mình chủ động thân cận Diệp Thần. Mính Di nhìn Trương Xảo Linh thần sắc, khẽ mỉm cười nói, người trẻ tuổi này lai lịch, có thể thật không đơn giản. Hiển nhiên, Mính Di và Kiếm Lão muốn đến cùng đi. Mà giờ khắc này, bảo tường các bên trong, Diệp Thần mấy người, đang thưởng thức vậy đạo Vân Long Nháo Biển. Cái này Vân Long Nháo Biển, hẳn là dùng loại nào đó ẩn chứa máu rồng thịt yêu thú chế thành, phương mùi thơm khắp nơi, vừa vào miệng, liền hóa thành dâng trào linh khí, tràn vào toàn thân, nguyên liệu nấu ăn bên trong còn sót lại oai rồng, chấn động đầu óc, trong mơ hồ tựa như thấy được một cái ở trong mây mù, như ẩn như hiện cự long. Diệp Thần gật đầu một cái, rất là hài lòng. Ngay tại Diệp Thần các người, đang bảo tường các bên trong dùng cơm lúc đó, Luyện Thần Phong nơi nào đó u tĩnh trúc trong rừng, có một tòa lầu các tầng 2, đang có một người khí chất yêu nhã, ăn mặc thân thêu trúc xanh đường vân cẩm bào nam tử, đang uống trà, đậm đà trà thơm, tràn ngập bốn phía. Đây là, hắn chân mày khều một cái, cười nói, à, Chu Tử Huân thằng nhóc kia, bị người đạp, đây cũng là để cho ta có chút bất ngờ, tin tức có thể chính xác. Đứng ở trước mặt hắn một người thần sắc lạnh như băng cô gái xinh đẹp, gật gật đầu nói, đúng vậy thiếu gia, ngài để cho ta chú ý chung quanh mấy tòa thành ao có cái gì không chuyện thú vị phát sinh, cho nên, nô tỳ đã ở Vân Hiên Thành, cách Vũ Thành cùng trong thành trì, an bài tai mắt, đây là nô tỳ tin tức mới vừa nhận được. Có chút ý tứ. Vậy cẩm bào nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng nói, Chu Tử Huân thằng nhóc này, ở trong mắt ta mặc dù không coi vào đâu, có thể ở nơi này tinh tuyển vực bên trong. Vậy coi là không tệ thiên tài chứ. Vốn là, lần này đi ngang qua cái này Luyện Thần Phong, đụng phải chiêu này thân đại hội, chỉ là muốn thuận tiện tham gia, tìm thú vui thôi. Bây giờ nhìn lại, đại hội bên trên nói không chừng sẽ mang đến cho ta chút kinh ngạc vui mừng. Là người nào làm, đã điều tra xong sao? Vậy cô gái xinh đẹp đáp, hồi bẩm thiếu gia, căn cứ nô tỳ điều tra, người này đến từ Huyền Kim Thành, bất quá cái này hẳn chỉ là hắn thân phận giả. Còn như lai lịch cụ thể, ta lại không có tra được, người này thật là giống như là không tồn tại vậy.
Cẩm bào nam tử ánh mắt nhỏ tránh nói, lấy ta chiêm ra mạng giao thiệp, vậy không tra được. Xem ra, tên này kêu Diệp Thần tiểu tử, không phải vậy mấy cái ẩn cư ở núi sâu bên trong lão quái vật đệ tử, chính là một cái con em của đại gia tộc, bất quá mà. Hắn nếm một cái trong tay linh trà, tựa hồ cũng không có biết bao để ý nói, nếu hắn chỉ là xuất hiện ở đây tinh tuyền vực bên trong, nói cách khác, sau lưng thế lực, cũng chỉ như vậy mà thôi thôi, ở ta vực ngoại chiêm ra trước mặt không đáng giá để ra. Vậy cô gái xinh đẹp phụ họa nói, thiếu gia nói cực phải. Cái này cẩm bào nam tử, hiển nhiên cũng là tới tham gia chiêu này thân đại hội, có thể, hôm nay chiêu thân đại hội còn chưa có bắt đầu, hắn nhưng trực tiếp tiến vào cái này luyện thần phong. Phải biết, vì ở lớn sẽ lúc đó, bảo đảm công bằng, luyện thần phong nhưng mà ở đoạn thời gian này, trực tiếp tắt sơn môn, cho dù là tinh tuyền vực những cái kia thế lực cường đại yêu nghiệt đều không cách nào lên núi, tinh tuyền vực các thế lực lớn. Vậy căn bản ngầm cho phép như vậy quy tắc, đây cũng là tại sao Chu Tử Huân sẽ xuất hiện ở Vân Hiên Thành nguyên nhân. Có thể thanh niên này, hiện tại lại phát hiện thân tại luyện thần phong bên trong. Nói cách khác, người phần đã cường đại đến có thể coi thường toàn bộ nơi đây quy tắc trình độ à. Cái này cẩm bào thanh niên, tên là Chiêm Ưu, là Chiêm gia nhị công tử. Mà Chiêm gia, chính là Nguyệt Hồn vực một gia tộc. Vực ngoại chủ thể phân là bốn vực. Theo thứ tự là Tinh Tuyền vực, Nguyệt Hồn vực, Dương Thật vực, Thiên Nhân vực. Càng về sau, hắn thực lực võ giả cùng với phạm vi thế lực liền càng kinh khủng hơn. Mà Thiên Nhân vực lại là vực ngoại cấm kỵ. Liền Đế Uyên Điện và Thượng Giới Nữ Hoàng đều không cách nào nhúng tay chuyện trong đó. Cho dù là Nguyệt Hồn vực mấy nhóm thế lực, bắt được Tinh Tuyền vực tới, đều là có thể so với một nhóm thế lực tồn tại. Chỉ là Chiêm gia tên chữ. Cũng đủ để làm cả tinh tuyền vực làm run rẩy. Nói thật, Chiêm Ưu muốn có được Kim Thư Tuệ, bất quá là chuyện một câu nói thôi, sở dĩ, chiêu này thân đại hội còn muốn cử hành, bất quá là Chiêm Ưu muốn xem cái gọi là tinh tuyền vực yêu nghiệt, đều là cái gì trình độ thôi. Loại cảm giác này, giống như một cái hổ sen lẫn trong một đám dê bên trong. Chiêm Ưu vừa uống trà, một bên ánh mắt lóe lên lãnh mang, giống như là để mắt tới con mồi thợ săn vậy. Bầu trời trong xanh, huệ gió và sướng, một tòa cắm thẳng vào trời cao cự phong bên trên, thỉnh thoảng có từng chiếc một long xa, phượng giá, chói mắt cầu vòng rơi xuống. Hôm nay, chính là vậy luyện thần phong là huyền nữ Kim Thư Tuệ chiêu hôn cuộc sống. Diệp Thần cùng Cố Hàn, Trương Trì, vậy đi tới cái này luyện thần phong trên, gặp qua thiệp mời sau đó, mấy người liền bị luyện thần phong đệ tử, dẫn tới ở vào đỉnh núi chỗ một tòa trong đại điện. Lúc này, trong đại điện răng đèn kết hoa. Đỏ thêu treo cao, nhất phái vui mừng không khí. Trên bàn bày đầy đủ loại linh quả, linh tử, bánh ngọt, thức ăn, từng cái khí chất không tầm thường thanh niên, đang lẫn nhau cười nói, tiệc rượu trước. Diệp Thần ba người đứng ở trong đại điện một cái tầm thường xó xỉnh, Diệp Thần ánh mắt hơi rét nhìn hết thảy các thứ này, cái này luyện thần phong vì chàng này chiêu thân đại hội, thật đúng là không thiếu hạ công phu à. Ngay tại lúc này, một người sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm. Quần áo hoa lệ chàng thanh niên, xuất hiện ở đại điện lối vào, vốn có chút huyên náo đại điện, ngay tức thì an tĩnh một phần, vậy từng cái trên mặt mang ngạo khí tài tuấn, cũng đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ nghênh đón nói, An công tử, ngài tới rồi. Ha ha, sớm biết An huynh cũng đúng cái này luyện thần phong huyền nữ có hứng thú, tại hạ cũng không tới tham gia náo nhiệt. An công tử nếu đã hiện thân, xem ra chúng ta đều là không có hy vọng. Vậy An công tử nghe vậy. Cười ha ha một tiếng, đối với mọi người nịnh nọt, ngược lại là không có cự tuyệt. Trương Trì ở Diệp Thần bên người, nhỏ giọng giới thiệu, Diệp Đại ca, người này tên là Gắn ở Nghĩa, thực lực vậy, bất quá, lại cũng không xem thường, An gia mặc dù ở lần này tới một ít thế lực lớn bên trong, thực lực xếp ở hạng chót, nhưng cũng coi là danh môn vọng tộc. Trọng yếu hơn chính là, An gia nắm giữ một nơi vô cùng là cao đẳng huyền nguyên đá quặng mỏ. Bàn về tài lực. An gia ở toàn bộ tinh tuyền vực, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Trì lại chỉ hướng một người một mình đứng ở trong góc nhỏ, thần sắc có chút âm trầm, giống như rắn độc giống vậy chàng trai nói, người nọ, tên là Triệu Bân, tu vi thánh tổ cảnh 7 tầng thiên, nhưng nghe nói, thực lực, càng ở cùng cấp trên. Cả người độc công, cũng là vô cùng quỷ dị, để cho người kiêng kỵ không thôi, mặc dù trên mặt nổi, Triệu Bân chỉ là một người tán tu, không môn không phái. Có thể hơi có chút thân phận người, đều biết, Triệu Bân là một người lánh đời lão quái đệ tử quan môn,
lão quái vật kia cho dù là một nhóm thế lực, đều không nguyện trêu chọc. Hơn nữa, Triệu Bân tu luyện độc công, tựa hồ căn cơ được tổn thương, đối với vậy thiên linh linh lực là vô cùng là yêu cầu. Diệp Thần khẽ gật đầu, Trường Chỉ Đang là hắn giới thiệu trong đại điện, những cái kia đáng giá chú ý người. Đột nhiên, lại có một đạo bóng người, xuất hiện ở nơi cửa, mọi người nhìn về phía người này, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, trong mắt rối rít toát ra một loại nghiền ngẫm thần sắc. Người này, chính là Chu Tử Huân. Chu Tử Huân nhìn mọi người ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, đi tới một nơi ngồi xuống. Hắn ở Vân Hiên Thành bên trong, bị một người thiên thần cảnh tồn tại đạp tin tức, đã truyền khắp, cái này làm cho Chu Tử Huân ở trong vòng danh tiếng, vừa rơi xuống ngàn trượng, bất quá, lấy Chu Tử Huân thực lực cùng với địa vị, ngược lại cũng không có cái gì người dám thật lên tiếng giễu cợt. Triều thần đại hội, lập tức phải bắt đầu, nên người tới cũng tới được xong hết rồi, nhưng vào lúc này, một người cầm bào nam tử, nhưng mang cái cô gái xinh đẹp, chậm rãi bước chân vào trong đại điện. Cẩm bào bên trên, thêu trúc xanh, chính là Chiêm Ưu. Trong điện đám người, nhìn về phía cái này cẩm bào nam tử, nhưng là khẽ cau mày. Người này thật là lớn phô trương à. Không thấy được bọn họ những thứ này danh chấn tinh tuyển vực thanh niên tài tuấn, cũng thật sớm đến, hắn nhưng lững thững tới chậm. Còn một bộ yêu tai dáng vẻ. Đây là để cho nhiều người như vậy cùng hắn một cái. Có thể giờ phút này, những thứ này tâm cao khí ngạo những thiên tài, nhưng không có một cái tiến lên chất vấn Chiêm Ưu, cũng không phải là bởi vì bọn họ lòng dạ rộng rãi, mà là bởi vì bọn họ không nhìn thấu Chiêm Ưu thực lực. Đây là, Chu Tử Huân thấy Chiêm Ưu, chính là mặt hiện không tưởng tượng nổi vẻ, một khắc sau, mừng như điên sãi bước đi đến Chiêm Ưu trước mặt, vô cùng cung kính thi lễ nói, buồn thiếu, ngài làm sao tới nơi này. Đám người thấy vậy, không khỏi thất kinh. Trong ngày thường vô cùng bá đạo Chu Tử Huân, lại chủ động và người thi lễ, vẫn là cái loại này tự hạ thân phận thái độ. Chiêm Ưu cười nhạt, cũng không có phản ứng. Chu Tử Huân, còn không có tư cách để cho hắn phản ứng. Hắn sở dĩ cùng Chu Tử Huân biết, bất quá là bởi vì mấy năm trước, cưng chiều liền một lần Chu Tử Huân tỷ tỷ thôi. Mặc dù, liền một cái thiếp phòng danh phận cũng không có cho tỷ tỷ hắn, nhưng, cái này đã đủ để cho Chu gia mừng rỡ như điên. Bọn họ nhưng mà và Nguyệt Hồn vực gia tộc, leo lên quan hệ à. Chu Tử Huân cũng là từ lúc đó bắt đầu, bộc phát hiêu trương bạt hổ. Chiêm Ưu nhìn một cái Chu Tử Huân nói, nghe nói, người bị người đạp. Chu Tử Huân sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn gật đầu một cái. Chiêm Ưu có chút cân nhắc nói, người nọ là ai, vậy đi tới nơi này chiêu thân đại hội liền sao? Chu Tử Huân nghe vậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Buồn thiếu đây là để mắt tới thằng nhóc kia. Lúc này, hắn ánh mắt quét qua đại điện, rất nhanh, liền phát hiện trong góc Diệp Thần, Chu Tử Huân trong mắt lóe lên vô cùng là ánh sáng oán độc, cơ hồ cắn răng nghiến lợi chỉ một cái Diệp Thần nói, buồn thiếu, chính là thằng nhóc kia. Chu Tử Huân nhìn chằm chằm Diệp Thần, lộ ra một nụ cười lạnh như băng cho. Ha ha, thằng nhóc, ngươi không phải cuồng sao? Hiện tại, bị buồn thiếu để mắt tới, coi như ngươi bối cảnh mạnh hơn nữa, cũng không có dùng. Chiêm Ưu liếc Diệp Thần một mắt, trong mắt hiện lên lau một cái nụ cười như có như không. Thật đúng là thiên thần cảnh. Mặc dù Diệp Thần chiến thắng hai người thánh tổ cảnh 6 tầng thiên thiên tài, vẫn là hoàn toàn nghiền ép, nhưng, Nguyệt Hồn vực võ đạo so với tinh tuyển vực, dòng giã cao hơn một tầng thứ, ở Chiêm Ưu xem ra, chẳng qua là tinh tuyển vực thánh tổ cảnh võ giả, quá yếu mà thôi, cũng không thể thuyết minh cái gì. Ngay tại lúc này, một người mặc áo dài trắng cô gái, xuất hiện ở bên trong đại điện, ở bên người, còn đi theo mấy tên trai gái. Cô gái này nhìn qua chừng 30 tuổi, khí chất có chút lạnh, dung mạo coi như đẹp, nhưng trong phảng phất, nhưng hiện ra một loại lão thái. Hiển nhiên, cô gái này tuổi tác, cho dù lấy võ giả thọ nguyên mà nói, cũng đã rất lớn, chỉ là dùng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, giữ vững dung nhan mà thôi. Cô gái này, tên là Tống Tử Tình. Chính là luyện thần phong thần chủ. Mấy năm trước một lần bí cảnh chuyến đi, tu vi rơi xuống chí thánh tổ cảnh tầng 8 thiên. Thánh tổ cảnh sau cảnh giới, mỗi một tầng đều có to lớn khác biệt. 7 tầng thiên và tầng 8 trời mặc dù chỉ là một cảnh giới nhỏ. Nhưng rất nhiều người tu luyện đều phải ước chừng vạn năm mới có thể vượt qua. Thậm chí có những người này, cả đời đều không cách nào vượt qua. Hơn nữa,
bởi vì linh khí và trọng lực khác biệt, thần quốc thánh tổ cảnh và vực ngoại thánh tổ cảnh, cùng cảnh giới, thực lực vậy có rất lớn khác biệt. Mà ở Tống Tử Tình bên người, còn đi theo hai trai hai gái, bọn họ đều là luyện thần phong trưởng lão. Luyện thần phong, ở chung quanh có chút uy danh, cái này mấy người, tự nhiên không phải là tên yếu. Mà đại trưởng lão Chu Hoành, nhị trưởng lão Lý Trường Tín, tam trưởng lão Trần Anh, tứ trưởng lão Từ Hiểu Phương, đều là ngang sức ngang tài cường giả. Mà ở mấy người bên trong, còn có một người mặt mũi cô gái tuyệt mỹ, ánh mắt đờ đẫn, giống như cái xác biết đi vậy, ở mấy người dẫn dắt dưới, bước vào trong đại điện. Phụ nữ kia, dĩ nhiên là Kim Thư Tuệ. Mặc dù Kim Thư Tuệ lúc này trạng thái cũng không bình thường, có thể tất cả người, vẫn bị nàng dung mạo rung động. Liên Liên, nguyên bản một bộ không có vấn đề thần sắc Chiêm Ưu, đều là ánh mắt sáng lên. Lấy Chiêm Ưu thân phận, muốn chơi cái gì người phụ nữ đều có thể. Chỉ là, hắn ánh mắt cực cao, có thể chân tránh bị hắn coi trọng cô gái, không có mấy người thôi. Có thể hiện tại, Chiêm Ưu vừa ý Kim Thư Tuệ. Ở Tinh Tuyền vực, hắn coi trọng người phụ nữ, liền nhất định có thể có được. Tống Tử Tình mỉm cười mở miệng nói, các vị, đều là Tinh Tuyền vực thiên chi kiêu tử, tiềm lực vô hạn, hôm nay có thể vì Sách Tuệ, đến chúng ta luyện thần phong, bổn tọa thành tựu luyện thần phong thần chủ, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, tốt lắm, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, hiện tại, chiêu thân đại hội, chính thức bắt đầu. Đại hội quy tắc, các vị đều đã rất rõ ràng, xuất ra lễ vật đám hỏi tối đa người. Liền có thể được Sách Tuệ, cùng ta luyện thần phong, kết là xui ra, có vị nào công tử có hứng thú sao? Lời vừa nói ra, trong đại điện, ngay tức thì liền sôi trào, vậy từng cái thiên tài con em, đều là mặt hiện vẻ kích động, hiển nhiên đối với ôm mỹ nhân về, tràn đầy mong đợi, huống chi, còn có vậy thiên linh linh lực làm đồ cưới, không phải sao? Lúc này, một người áo bào lam nam tử, không kịp chờ đợi đứng lên, vung tay lên, một thanh trường kiếm. Treo lơ lửng ở trước người, trên trường kiếm, toát ra mãnh liệt sắc bén hơi thở, cho dù ở chàng võ giả, phần lớn đều là thánh tổ cảnh tồn tại, tất cả đều là không nhịn được trong lòng run lên. Tống Tử Tình nhìn về phía thanh trường kiếm kia, trong mắt bên trong kích động. Cổ khí, tuyệt khí, đạo khí, đế khí, một cái chia 9 cấp. Mà trước mắt trường kiếm, bất ngờ là tam phẩm đế khí. Kiếm tốt, đế khí ở khu vực này không thiếu. Nhưng nhất phẩm cấp 2 chiếm đa số, tam phẩm rất ít. Thậm chí, so Tống Tử Tình mình bội kiếm, cao hơn cùng. Vậy áo bào lam nam tử, mặt đầy vẻ ngạo nghễ nói, ta xính lễ, chính là cái này thanh trường kiếm. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện cũng yên tĩnh lại. Tống Tử Tình hài lòng gật đầu một cái, cười nói, không sai, còn có vị nào công tử, muốn trở thành Sách Tuệ chồng. Diệp Thần nhìn Tống Tử Tình, ánh mắt. Bộc phát băng lạnh xuống, sát ý cuồn cuộn, cái này luyện thần phong thần chủ là thật cầm Kim Thư Tuệ làm là vật phẩm ở đấu giá à? Hoàn toàn không đem Kim Thư Tuệ làm người. Bất quá kiếm kia, Diệp Thần ngược lại là cảm thấy vậy. Lạc Trần Hàng Long kiếm tu bổ sau đó, hẳn phẩm cấp cao hơn kiếm này, càng không cần phải nói trong đó còn ẩn chứa đảm nhiệm huyết nguyệt lực. Mà sát kiếm mới bắt đầu tuy kém không nhiều là đạo khí cấp bậc, nhưng theo từng đạo phong ấn tháo ra. Cùng với hấp thu người khác lực lượng, trước mắt chắc cao hơn kiếm này. Thậm chí sát kiếm toàn bộ phong ấn tháo ra, tuyệt đối vượt qua cửu phẩm đế khí. Diệp Thần ánh mắt rơi vào Kim Thư Tuệ trên mình, thời khắc này Kim Thư Tuệ, bởi vì trong cơ thể cấm chế phát tác, cả người linh lực, đều bị cầm giữ, đừng nói là phản kháng, ngay cả nói chuyện cũng không làm được, tay chân của nàng, đều đã không chịu mình khống chế, chỉ có thể làm một cái mặc cho người định đoạt tượng gỗ. Kim Thư Tuệ mắt đẹp bên trong, một phiến ảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng cùng thê lương. Nàng bất ngờ lưu lạc trên hết giới, nhưng cuối cùng vẫn là vực ngoại Tinh Tuyền vực luyện thần phong chứa chấp nàng, đối với nàng có ân tái tạo, trong lòng nàng, cũng vô cùng địa cảm kích mình tông môn, sư tôn, thần chủ, cùng với một đám trưởng bối, đồng môn. Kim Thư Tuệ đã đem luyện thần phong coi là mình cái nhà thứ hai. Nàng thậm chí có thể vì luyện thần phong đi chết. Có thể. Từ nàng lấy được thiên linh linh lực, trọng thương sau đó, trở lại luyện thần phong, lấy được cũng không phải quan tâm cùng bảo vệ, mà là bán đứng cùng phản bội. Trong ngày thường hòa ái dễ thân cận thần chủ, vào giờ khắc này nhưng hóa thành đem nàng đẩy vào địa ngục ác quỷ. Tống Tử Tình chẳng những không là Kim Thư Tuệ chữa thương, ngược lại thừa dịp Kim Thư Tuệ bị thương nặng, không có sức phản kháng thời điểm, trực
trực tiếp phát động huyền nữ cấm chế, rồi sau đó, lại là thả ra muốn cử hành chiêu thân đại hội tin tức. Kim Thư Tuệ tim, lạnh, kết băng, nàng không nghĩ tới, ở mình coi là thân nhân mọi người trong mắt, nàng Kim Thư Tuệ bất quá là một cái có thể đổi lấy lợi ích vật phẩm thôi. Kim Thư Tuệ tim, chết, đối với quanh thân phát sinh hết thảy, không có chút nào quan tâm, cũng không có phát hiện đứng ở xó xỉnh bên trong Diệp Thần. Tống Tử Tình nhìn nàng một mắt, gần sát Kim Thư Tuệ bên tai, nhỏ giọng cười lạnh nói, Sách Tuệ, ngươi cũng đừng trách ta, ai kêu ngươi là tông môn rước lấy phiền toái lớn như vậy. Hơn nữa ban đầu, không phải ta luyện thần phong thu nhận ngươi, ngươi như thế nào có thể ở vực ngoại và thượng giới chỗ đứng. Hiện tại, là hẳn hồi báo tông môn lúc. Kim Thư Tuệ nghe vậy, mặt đẹp một trắng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một nhóm nước mắt, từ khóe mắt tuột xuống. Mà lúc này, lại có một người tóc trắng nam tử, đứng dậy, bưng một cái hộp gấm nói, ta ra 100 cái thánh tổ cấp hư nguyên đan. Một khắc sau, nam tử mở ra hộp gấm kia, một cổ đậm đà thuốc thơm, tràn ngập núi này đỉnh. Trong đại điện đám người, đều là đầy mắt rung động, trước khi áo bào lam nam tử, lại là sắc mặt có chút khó coi hướng vậy tóc trắng nam tử nhìn. Hư nguyên đan là một loại có thể tinh tiến tu vi đan dược, cho dù là thánh tổ cảnh hậu kỳ võ giả, cũng có thể sử dụng, giá trị không rẻ. Mà đây tóc trắng nam tử, ra tay một cái chính là 100 cái. 100 cái hư nguyên đan giá trị, đã xa xa vượt ra khỏi áo bào lam nam tử trong tay cái này thanh trường kiếm. Áo bào lam nam tử trong mắt, tràn đầy vẻ không cam lòng, có thể cuối cùng, vẫn là chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Mà Tống Tử Tình, chính là đại hỷ. Tốt, rất tốt, xem ra lần này chiêu thân đại hội thu hoạch, phải xa xa vượt qua nàng dự liệu, mới vừa mới bắt đầu, thì có người ra 100 cái hư nguyên đan. Nếu như lấy được những đan dược này, hắn tu vi đều có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ liền chứ. Hơn nữa, Tống Tử Tình, hướng sắc mặt nhàn nhạt ngồi tại chỗ uống trà cẩm bào thanh niên, trong mắt hiện ra vô cùng vẻ chờ mong. Cái này đến từ Nguyệt Hồn vực công tử, còn không có ra tay đâu. Nếu như hắn cũng xem trọng Kim Thư Tuệ, vậy luyện thần phong, thật sự là muốn một bước lên trời à. 200 cái thánh tổ cấp hư nguyên đan. Ba bụi cây 100.000 năm ô gió cỏ, thêm 10 cái long phượng bách linh hoàn. 200 cái thánh tổ cấp hư nguyên đan, cộng thêm 100 cái thánh tổ cấp hóa linh đan. Từng cơn bảo khí, dạo dực ở bên trong đại điện, ngay tại lúc này, một người nam tử đứng dậy, nhàn nhạt nói, 1.000 cái thánh tổ cấp hư nguyên đan. Toàn bộ đại điện, ngay tức thì rơi vào tĩnh mịch. Người này nói cái gì? 1.000 cái hư nguyên đan. Mỗi một cái hư nguyên đan giá trị, đều ở đây 5 triệu cực phẩm huyền nguyên đá bên trên à. 1.000 cái, thì đồng nghĩa với 5 tỷ cực phẩm huyền nguyên đá, tiền muôn bạc biển, cũng không có lớn đến loại trình độ này chứ. Có thể ngay trước mọi người, thấy rõ ràng người nói chuyện là ai lúc đó, liền biết, lần này chiêu thân đại hội, không bọn họ chuyện gì. Người nói chuyện, chính là Gắn Ở Nghĩa. Gắn Ở Nghĩa thực lực mặc dù vậy, có thể chiêu này thân đại hội, so, chủ yếu là bối cảnh và tài lực à. An gia bối cảnh quá mạnh, mà tài lực, càng không phải là đám người có thể so được. Gắn Ở Nghĩa mặt mỉm cười, hư nguyên đan, mặc dù chân quý, nhưng, cũng không phải không mua được vật, 5 tỷ cực phẩm huyền nguyên đá, đối với An gia mà nói, không phải một cái con số nhỏ, có thể, vẫn còn ở Gắn Ở Nghĩa phạm vi thừa nhận bên trong. Ngay tại Gắn Ở Nghĩa, cho rằng nắm chắc phần thắng lúc đó, một đạo khàn khàn thanh âm, nhưng tại đại điện bên trong vang lên. 2.000 cái thánh tổ cấp hư nguyên đan. Một mực yên lặng không nói Triệu Bân lên tiếng. Đồng thời, hắn còn hơi híp cặp mắt, lạnh lùng nhìn Gắn Ở Nghĩa tràn đầy uy hiếp mùi vị. Cái này thiên linh linh lực, hắn thế ở tất được. Gắn Ở Nghĩa cả người run lên, Triệu Bân nhưng mà cái liều mạng người điên à. Nếu là thật chọc giận hắn, hắn thật có khả năng không để ý hết thảy đối với tự mình ra tay. Do dự chốc lát, Gắn Ở Nghĩa rốt cuộc vẫn là ngồi xuống. Thiên linh linh lực khá hơn nữa, cũng không trọng yếu bằng mạng sống. Lần này, hắn mang tới trong tộc cung phụng, thực lực mặc dù ở Triệu Bân bên trên, có thể Triệu Bân cả người độc công quá quỷ dị, thật liều mạng, hắn mang tới cung phụng cũng chưa chắc bảo được mình. Liền ở tất cả mọi người đều lấy là, Triệu Bân sắp ôm mỹ nhân về lúc đó. Ngồi ở Chiêm Ưu bên cạnh cô gái xinh đẹp, nhưng là chậm rãi đứng dậy, nhìn Tống Tử Tình nói, một quả thật vô cùng đan. Trong nháy mắt,
toàn bộ luyện thần phong, đều tựa hồ khẽ run một tí. Lần này, liền liền Tống Tử Tình đều không cách nào che giấu trên mặt rung động cùng mừng như điên. Thật vô cùng đan, nhưng mà nửa bước bổ thiên cấp thần dược à. Toàn bộ tinh tuyền vực cũng không có nhiều ít viên. Hơn nữa, thật vô cùng đan, vẫn có thể tinh tiến tu vi đan dược. Nếu như lấy được một quả thật vô cùng đan, nàng tu vi đều có thể lập tức tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ chứ. Một cái nàng không cách nào có được cũng không cách nào coi giữ tiên thiên linh khí, đổi lấy một quả thật vô cùng đan, mua bán này, trị giá, thật là quá đáng giá à. Nhất trọng yếu nhất phải, Chiêm gia công tử thật ra tay. Nếu như ôm lên Chiêm gia cái này cái bắp đùi, nàng luyện thần phong còn sợ không thể quật khởi. Triệu Bân vô cùng là âm trầm nhìn Chiêm Ưu một mắt, lạnh giọng nói, vị này huynh đệ, cái này thiên linh linh lực, đối với ta có trọng dụng, ta không biết ngươi là ai, nhưng, ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên động ta coi trọng đồ, hiểu không? To gan, Chu Tử Huân chợt đứng lên, quát lên một tiếng lớn nói, Triệu Bân, ngươi lấy vì mình, coi là cái thứ gì, dám đối với bổn thiếu nói như vậy. Triệu Bân trong mắt vẻ độc ác chớp mắt nói, Chu Tử Huân, ngươi muốn là thằng nhóc này ra mặt. Ra mặt. Chu Tử Huân nghe vậy, nhưng là cười, giễu cợt cười, Triệu Bân, ta không tư cách là buồn thiếu ra mặt, người biết, buồn bớt đi từ nơi nào sao? Buồn thiếu, đến từ Nguyệt Hồn Vực. Tiếng nói vừa dứt, ngược lại hút khí lạnh tiếng, này thay nhau vang lên. Nguyệt Hồn Vực. Đối với phổ thông võ giả mà nói, có thể chỉ là một cái tên thôi, nhưng đối với những thứ này tràn đầy tiềm lực thiên tài yêu nghiệt, nhưng không giống nhau. Bọn họ phần lớn đối với vực ngoại Nguyệt Hồn Vực có chút biết rõ, vì vậy, mới rõ ràng hơn, Nguyệt Hồn Vực thế lực có kinh khủng dường nào à? Đến từ Nguyệt Hồn Vực thế lực đều phải cần ngửa mặt trông lên tồn tại à? Liền liền Triệu Bân đều là thân thể run lên, trong mắt tàn khốc, ngay tức thì liền hòa tan, biến thành nồng nặc sợ hãi cùng hối hận. Hắn nhìn một cái Tống Tử Tình, chỉ gặp Tống Tử Tình, nhưng là một bộ thần sắc lạnh nhạt, tựa như đã sớm biết rồi Chiêm Ưu thân phận vậy. Hắn tim lập tức liền nặng đến đáy cốc. Hắn biết, Chu Tử Huân nói là sự thật. Một khắc sau, Triệu Bân cắn răng một cái, lại là trực tiếp hướng về phía Chiêm Ưu quỳ xuống. Ở nơi này chút thanh niên tài tuấn trước mặt, quỳ xuống. Làm như vậy, hắn Triệu Bân sau này ở trên cao lưu trong vòng là lăn đi xuống không, nhưng dù vậy, hắn vẫn còn là lựa chọn quỳ xuống. Triệu Bân cúi đầu, vô cùng cung kính nói, thật xin lỗi, cái vị công tử này. Mới vừa rồi, tiểu nhân có nhiều xúc phạm, xin công tử tha thứ. Chiêm Ưu uống trà, giống như là không có nghe gặp Triệu Bân nói chuyện vậy. Mà Triệu Bân, nhưng chỉ có thể quỳ, không nói một lời. Một lát sau, Chiêm Ưu mới nhàn nhạt nói, lưu lại một cái tay, cút đi. Chỉ là bởi vì một câu nói hơi mạo phạm Chiêm Ưu, hắn thì phải người khác lưu lại một cái tay. Có thể, Triệu Bân nhưng giống như là lấy được cái gì ban cho vậy. Mặt đầy vui mừng hướng về phía Chiêm Ưu nói cảm ơn, không biết còn lấy là Chiêm Ưu có bao nhiêu nhân từ đâu. Một khắc sau, Triệu Bân không chút do dự chặt đứt mình một cánh tay, thân hình động một cái, liền hướng đại điện đi ra ngoài, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Đám người nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Chiêm Ưu, trong mắt đều mang sâu đậm kiêng kỵ. Một câu nói, liền muốn một người thánh tổ cảnh bảy tầng thiên tay, cái này từ Nguyệt Hồn vực tới thanh niên quá khủng bố. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng. Nơi này cường giả so hắn tưởng tượng còn muốn hơn. Hắn nên như thế nào cứu Kim Thư Tuệ rời đi? Luyện Thần Phong phong chủ, cũng không phải hắn có thể dung chuyển. Hắn hiện tại mượn kiếm hồn lực lượng, trình độ cao nhất hẳn là đối kháng thánh tổ cảnh bảy tầng thiên. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, luân hồi mộ địa lại truyền tới một đạo chấn động. Ba người thanh âm nhàn nhạt vang lên, Đồ Nhi. Chúng ta Hoàng Tuyền Tam Tổ dẫn động một phần chia nước suối vàng, có thể cho ngươi lực lượng. Diệp Thần vui mừng, ánh mắt rơi vào trên thân ba người. Nhưng rất nhanh, hắn như đưa đám. Hoàng Tuyền Tam Tổ thực lực không tệ. Nhưng nếu là lại cho mình lực lượng, khoảng cách tiêu tán liền càng gần. Huống chi, còn chưa đủ để giải quyết trước mặt tình cảnh à. Ngay tại lúc này, để cho Diệp Thần bất ngờ phải, luân hồi mộ địa bảy tấm bia đá rối rít chấn động. Bảy đạo quang hoa lóe lên. Bảy người xuất hiện ở hắn trước mắt. Chính là thiên đạo thất thánh. Diệp Thần lần này hoàn toàn kinh hãi, hắn là lần đầu tiên thấy được như thế nhiều vị đại năng. Mấu chốt,
bảy người này có thể dẫn động vì sao hắn một chút cũng không có cảm giác được. Bảy người nhưng là chắp tay lia lịa, chúng ta thiên đạo thất thánh gặp qua luân hồi chi chủ. Giờ khắc này, Diệp Thần bối rối. Trước kia luân hồi mộ địa đại năng nóng nảy đều là vô cùng cổ quái. Hiện tại bảy người này lại chủ động gặp hắn. Hơn nữa còn nhìn thấu hắn thân phận. Luân hồi chi chủ, ban đầu ngươi đột phá thiên thần, đối kháng lôi kiếp, chúng ta thì đã xuất hiện, chỉ bất quá chúng ta rất mau trở về thuộc về bia đá bên trong, ngài nhờ vậy mới không có phát hiện. Lần này, chúng ta gặp luân hồi chi chủ tựa hồ gặp nạn, bất kể như thế nào, chúng ta nguyện ý chủ động ra tay. Chúng ta bảy người có một môn đặc thù thuật pháp, ngược lại là thích hợp cái này luyện thần phong. Diệp Thần con ngươi vui mừng, lời này nói thế nào? Trong đó Văn Thánh một bước bước ra, chắp tay nói, luyện thần phong hạ, tựa hồ có một khối thiên đạo tụ linh thạch, đá này có thiên đạo oai. Luyện thần phong thứ nhất đảm nhiệm phong chủ sợ rằng dùng đá này đúc nên hộ sơn trận pháp. Mà chúng ta bảy người một đạo thuật pháp, có thể hút lấy thiên đạo tụ linh thạch lực lượng đem một phần chia cho luân hồi chi chủ, hơn nữa áp chế tại chỗ những người khác. Bất quá, cần nhất định thời gian. Còn nữa, sau đó, giá phải trả sẽ rất to lớn, thậm chí tổn thương căn cơ, luân hồi chi chủ có thể cân nhắc. Nhưng mà Văn Thánh lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền nói, không cần cân nhắc. Bảy vị tiền bối, lần này có các ngươi tương trợ, ta phần thắng càng lớn hơn. Giờ khắc này, Diệp Thần trên mình hàm chứa vô địch khí thế, giống như kiếp trước luân hồi chi chủ vậy, bàng bạc thở mạnh, có uy nghiêm vô thượng. Thiên đạo thất thánh thấy Diệp Thần, hơi biến sắc mặt, ánh mắt kích động, quanh thân đại đạo quy tắc đều ở đây chấn động, từng đạo kim liên rơi xuống, bọn họ toàn bộ ôm quyền nhìn về phía Diệp Thần. Có thể giúp đại nhân giúp một tay, chúng ta vô cùng vinh hạnh. Văn Thánh nhìn Diệp Thần, cao giọng nói. Tiền bối nói quá lời, có thể được bảy vị tiền bối tương trợ, mới là ta Diệp Thần chuyện may mắn. Diệp Thần liền vội vàng nói. Ngoại giới bên trong, Tống Tử Tình tự nhiên không biết luân hồi mộ địa lúc đó, nàng liền một giây cũng không muốn chờ, mặt đầy vui mừng nói, đã như vậy, Sách Tuệ liền gả cho. Có thể lời còn chưa nói hết, một tiếng quát to, nhưng giống như sấm mùa xuân vậy, ở trong đại điện nổ vang. Chờ một chút. Đám người hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, nói chuyện chính là Diệp Thần. Tống Tử Tình sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Diệp Thần nói, ngươi là người phương nào? Nơi này há là cho địa phương ngươi cản rỡ, cho bổn tọa lăn ra ngoài. Nàng lập tức phải ôm lên chiêm ra bắp đùi à, lúc này chạy đến một cái thiên thần cảnh tiểu tử quấy rối. Cái này làm cho nịnh bợ vô cùng Tống Tử Tình, làm sao có thể không tức giận? Diệp Thần đối với Tống Tử Tình lửa giận, nhưng là lơ đễnh, mỉm cười nói, nếu như ta nói, ta có càng lễ vật quý trọng đâu. Càng lễ vật quý trọng. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt đều là khó tin. Còn có so thật vô cùng đan càng lễ vật quý trọng. Vậy, chỉ có chân chính pháp bảo cao cấp, đan dược, võ vân. Vân liền chứ. Những thứ này, tùy tiện cầm ra một kiện, cũng có thể để cho một nhóm thế lực cũng không có so đỏ con mắt à. Tống Tử Tình thần sắc, lúc này mới hòa hoãn một phần, vô cùng hưng phấn hỏi, là cái gì? Diệp Thần ngưng mắt nhìn Tống Tử Tình cặp mắt, chỉ nói một chữ. Mệnh, mệnh, Tống Tử Tình nghe vậy, trong mắt, thoáng qua nồng nặc khinh thường. Nàng lạnh lùng nói, bổn tọa không cần mạng ngươi, cũng không có như vậy giá trị. Phế vật chính là phế vật, cũng không có gì có thể cầm xuất thủ đồ chứ. Lại, muốn dùng mệnh để đổi thiên linh lực. Ở Tống Tử Tình xem ra, Diệp Thần, không xứng. Một chút cũng không xứng. Có thể một khắc sau, Diệp Thần, nhưng là lần nữa mở miệng nói, ai nói, là mạng ta. Ta nói đúng mạng ngươi. Như vậy xính lễ, ngươi hài lòng không? Hẳn không có, so mệnh thứ quan trọng hơn liền chứ. Trong chốc lát, luyện thần phong lên đám người, chỉ cảm thấy mình óc, không chuyển qua cong tới. Muốn Tống Tử Tình mệnh. Đây là ý gì? Mà Kim Thư Tuệ khi nhìn đến Diệp Thần ngay tức thì, mắt đẹp bên trong, liền thoáng qua không thể tưởng tượng nổi thần sắc, sau đó liền mừng như điên. Giống như người chết chìm, bắt được hy vọng cuối cùng vậy. Diệp Thần, ở nàng cần trợ giúp nhất thời điểm, xuất hiện. Mọi người ở đây còn đang suy tư, thậm chí lấy vì mình có nghe lầm hay không thời điểm, một cổ hồng mông âm hưởng triệt đại điện. Bát quái thiên đan thuật, pháp hoa tịch diệt thiên.
Thiên Long bát thần âm. Bát quái thần đồ ở sau lưng ẩn hiện, Phật quang kết giới bao phủ, hồng mông nốt nhạc lôi cuốn đậm đà hồng mông khí bay ra. Rồi sau đó ngất trời yêu khí và sát ý bỗng nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Một chuôi đen nhánh trường kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, hắn lại là trực tiếp ra tay. Liền cơ hội nói chuyện cũng không cho Tống Tử Tình. Hồng mông cổ pháp, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, phá thiên lực, tất cả đều thi triển. Thậm chí, sát kiếm bên trên khó hiểu hơi thở dạo dực, liền kiếm hồn huyền hàn ngọc lực lượng vậy vận dụng. Một kiếm này, Diệp Thần không chút nào cất giữ. Hủy diệt kiếm ý, giống như địa ngục như gió, phét sạch cả tòa luyện thần phong, trong đại điện võ giả, đều là thấy quỷ liền nhìn Diệp Thần, liền liền chiêm ưu, trong mắt đều là thoáng qua một chút vẻ kinh hãi. Diệp Thần một kiếm này rất khủng bố, có thể để cho người không dám tin tưởng phải, Diệp Thần cái này cái thiên thần cảnh tiểu tử, lại trực tiếp đối với luyện thần phong thần chủ ra tay. Thằng nhóc này là tự sát thành hiền liền sao? Tống Tử Tình con ngươi, điên cuồng co rúc lại, nhưng, đối mặt cái này giống như có thể đem thiên địa chém là hư vô một kiếm, nàng, nhưng không có chút nào lui bước dự định. Tống Tử Tình nắm một chuôi băng xanh trường kiếm, cười lạnh nói, thứ không biết chết sống, người cũng dám đối với bổn tọa ra tay. Tuyệt cường uy đè bộc phát ra, Tống Tử Tình khẽ quát một tiếng nói, thần phong kiếm. Một cổ ngút trời kiếm ý, đột nhiên hạ xuống, hơn nữa, ở kiếm ý này bên trong, cả tòa luyện thần phong, tựa hồ cũng sống lại vậy, tựa như hóa thành một chuôi nhắm thẳng vào trời cao nhất thần kiếm, nháy mắt, trong đại điện đám người, chỉ cảm thấy trước mặt mình, xuất hiện một chuôi cự kiếm. Một chuôi, vắt ngang ở giữa trời đất, có thể càn quét thế gian cự kiếm. Mà bọn họ ở nơi này cự kiếm trước mặt, cũng lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé. Những thứ này thánh tổ cảnh yêu nghiệt, giờ phút này nhưng đều là mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn về phía Tống Tử Tình. Cái này luyện thần phong thần chủ quá mạnh mẽ, năm đó trọng thương, hôm nay thánh tổ cảnh tầng 8 thiên vẫn còn có như vậy lực. Nếu là không có hộ đạo giả tồn tại, Tống Tử Tình một kiếm này, đủ để trong nháy mắt giết bọn họ bên trong, phần lớn người đi. Tống Tử Tình mặt lộ vẻ cười nhạt, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, cái này thần phong kiếm, chính là luyện thần phong chấn tông võ học, chỉ có triều đại thần chủ, mới có tư cách tu luyện. Thần phong kiếm, vốn là vô cùng là cao đẳng võ, nhưng, hắn nhất chỗ lợi hại, nhưng là như ở nơi này luyện thần phong trên thi triển, liền có thể bộc phát ra uy lực gấp mấy lần. Một khắc sau, một đạo cự phong vậy, rộng lớn vô cùng, trầm trọng vô cùng kiếm quang, từ Tống Tử Tình trong tay băng xanh trên trường kiếm, bộc phát ra, hướng Diệp Thần bắn nhanh đi. Ngay chớp mắt, Tống Tử Tình kiếm quang, cùng Diệp Thần chém ra vậy đạo giống như hủy diệt thần ánh mắt vậy, làm người ta sợ hãi kiếm mang, ầm ầm đụng nhau. Hai đạo ánh sáng mang, lẫn nhau xé rách, ánh sáng đan vào không gian, ngay tức thì vỡ vụn, vô số đen nhánh vết rách, thật nhanh tràn đầy kéo dài trước, cả tòa đại điện, cũng xu hướng tại sụp đổ. Nếu không phải tại chỗ không thiếu hộ đạo giả, ra tay chấn áp, đại điện này, ngay tức thì phải ở dư âm bên trong, hóa là phấn vụn. Rốt cuộc, Diệp Thần chém ra kiếm mang, ở đó thần phong kiếm mang đánh vào dưới nổ tung, mặc dù, vậy thần phong kiếm mang, vậy ảm đạm không thiếu, nhưng, vẫn là đánh trúng Diệp Thần. Ầm một tiếng vang thật lớn, xương máu từ Diệp Thần bề mặt bạo tán ra, mà hắn cả người, vậy giống như diều đứt dây vậy, bị Tống Tử Tình một kiếm này, oanh được đổ bay ra, đem đại điện ra một tảng đá lớn, vỡ thành nghiền. Cố Hàn cùng Trương Trì, đều là sắc mặt biến đổi. Diệp Thần sao chịu được gọi cực hạn một kiếm, lại đánh bại. Bị Tống Tử Tình kích phá. Mà Kim Thư Tuệ, mắt đẹp bên trong vậy nổi lên lo âu nồng đậm vẻ. Nàng phát hiện Diệp Thần thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Có thể, cho dù là bây giờ Diệp Thần, đối mặt Tống Tử Tình vẫn là quá miễn cưỡng à. Hơn nữa, ở nơi này luyện thần phong trên thực lực còn có thể bạo tăng. Tống Tử Tình mặt lộ vẻ cười nhạt, châm chọc nói, dùng mạng ta, làm xính lễ. Ha ha, chỉ bằng ngươi, có thể cầm được đi mạng ta sao? Nàng chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, ở nàng nhìn lại, Diệp Thần chúng nàng cái này toàn lực một kiếm sau đó, là tuyệt không có sống sót có thể. Mà mọi người ở đây, cũng là cười mỉa, và Tống Tử Tình vậy ý tưởng. Chiêm Ưu lắc đầu một cái, chỉ cầm Diệp Thần coi là một cái tên hề nhảy nhót. Mà Chu Tử Huân, chính là mừng như điên. Vốn là, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào có thể để cho Chiêm Ưu đối với Diệp Thần ra tay,
không nghĩ tới, thằng nhóc này mình liền nhảy ra muốn chết. Nhưng vào lúc này, cự thạch kia bị đụng nát sau đó, hình thành đất lịch bên trong, đột nhiên, truyền ra một tiếng động lạ. Ừ, toàn bộ đại điện, làm yên tĩnh lại. Trong đại điện đám người, đều không khỏi được nín thở, cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vậy phiến đất lịch. Mới vừa rồi, bọn họ nghe cái gì? Liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một đạo thân ảnh, bỗng nhiên từ đất lịch bên trong nhảy lên, rơi vào trước điện. Người này cả người nhuốm máu, trên bả vai, có một đạo vô cùng dữ tợn kiếm tổn thương, cơ hồ phải đem đúng cánh tay, cũng trực tiếp tháo xuống, có thể hắn nhưng giống như là người không có sao vậy. Không phải Diệp Thần, còn có ai? Nhất làm người ta sợ hãi phải, vậy trên bả vai kiếm tổn thương, đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Đây chính là thánh tổ cảnh tầng 8 thiên nhất kích à. Cũng có thể khép lại. Không thiếu yêu nghiệt, nghe nói Diệp Thần ở Vân Hiên Thành đánh một trận, đều biết sinh mệnh lực của hắn rất mạnh, có thể không nghĩ tới, mạnh đến có thể chống cự thánh tổ tầng 8 tồn tại một kiếm trình độ. Diệp Thần, lần nữa đổi mới bọn họ đối với sinh mệnh lực nhận biết. Tới, Trương Sảo Linh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, mặt đẹp bên trên, lại là lộ ra hơi thần sắc hưng phấn. Nàng biết, Diệp Thần chân chính đáng sợ, còn không phải là cái này nghịch thiên sinh mệnh lực, mà là. Một khắc sau, Diệp Thần, xuất thủ lần nữa. 33 thiên hồng mông cổ pháp, chân võ ý, ngay tức thì vét sạch toàn bộ luyện thần phong đỉnh núi chỗ, tất cả người, cũng cảm nhận được liền một loại chảm phá thanh thiên khí thế. Sát kiếm bên trên, khí tức hủy diệt cơ hồ hóa thành thực chất, dâng trào linh lực ở trong không khí kích động, để cho người không dám tin tưởng, trước mắt tên nam tử này tử. Lại là một người thiên thần cảnh võ giả. Diệp Thần lấy nghịch thiên lực quơ sát kiếm, phong áp sợ hãi, huyền diễm ở bề mặt cháy, bộc phát ra huyết mạch bên trong năng lượng ẩn chứa, diệt thiên kiếm quyết thi triển, hướng về phía Tống Tử Tình, đánh ra chấn thế một kiếm. Một kiếm này còn vận dụng một chút lục đạo luân hồi pháp. Diệp Thần không dám quá nhiều vận dụng, nếu không Huyền Cơ Nguyệt và Đế Uyên Điện tuyệt đối sẽ phát hiện mình tồn tại. Hoàng Tuyền Tam Tổ, ba vị sư tôn, cho ta lực lượng. Thiên đạo thất thánh, mau đối với luyện thần phong thiên đạo tụ linh thạch ra tay. Áp chế đám người, hội tụ ta thân. Luân hồi mộ địa bên trong vang lên một đạo gầm thét. Đây là Diệp Thần duy nhất đối kháng mọi người tư cách. Hắn có luân hồi mộ địa. Mặc dù đảm nhiệm để cho hắn ít vận dụng luân hồi mộ địa, nhưng là giờ phút này, hắn không có lựa chọn. Một kiếm chói mắt kiếm mang, đi đôi với lực lượng kinh khủng kia. Giống như một đầu ngang trời xuất thế ma thú, hướng về phía Tống Tử Tình, gầm thét đi. Tống Tử Tình hừ lạnh một tiếng, trường kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay, nàng quả thật không nghĩ tới, Diệp Thần lại không có chết. Bất quá không có chết, thì thế nào? Lần nữa nghiền ép chính là, chẳng lẽ thằng nhóc này bị nghiền ép 100 lần, 1000 lần còn có thể đứng lên? Có thể giữa lúc Tống Tử Tình, chuẩn bị xuất kiếm lúc đó, nhưng không khỏi khẽ nhíu mày. Ngưng mắt nhìn cực nhanh chớp động mà đến kiếm mang, trong mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ. Trong phảng phất, nàng lại là cảm giác được luyện thần phong đối với nàng gia trì lực lượng lại bắt đầu trở nên yếu đi. Thậm chí luyện thần phong gia trì tựa như chậm rãi từ lòng đất chảy hướng liền Diệp Thần. Quỷ dị hơn phải, Diệp Thần một kiếm này, vậy mạnh hơn. Cái này cái quỷ gì? Chẳng lẽ Diệp Thần mới thật sự là luyện thần phong phong chủ? Bình thường mà nói. Diệp Thần bị thương, cho dù có thể khôi phục, thực lực, vẫn là khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, coi như không có chịu ảnh hưởng, cũng không khả năng đột nhiên trở nên mạnh mẽ chứ. Bất quá, Tống Tử Tình nhưng vậy không quá mức để ý, nắm giữ thần phong kiếm, nàng Tống Tử Tình, có tuyệt đối thực lực. Chính là một cái thiên thần cảnh tiểu tử, mạnh hơn nữa còn có thể mạnh hơn mình. Đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Băng xanh trên trường kiếm, khí vận cuồn cuộn. Cả tòa luyện thần phong, cũng làm hô ứng, trong chốc lát, trên đỉnh núi, gió lớn chợt nổi lên, cuồn cuộn linh khí, ngưng tụ ở một kiếm này bên trên. Thần phong kiếm, Tống Tử Tình khẽ quát một tiếng, một tòa cự phong hư ảnh, ở sau lưng chớp mắt rồi biến mất, ngay sau đó kiếm ra như điện. Kiếm quang mãnh liệt, giống như thông núi thiên thần, ái mộ xuống, phải đem cả thế giới, nghiền thành phế tích. Ầm một tiếng vang thật lớn, thần phong kiếm kiếm ảnh. Lần nữa đem Diệp Thần kiếm quang nghiền nát, hắn thân thể cũng bị hung hăng đánh ra, huyết quang văng khắp nơi. Có thể, lần này, trong đại điện không ít người, nhưng đều là ánh mắt chớp mắt.
những người này, đều là trong đại điện, thực lực khá mạnh người, bọn họ cũng phát hiện. Lần này, Diệp Thần kiếm quang ở đó thần phong kiếm ảnh dưới, kiên trì thời gian dài hơn, vậy triệt tiêu thần phong kiếm càng nhiều hơn uy lực. Trong nháy mắt, trong mắt của tất cả mọi người, đều hiện lên liền một cổ sợ hãi vẻ, bao gồm Chu Tử Huân cùng Chiêm Ưu. Càng đánh càng mạnh. Trương Sảo Linh mắt đẹp chớp động, mặt đẹp lại là một phiến đỏ bừng, xuất hiện. Cái này so với trước đó nàng đối mặt còn kinh khủng hơn. Không chỉ càng đánh càng mạnh, tựa hồ Diệp Thần hơi thở vậy đang điên cuồng bạo tăng. Mặc dù Trương Sảo Linh ngoài miệng nói, muốn xem Diệp Thần chọc phải người không nên chọc, đối với mình cúi đầu, mời mình cứu hắn, cọ rửa thua ở Diệp Thần sỉ nhục. Nhưng, trên thực tế, nàng trong lòng ý tưởng chân thật nhất, chính là tạm biệt chứng một lần Diệp Thần cái này gần như thần tích giống vậy biểu hiện. Càng đánh càng mạnh, là mỗi cái võ giả cũng làm ước mơ, nhưng không có năng lực làm được chuyện à. Chỉ là nhìn, liền đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào. Âm một tiếng, lần này Diệp Thần đụng sụp một tòa núi nhỏ, nhưng rất nhanh liền lần nữa từ cuồn cuộn đá vụn dưới phóng lên cao, hắn sắc mặt, mặc dù có chút trắng bệch, có thể trên mặt nhưng vẫn mang cười nhạt ý. Thiên đạo thất thánh vậy đạo thuật pháp, quá đã. Tống Tử Tình con người co giúp một cái, sắc mặt vậy ngay tức thì âm trầm xuống, một kiếm này hiệu quả, không hề như nàng tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Mà trong đại điện, nguyên bản, cũng cảm thấy Diệp Thần bất quá là một tìm chết phế vật thôi, có thể hiện tại, bọn họ lại là mơ hồ đối với Tống Tử Tình cùng Diệp Thần đánh một trận, mong đợi. Thiên thần cảnh nhất tầng thiên đối kháng thánh tổ cảnh tầng 8 thiên. Còn không chết. Tin tức này nếu như truyền đi, đủ để rung động toàn bộ tinh tuyển vực. Chớ nói chi là Diệp Thần còn nắm giữ hủy diệt mộ đạo, có nghịch thiên sinh mệnh lực vân. Vân, cho dù là nguyệt hồn vực vậy sẽ đối với Diệp Thần như vậy yêu nghiệt, đổ xô vào chứ. Tống Tử Tình trong mắt bên trong, ý định giết người bạo tránh, nàng dĩ nhiên cũng biết một điểm này, Diệp Thần quá ưu tú. Cho nên, Diệp Thần ngày hôm nay, phải chết ở chỗ này. Nếu không, không cần 1-2 năm, toàn bộ tinh tuyền vực, sợ rằng cũng chỉ có thể thần phục ở yêu nghiệt như vậy dưới bàn chân liền chứ. Tống Tử Tình hít sâu một hơi, lại là không để ý tự thân hơi thở, vẫn chưa có hoàn toàn vững vàng, liền lần nữa linh lực cuồng chuyển, kiếm ý ngưng tụ, cơ hồ là ở Diệp Thần lao ra vậy đá vụn chất ở giữa ngay tức thì, lại là một kiếm chém ra. Nàng, không muốn cho Diệp Thần bất kỳ thở dốc cơ hội. Diệp Thần sắc mặt đông lại một cái. Hắn tiếp liền nhận chịu Tống Tử Tình hai kiếm, cho dù lấy sinh mệnh lực, vậy có chút miễn cưỡng, nếu như lúc này, lại bên trong một kiếm mà nói, có thể thật muốn ảnh hưởng đến hắn sức chiến đấu. Lúc này Diệp Thần thân hình động một cái, vừa hướng sau né tránh, một bên quơ múa sát kiếm, thi triển diệt thiên kiếm quyết, kiếm quang như rơi xuống đời hàn tinh, chớp mắt mà hiện. Âm một tiếng, luyện thần phong bốn phía ngay tức thì vỡ đổ, mà Diệp Thần, cũng là thân hình trên không trung liền lùi lại. Hư không đều bị hắn bước ra đạo đạo liệt ngân. Mặc dù tránh khỏi thần phong kiếm bộ phận uy năng, lại có luyện thần phong gia trì, nhưng, Diệp Thần sắc mặt vẫn không khỏi hơn nữa trắng bệch liền một phần, hơi thở vậy mơ hồ có chút rối loạn lên. Tống Tử Tình thấy vậy cười lạnh một tiếng nói, ừ, không phải muốn giết ta, mở thế nào mới chạy, muốn chạy, đã quá muộn. Nàng thân hình động một cái, nhảy ra đại điện, hướng không trung Diệp Thần lướt đi. Thần phong kiếm kiếm ảnh hồi sinh, giống như che đậy đúng phiến bầu trời thần ma tay vậy càn quét ra, Diệp Thần ánh mắt hơi trầm xuống, lục đạo luân hồi pháp và hủy diệt mộ đạo hơi thở từ kiếm phong bên trên tản mát ra, kiếm mang băng hàn, ngang nhiên đánh xuống. Song kiếm đụng nhau, hai người giao thủ dư âm, đem luyện thần phong bầu trời hết thảy cũng chấn thành nghiền, đạo đạo đen nhánh vết rách, giống như mạng nhện vậy tràn ngập, không gian chảy loạn, ở hai người quanh thân khuấy động. Diệp Thần thân thể lần nữa nổ bay ra, xương máu từ trong cơ thể nổ bộc phát ra. Diệp Thần quanh thân giống như bị núi to đụng vậy, khắp nơi gãy xương, máu thịt rạn nứt, hắn xương sườn, đã không biết làm gãy nhiều ít cây, đâm vào nội tạng bên trong, máu tươi từng ngụm xông ra. Nhưng, lần này, Tống Tử Tình chân mày, nhưng nếp nhăn được sâu hơn. Nàng nhìn mình hơi run cổ tay, lần này, Tống Tử Tình rõ ràng cảm giác được, luyện thần phong đối với mình ra chỉ toàn bộ biến mất. Ngược lại còn quỷ dị áp chế mình thực lực. Mà Diệp Thần thực lực, nhưng là tăng lên một tầng thứ. Rốt cuộc cái quỷ gì, luyện thần phong lòng đất lực lượng làm sao chạy đến một người xa lạ trên người.
Không đúng. Thằng nhóc này quá tà môn. Tống Tử Tình cũng cảm nhận được một chút sợ hãi. Diệp Thần lau một cái vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn Tống Tử Tình, hắn cảm nhận được thiên đạo tụ linh thạch cho mình lực lượng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Hắn yêu cầu, đang là như vậy chiến đấu. Ở như vậy cường độ cao cuộc chiến sinh tử bên trong, trong cơ thể tử tiêu thạch và nước suối vàng, đang nhanh chóng đổi thành là chiến lực, nhưng, Diệp Thần thực lực mặc dù có thể tăng lên nhanh như vậy, trừ thiên đạo tụ linh thạch, còn có một cái nguyên nhân khác. Đó chính là, ở vùng U Tuyệt bên trong lấy được hủy diệt đại đế truyền thừa. Hôm nay Diệp Thần, ở hủy diệt mộ đạo trên, mặc dù có tiến bộ không ít, nhưng hôm nay hắn đối với hủy diệt mộ đạo hiểu, đã vượt qua mình thực lực. Nói cách khác, Diệp Thần thực lực không đủ để phát huy ra hủy diệt mộ đạo lực lượng chân chính. Cho nên, đi đôi với Diệp Thần chiến lực tăng lên, hắn đối với hủy diệt mộ đạo phát huy, vậy càng ngày càng mạnh. Đây cũng là Huyền Hàn Ngọc muốn Diệp Thần không ngừng chiến đấu nguyên nhân. Ngay tại Tống Tử Tình bởi vì quá rung động, mà lâm vào chốc lát đờ đẫn lúc đó, Diệp Thần chủ động ra tay. Trong đại điện đám người, nhìn hướng Tống Tử Tình liều chết xung phong đi Diệp Thần, những thứ này tinh tuyển vực yêu nghiệt lần nữa rung động. Phản kích, ngạnh kháng Tống Tử Tình bốn kiếm, còn phản kích. Diệp Thần, là người hay là ma? Bây giờ Diệp Thần, nhìn như giống như một cái chiến đấu ma quỷ à. Tống Tử Tình hơi biến sắc mặt, nhưng, vẫn là hung hăng cắn răng một cái, uống một quả ngọc trắng đan dược, nàng trường kiếm điệu múa, thần đỉnh hư ảnh, đi đôi với ngút trời kiếm ý, lần nữa hiện lên. Một hồi khí thế cường đại, từ Tống Tử Tình trong cơ thể bộc phát ra. Kiếm quang lóng lánh, kiếm ảnh kinh trời, Diệp Thần cùng Tống Tử Tình bóng người, ở trong hư không, không ngừng xuyên qua. Cứ việc Diệp Thần không ngừng đằng tránh dịch chuyển, có thể thân thể, vẫn là một lần lại một lần, bị thần phong kiếm kiếm ảnh, đánh được xu hướng tại nổ tung, thương thế không ngừng tăng thêm. Nhưng đồng thời, tất cả mọi người phát hiện, Diệp Thần kiếm quang uy lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng tăng lên trước, tựa như không có chỉ cảnh vậy. Cuộc chiến đấu này, làm mọi người rung động được, đều không cách nào hít thở à. Thoáng qua, hai người đã giao thủ mấy trăm lần. Tống Tử Tình, lần đầu tiên bị thương. Kiếm ảnh như núi, cuồng oanh xuống, đi đôi với hủy diệt kiếm mang tiêu tán, Diệp Thần cánh tay trái cơ hồ nghiền. Nhưng, Tống Tử Tình vậy bởi vì tiêu hao quá lớn, mà dần dần tái nhợt trên gương mặt, bỗng nhiên thoáng qua một chút đau đớn ý. Nàng, chậm rãi cúi đầu xuống, hướng đau đớn chuyển tới chỗ nhìn. Chỉ gặp, một vệt máu, theo Tống Tử Tình giữa eo. Dòng nước chảy xuống. Nàng giữa eo, bị một món sông phá kiếm ảnh hàn mang, chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Tống Tử Tình sắc mặt, ngay tức thì khó coi, tinh thuần hủy diệt mộ đạo hơi thở, theo vết thương, xâm nhập vào bên trong cơ thể, cho dù nàng uống cao cấp chữa thương đan dược, vết thương, nhưng vẫn không có khép lại. Không chỉ không có khép lại, máu, ngược lại càng lưu càng nhiều. Còn nữa, luyện thần phong áp chế càng ngày càng kinh khủng. Lại mơ hồ sắp đem nàng áp chế đến thánh tổ bảy tầng thiên. Tại sao có thể như vậy? Tống Tử Tình trong mắt bên trong, tràn đầy khó tin cùng vẻ giận dữ. Cuối cùng một kiếm. Nếu muốn kịp thời chống đỡ trong kinh mạch khí tức hủy diệt, nàng chỉ có thể ra lại cuối cùng một kiếm. Tống Tử Tình ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, nhưng là không khỏi được hơi sững sờ. Giờ phút này, chỉ còn lại cụt một tay Diệp Thần, trên thân hình. Vậy thương màu xanh ngọn lửa, dần dần phai nhạt xuống, hơi thở, vậy bắt đầu yếu bớt. Gương mặt, đều đã hơi khô đét, một bộ đèn cạn dầu hình dáng. Tống Tử Tình, ngay tức thì mừng như điên. Thằng nhóc này, đến mức tận cùng. Ở mình, đều phải đến bước đường cùng, Diệp Thần, trước một bước đến cực hạn. Ha ha ha, xem ra, liền ông trời, đều ở đây giúp mình à. Tống Tử Tình trên gương mặt. Nổi lên một cái vô cùng hung lệ nụ cười, cái này, là đem chém chết, tốt nhất cơ hội à. Sau đó, ngay tại lúc này, Diệp Thần lại là nhàn nhạt quét Tống Tử Tình một mắt, rồi sau đó không chút do dự xoay người, chạy trốn. Trong đại điện, Trương Chỉ Thần sắc vô cùng khẩn trương đối với Trương Xảo Linh nói, tỷ, Diệp đại ca nguy hiểm à. Để cho Càn Lôi Tông hộ đạo giả, ra tay đi. Diệp Thần ở phía trước đi luyện thần phong trên đường, hai lần ra tay. Mặc dù không có thể nói hoàn toàn là vì Trương Trì, có thể ở Trương Trì xem ra, mình, hiển nhiên là lấy được Diệp Thần trợ giúp.
Vì vậy, lòng hắn bên trong đã đem Diệp Thần coi là mình đại ca. Nguyên bản thần sắc còn khá là hưng phấn Trương Sảo Linh, giờ phút này, cũng là thần sắc trầm ngưng, Diệp Thần biểu hiện, nói thật đã xa xa ngoài nàng ý liệu, lại có thể làm bị thương Tống Tử Tình. Có thể hiện tại, tựa hồ cuối cùng đã tới cuối. Bất luận Diệp Thần có bao nhiêu yêu nghiệt, lấy bây giờ tu vi, muốn chiến thắng Tống Tử Tình, vẫn là quá khó khăn. Nàng vừa quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Mính Di. Mính Di gật đầu một cái, nàng vậy hết sức coi trọng Diệp Thần, xuất thủ cứu Diệp Thần như vậy tiềm lực vô hạn yêu nghiệt một lần, kết cái thiện duyên, tương lai, có lẽ có thể là Càn Lôi Tông, mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, vì thế đắc tội một cái luyện thần phong, cũng không coi vào đâu. Có thể giữa lúc Mính Di thân hình động một cái, chuẩn bị hướng Diệp Thần cùng Tống Tử Tình chỗ phương hướng đuổi theo lúc đó, một đạo thân ảnh, nhưng chắn trước mặt nàng. Mính Di sắc mặt trầm xuống, người này, bất ngờ chính là Cực Kiếm Tông hộ đạo giả, Kiếm Lão. Kiếm Lão trên mặt, mang âm u nụ cười, hướng về phía Mính Di mở miệng nói, Mính đạo hữu, người muốn làm gì? Cuộc chiến đấu này, thật là vô cùng đặc sắc à, Chiêm công tử vậy xem được nồng nhiệt, cũng không hy vọng có người quét hắn hưng à. Trương Trì, Cố Hàn, cùng với Trương Sảo Linh đều là sắc mặt biến đổi. Cực Kiếm Tông, lại nhúng tay. Kiếm Lão cùng Mính Di thực lực, ở như nhau tới giữa, nếu như Kiếm Lão cố ý ngăn trở, Mính Di, căn bản không cách nào xuất thủ à. Càng mấu chốt chính là, Kiếm Lão nhắc tới Chiêm công tử. Nói cách khác, ngăn cản Mính Di xuất thủ, không riêng gì Cực Kiếm Tông, còn có Chiêm gia ý. Kiếm Lão mặc dù hoài nghi Diệp Thần sau lưng, nhưng chung quy là suy đoán, mà Chiêm gia nhưng là thật thật tại tại tồn tại. Mính Di trong chốc lát, cũng không khỏi được đứng yên tại chỗ, tiến thối không được, chính là muốn cứu Diệp Thần, vậy không thể ra sức. Một cái hô hấp sau đó, Tống Tử Tình, đã đến Diệp Thần sau lưng. Mà giờ khắc này, Diệp Thần, tựa như nhận mệnh vậy, dừng lại thân hình. Trong đại điện đám người, nhìn một màn này, thần sắc khác nhau, có đáng tiếc, có cười trên sự đau khổ của người khác, có, chính là sảng khoái cùng giễu cợt. Tống Tử Tình cười nói, làm sao, chạy hết nổi rồi. Ngươi không phải, nói phải dùng mạng ta, làm xính lễ sao? Ta hiện tại không dự định thu ngươi phần này xính lễ, ngươi ngược lại là tới cầm mạng ta, lấy đi à? Dứt lời, Tống Tử Tình, thậm chí không cho Diệp Thần mở miệng cơ hội, trong tay băng xanh trường kiếm, ánh sáng bạo tránh, thần phong kiếm ra. Một đạo núi to hư ảnh, chớp mắt mà hiện, đi đôi với cuồn cuộn kiếm khí, hướng Diệp Thần nghiền ép xuống. Nhưng vào lúc này, Tống Tử Tình trong mắt, chợt thoáng qua vẻ kinh dị, thật giống như, có gì không đúng. Ngay tại Tống Tử Tình xuất thủ đồng thời, Diệp Thần vậy động. Hủy diệt mộ đạo hơi thở, lần nữa từ trong tay hắn sát kiếm bên trên, tản mát ra, kiếm hồn huyền hàn ngọc lực lượng vậy dốc vào trong đó, cực kỳ sợ hãi kiếm quang, bỗng nhiên hiện lên. Tất cả người, trong mắt đều là hiện lên vô cùng vẻ rung động. Diệp Thần lại là lựa chọn ứng chiến. Trương Trì các người cả người máu đều phải đống kết gà. Diệp Thần thời khắc này trạng thái, cũng không phải là giả vờ, tiếp liền chịu đựng Tống Tử Tình công kích, thương thế, đã tích lũy đến một cái tới hạn trạng thái, mặc dù, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể khôi phục tới đây, nhưng nếu là hiện tại, lại bị Tống Tử Tình chém bị thương một kiếm mà nói, cho dù không chết, vậy sẽ gần như mất đi chiến lực. Có thể, hắn trên gương mặt, lại cũng không liều chết đánh một trận kiên quyết vẻ. Mà là, dửng dưng, một khắc sau, vậy tản ra khí tức hủy diệt kiếm quang, cùng thông thiên thần phong giống vậy kiếm ảnh, ầm ầm đụng nhau. Cực hạn hàn mang, bộc phát ra, đau nhói tất cả mọi người hai tròng mắt, có thể giờ phút này, nhưng không có người nào, nheo mắt lại, ngược lại đem cặp mắt, càng mở càng lớn. Cơ hồ phải đem con ngươi, cũng chừng ra hốc mắt à. Mặt của mọi người bàng bên trên, đều hiện lên liền sợ hãi vẻ. Tia sáng kia bên trong, không thể tưởng tượng nổi một màn, thật sâu minh khắc ở bọn họ đầu óc bên trong. Bể. Thông thiên thần đỉnh, bể. Diệp Thần chém ra tuyệt thế một kiếm, lần này, lại là đem Tống Tử Tình thần phong kiếm, chân áp à. Không thể nào, Tống Tử Tình kêu lên một tiếng, quanh thân chấp động dậy đếm đạo phòng ngự pháp khí ánh sáng, nhưng, vô dụng. Ở Diệp Thần một kiếm này trước mặt, vô dụng. Pháp khí ánh sáng. Khoảnh khắc mất đi, một kiếm này, hung hãn chém vào Tống Tử Tình trên thân hình. Ầm một tiếng, Tống Tử Tình thân thể,
giống như đạn đại bác vậy, bị kiếm mang bên trong vô cùng lực lượng miễn cưỡng oanh bay, đập vào luyện thần phong đỉnh núi đại điện trước điện. Đem trước điện đập ra một cái hố sâu. Tống Tử Tình nằm ở hố sâu bên trong, thoi thóp, trước ngực, là một đạo dữ tợn vết thương, máu nhiễm mặt đất, vết thương bên trong, tim, đã bể tan tành. Cái này thánh tổ cảnh tầng 8 thiên tới người cực mạnh, giờ phút này, dung nhan nhưng là nhanh chóng giả xuống, tản ra người nào chết hơi thở. Diệp Thần thân hình động một cái, liền xuất hiện ở trong cái hố sâu trước, mắt nhìn xuống Tống Tử Tình, trong mắt một phiến lạnh như băng. Tống Tử Tình tuyệt vọng nhìn một cái Diệp Thần, trên gương mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Cái này luyện thần phong vì sao sẽ trợ giúp Diệp Thần, mà không giúp mình cuộc sống này vạn năm phong chủ. Diệp Thần quỷ dị cười một tiếng nói, không rõ ràng ngươi tại sao thất bại. Hắn xoay người, chỉ một cái mới vừa rồi hai người chỗ ở vị trí, nhàn nhạt nói, ngươi lấy là mình có thể ở nơi này luyện thần phong bên trong trở nên mạnh mẽ, nhưng hiện tại cái này luyện thần phong xuống thiên đạo tụ linh thạch, lấy ta làm tên. Trong đại điện đám người, trên mặt đều lộ ra một cổ quỷ dị vẻ. Bọn họ vậy phát hiện từ cảnh giới của mình bị áp chế. Mà Diệp Thần là duy nhất một bị luyện thần phong gia trì tồn tại. Điều này sao có thể? Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, hơn nữa rung động. Tống Tử Tình trong mắt, tràn đầy rung động, lại là vô cùng là oán độc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần liếc nàng một mắt, nhàn nhạt nói, ta nói, mạng ngươi là xính lễ, nếu ngươi không chịu thu, vậy ta liền cầm đi. Kiếm mang chớp mắt, cái này luyện thần phong thần chủ, lúc này, biến thành một hồi xương máu. Từ trên thế giới hoàn toàn biến mất. Mà đây chốc lát thời gian, Diệp Thần thương thế, vậy dần dần bắt đầu khôi phục, hướng trong điện đi tới. Trong đại điện, luyện thần phong mấy tên trưởng lão, đều là thân thể cứng ngắc, nhìn đi tới Diệp Thần, trong lòng là nồng đậm sợ hãi. Tống Tử Tình, chết. Luyện thần phong thần chủ, lại chết như vậy à? Bọn họ, nơi nào còn dám đối với Diệp Thần ra tay? Lúc này, bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lặng lẽ hướng hai bên thối lui, bọn họ muốn chạy trốn. Muốn cách xa cái này quỷ dị đến không cách nào hình dung ác ma. Diệp Thần lạnh lùng quét bọn họ một cái nói, ai bảo các ngươi động. Bốn người nghe vậy, không khỏi được thân thể hơi chậm lại, lạnh cả người mồ hôi, đem áo quần đều ướt đẫm. Lần này chiêu thân đại hội, cần phải coi là Tống Tử Tình nơi chủ trương. Cái này mấy tên trưởng lão mặc dù không xem Tống Tử Tình như vậy đáng chết, nhưng, giống vậy ngầm cho phép đem Kim Thư Tuệ làm hàng hóa vậy bán đứng là một. Nhưng vào lúc này, một giọng nói, nhưng ở trong đại điện vang lên. Diệp Thần, sẽ giết bọn họ, có thể vậy sẽ không dễ dàng thả qua bọn họ. Đó là Chiêm Ưu thanh âm. Chiêm Ưu buông xuống ly trà trong tay, liếc Diệp Thần nói, thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi và luyện thần phong có cái gì ân oán. Cũng không để ý tại sao chúng ta đều bị luyện thần phong quy tắc áp chế, mà ngươi ngược lại hấp thu luyện thần phong lực lượng, nhưng, nữ nhân này, bổn công tử muốn. Diệp Thần xoay người, nhìn chằm chằm Chiêm Ưu, trong mắt, thoáng qua ác liệt ánh sáng. Người khác không nhìn thấu Chiêm Ưu thực lực, không đại biểu hiện đang nắm trong tay luyện thần phong Diệp Thần vậy không nhìn thấu. Chiêm Ưu tu vi, cũng là thánh tổ tầng 8 thiên. Nhưng, Nguyệt Hồn vực võ đạo so với Tinh Tuyền vực cao hơn một cấp bậc, cho nên, Chiêm Ưu thực lực tổng hợp, chắc còn ở thân ở luyện thần phong Tống Tử Tình bên trên. Nhưng mà, Chiêm Ưu lại không có lập tức đối với Diệp Thần ra tay. Thành thật mà nói, bây giờ Chiêm Ưu cũng không dám xác định Diệp Thần sau lưng, có phải hay không Tinh Tuyền vực thế lực. Dẫu sao, lấy Diệp Thần cùng Tống Tử Tình đánh một trận đồng hồ giờ xem ra, đem đặt ở Nguyệt Hồn vực, đều là yêu nghiệt à. Bất quá, Chiêm Ưu cũng không có biết bao sợ hãi. Cho dù Diệp Thần sau lưng là Nguyệt Hồn vực thậm chí Dương Thật vực thế lực, có thể Diệp Thần xuất hiện ở đây Tinh Tuyền vực bên trong, liền thuyết minh cái thế lực đó, xảy ra vấn đề gì, thậm chí đã diệt vong. Diệp Thần, không chỉ không có bất kỳ che chở, còn rất có thể, bị kẻ thù đuổi giết. Nếu không, như vậy yêu nghiệt, cần gì phải ở Tinh Tuyền vực? Ngươi muốn, Diệp Thần nghe vậy, trên gương mặt, nhưng là không khỏi hiện ra một chút lãnh ý, ngươi lại là thứ gì? Toàn bộ đại điện, lần nữa yên lặng. Tất cả người, đều là như nhìn quái vật, nhìn Diệp Thần. Giết luyện thần phong thần chủ sau đó, còn trực tiếp khiêu khích Nguyệt Hồn vực Chiêm gia công tử. Cái này Diệp Thần, là cuồng đến cái gì bước à? Chiêm Ưu nghe vậy,
ánh mắt hoàn toàn âm hàn liền xuống, hắn khàn khàn nói, thằng nhóc, ngươi thiên phú rất mạnh, nhưng, ở trên thế giới này, một người mạnh hơn nữa, có lúc, vậy là vô dụng, biết không? Mục Tú tại Lâm Phong tất tồi đạo lý, ngươi không hiểu. Nếu như ta đoán không sai, sau lưng ngươi cũng không có gì có thể đứng ra thế lực chứ. Ngươi nhất định phải vì một người phụ nữ, đắc tội ta Chiêm gia. Quang có thiên phú, không biết làm người mà nói, chết được thường thường so với người bình thường mau hơn. Nói xong, hắn thần sắc thu lại, cầm ra một cái ngọn đèn ngọc, ngã một ly linh trà, nhìn Diệp Thần nói, bất quá, bổn công tử vẫn là rất thưởng thức ngươi, ta khuyên ngươi không muốn hành động theo cảm tình, cái ly này linh trà coi như là ta mời ngươi, ngươi nếu như chịu buông tha người phụ nữ này, ta Chiêm yêu, liền nhận ngươi người bạn này, như thế nào? Lời vừa nói ra, trong đại điện đám người, tất cả giật mình. Nguyệt Hồn Vực Chiêm gia công tử, lại chủ động và Diệp Thần kết bạn. Thành thật mà nói, thiên linh lực loại vật này, mặc dù tốt, nhưng, cũng không thể thay thế, độc nhất vô nhị, Nguyệt Hồn Vực không chỉ là võ đạo, tu võ tài nguyên, giống vậy không phải Tinh Tuyền Vực có thể so sánh, lấy Chiêm yêu bối cảnh, nếu như muốn biết đến thiên linh lực, hoặc là tương tự vật, hẳn hay là làm lấy được. Chiêm yêu sở dĩ không chịu buông tay, chủ yếu là bởi vì mặt mũi. Diệp Thần nếu như chịu đáp ứng Chiêm yêu, uống cái ly này linh trà, không chỉ có thể cùng Chiêm gia leo lên quan hệ, nói không chừng liền Kim Thư Tuệ, Chiêm yêu đều có thể đưa cho Diệp Thần à. Tất cả người, cũng hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị nhìn về phía Diệp Thần, hiện tại, chỉ cần bán Chiêm yêu một cái mặt mũi, Diệp Thần liền có thể một bước lên trời liền chứ. Cái loại này cơ hội, chỉ có kẻ ngu, mới sẽ bỏ qua cho chứ. Liền Chiêm yêu, cũng là mặt mỉm cười nhìn Diệp Thần, hắn tin tưởng, Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ngạo nhân, hắn thấy nhiều, bao gồm chính hắn, đều rất ngạo. Có thể ngạo, cuối cùng, là có độ, ở đây đủ lợi ích trước mặt, ngạo, là có thể buông xuống. Ngay tại lúc này, Diệp Thần lên tiếng. Hơi tiếng trầm thấp, giống như cửu u thổi tới hàn như gió, trong đại điện không khí, tựa hồ cũng làm đọng lại. Ta mới vừa nói, ngươi là thứ gì, ngươi không nghe được. Một đám Tinh Tuyền Vực thiên tài, miệng há to, ánh mắt cũng đăm đăm. Suy nghĩ, cũng muốn sụp đổ, óc, tựa hồ bị nấu chín vậy, không cách nào vận chuyển. Người điên. Người này, thật sự là một cái người điên à. Liền Chiêm yêu mình, trong chốc lát, cũng không có phản ứng kịp, Diệp Thần là nói cái gì. Một khắc sau, làm hắn rõ ràng, lửa giận, ngay tức thì liền muốn đem trong cơ thể toàn bộ máu, cũng đốt được sôi trào à. Nhưng, Chiêm yêu mặc dù giận dữ, mình lại không có xuất thủ dự định. Hắn nhìn về phía Chu Tử Huân. Diệp Thần, chân thực quá quỷ dị, cho dù là Chiêm yêu, cũng không có thể không chút tổn hao nào đánh bại Diệp Thần tự tin. Chu Tử Huân thấy Chiêm yêu quăng tới ánh mắt, chính là đại hỉ. Hắn biết, Chiêm yêu muốn cho hắn diệt Diệp Thần. Có thể giúp Chiêm yêu làm việc, ở hắn xem ra, là một loại vinh hạnh. Huống chi, Chu Tử Huân, bản thân liền hận Diệp Thần tận xương. Lúc này, Chủ tử Huân hét lớn một tiếng nói, kiếm lão, ra tay. Đem đây đối với bổn thiếu bất kính rác rưởi, cho ta làm thịt. Chủ tử Huân bây giờ bị luyện thần phong quy tắc áp chế đến 6 tầng thiên, khẳng định không phải Diệp Thần đối thủ. Kiếm lão nghe vậy, thân hình trước mắt, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, ánh mắt lạnh như băng, nếu như Diệp Thần thật xem Chiêm yêu theo như lời, sau lưng không có thể đứng ra thế lực nói, giết hắn, leo lên Chiêm gia là cực kiếm tông tốt nhất lựa chọn. Nhưng, đối mặt Diệp Thần, thấy lạnh cả người nhưng không khỏi từ kiếm lão sống lưng lên cao dậy. Hắn ánh mắt run lên, nhìn trước mắt thần sắc lãnh đạm thanh niên, hắn thân là võ giả trực giác nói cho hắn, Diệp Thần còn có hậu thủ. Nhưng, dù vậy, kiếm lão lại không thể lui. Chiêm yêu mệnh lệnh, há cho được hắn vi phạm. Kiếm lão hướng về phía Diệp Thần trầm giọng nói, thằng nhóc, ngươi biết và Chiêm công tử kết bạn, có thể cho ngươi mang đến nhiều ít chỗ tốt sao? Lấy ngươi thiên phú, tương lai sẽ không thiếu người phụ nữ, ngươi bây giờ cuồng, ngạo, ở lão phu xem ra, bất quá là ngu mà thôi. Tương lai, ngươi sẽ hối hận, hiện tại, ngươi nếu như chịu cúi đầu, và Chiêm công tử nói xin lỗi, lão phu, còn có thể vì ngươi cầu tha thứ, có lẽ lấy Chiêm công tử ghi trong tim còn có thể cho một mình ngươi cơ hội. Trong đại điện, không ít người cũng gật đầu một cái, bọn họ ý tưởng, cùng kiếm lão như nhau. Chiêm yêu nghe vậy.
nhưng cũng không có phản đối, ngầm cho phép. Đây là cho Diệp Thần lần thứ hai cơ hội liền à. Có thể, một khắc sau, Diệp Thần nhưng là lãnh đạm liếc kiếm lão một mắt, mở miệng nói, muốn đánh, liền chiến, không cần nói nhảm. Mọi người hô hấp, đều phải dừng lại. Diệp Thần, quá bá đạo. Kiếm lão, mặc dù cũng bị quỷ dị luyện thần phong quy tắc áp chế. Hơn nữa hắn cảnh giới sẽ áp chế càng đáng sợ hơn. Thậm chí có thể áp chế đến thánh tổ cảnh tầng 8 thiên cũng hoặc là 9 tầng trời. Nhưng cũng không phải ra chỉ luyện thần phong lực lượng Diệp Thần có thể chống lại. Kiếm lão cả người tản mát ra trận trận sát khí, đếm đạo hàn mang chớp mắt, ba thanh trường kiếm, liền xuất hiện ở trước người của hắn. Kiếm lão cặp mắt đỏ bừng ngưng mắt nhìn Diệp Thần, quát lên, rất nhanh, ngươi liền sẽ hối hận, thằng nhóc, ngươi lấy là chiến thắng Tống Tử Tình, nắm trong tay luyện thần phong lực lượng liền vô địch thiên hạ. Ta, là ngươi, khó có thể tưởng tượng khủng bố. Cho lão phu chết. Một khắc sau, dâng trào linh lực, bộc phát ra, ba thanh trường kiếm, đồng thời phát ra một tiếng long ngâm, kinh khủng kiếm khí, kích động ra, trong phút chốc, tràn ngập cả tòa luyện thần phong. Vậy trong đại điện một đám yêu nghiệt, đều là sắc mặt biến đổi. Giờ khắc này, bọn họ, tựa như bị cuốn vào kiếm biển như vòng xoáy vậy, liền không khí, cũng đổi được vô cùng sắc bén. Đâm đau bọn họ phổi. Ở nơi này kiếm biển vòng xoáy bên trong, bọn họ cảm giác mình tựa như một viên nước chảy bèo trôi cỏ rác vậy, hoàn toàn mất đi đối với thân thể nắm trong tay à. Kiếm lão, muốn bọn họ chết, cũng chính là trong nhất niệm thôi. Liền liền không thiếu hộ đạo giả, đều là hơi biến sắc mặt. Kiếm tu lực công kích, ở cùng cấp bên trong, đều là đứng đầu tồn tại, huống chi, là cực kiếm tông như vậy, truyền thừa đã lâu kiếm đạo đại phái. Huống chi, kiếm lão, thấm nhuần ở kiếm đạo bên trong, đã không biết đã bao nhiêu năm à. Kiếm lão kiếm chỉ Diệp Thần, nạt nhỏ tam tuyệt kiếm trận. Trong nháy mắt, vậy ba thanh trường kiếm, thanh minh tiếng đại tác, sau đó run lên, hóa thành ba đạo lưu quang, lôi cuốn kinh thiên kiếm khí, bay xoáy chuyển động, giống như ba đầu đem thiên địa khuấy động rồng thần. Trên thân kiếm, phù văn cuồn cuộn, ba kiếm xen lẫn, lại là khoảnh khắc tới giữa. Hợp thành một đạo tản ra vô tận sát khí tuyệt sát trận. Kiếm này trận liền thành, nguyên vốn chỉ là tản ra kiên quyết không khí, ngay tức thì, phân bố ý định giết người. Không thiếu tinh tuyền vực yêu nghiệt đều bắt đầu run rẩy, co rút ra. Bọn họ, cảm nhận được liền chết bóng mờ, bao phủ đỉnh đầu, kiếm lão, mặc dù cũng không có đối với bọn họ ra tay, có thể kiếm này trận liền thành, chỉ là tản ra uy thế, cũng đủ để cho những võ đạo này các yêu nghiệt, tâm đảm đều là hàn. Một khắc sau, cái này tam tuyệt kiếm trận, liền dẫn kiếm khí kia biển, hướng Diệp Thần chém tới. Hư không, ở nơi này kiếm trận dưới, điên cuồng mất đi trước. Thậm chí, cả tòa luyện thần phong, cũng ở run rẩy kịch liệt, tựa hồ, không cách nào chịu đựng cái này kiếm trận lực lượng xu hướng tại sụp đổ. Diệp Thần nhìn vậy tam tuyệt kiếm trận, thần sắc, cũng là vô cùng ngưng trọng. Cái này cực kiếm tông hộ đạo giả, thực lực mạnh. Vẫn còn ở Diệp Thần dự liệu bên trên. Nhưng, Diệp Thần sắc mặt, mặc dù ngưng trọng, có thể trong mắt bên trong, nhưng là hưng phấn. Tốt! Hắn bây giờ, khát vọng tử chiến. Nếu như không có luyện thần phong quy tắc, hắn căn bản không có thể đối mặt cường giả loại này. Đối mặt vậy tam tuyệt kiếm trận, Diệp Thần, quát lên một tiếng lớn nói, phá cho ta. Trong tay sát kiếm, huyết quang bạo tránh, kiếm hồn hơi thở, bộc phát đậm đà. Hủy diệt mộ đạo cùng kiếm quang hòa vào nhau, hóa thành biển thủ vạn vật vực sâu. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, lại là trực tiếp xông về phía vậy tam tuyệt kiếm trận, cả người bắp thịt rung động, một phần chia lục đạo luân hồi pháp bùng nổ, hung hăng hướng vậy tam tuyệt kiếm trận, chém một cái xuống. Mãnh liệt sóng địa chấn, gào thét ra, ngay tức thì đem đại điện này biến thành nghiền, tất cả cái thế lực hộ đạo giả, đều là thần sắc trầm ngưng, rối rít ra tay, đem hai người giao thủ uy lực còn lại chấn áp. Giờ phút này, cả tòa luyện thần phong, ở nơi này tam tuyệt kiếm trận bao phủ dưới, đều tựa hồ biến thành một tòa núi kiếm. Cái này phiến kiếm khí đại dương bên trong, chấm hàn tinh, giống như biển sâu bên trong giống như cá lội, cực nhanh xuyên qua, đám người thấy vậy, lại là toàn thân chợt lạnh. Vậy hàn tinh lại là từng chuôi kiếm nhỏ, tiểu kiếm này, là kiếm ý vô cùng là tinh thuần lúc đó, hóa hình ra vật. Kiếm này lão thực lực quả nhiên khủng bố. Diệp Thần hủy diệt kiếm mang tuy mạnh, nhưng ở cái này ba loại kiếm ý làm hao mòn dưới,
vẫn là dần dần bắt đầu tan vỡ. Thoáng qua, Diệp Thần chém ra kiếm mang, liền biến mất ở không khí bên trong, nhưng, cũng lớn mặt đất suy yếu cái này tam tuyệt kiếm trận uy lực. Vậy ba thanh trường kiếm bên trên, như biển vậy kiếm khí, hôm nay, đã đạm bạc rất nhiều. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, cả người máu, cũng dần dần băng lạnh xuống, cái này tam tuyệt kiếm trận, cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Một khắc sau, ầm một tiếng, ba thanh trường kiếm, hung hãn chém vào Diệp Thần trên thân hình, từ Diệp Thần trước ngực, xuyên qua mà qua, đồng thời, to lớn lực lượng, cũng đem Diệp Thần cả người, từ dưới đất mang theo, về phía sau bay đập, trùng trùng ném xuống đất. Máu tươi, suối phun giống vậy máu tươi, từ Diệp Thần trong cơ thể cuồng trào ra, vậy chói mắt đỏ, thật là làm người ta không dám tin tưởng, thân thể của một người bên trong, lại có thể chảy ra nhiều máu như vậy dịch. Nhưng, đây vẫn chưa kết thúc. Một kích này, mặc dù đã tiêu hao hết tam tuyệt kiếm trận toàn bộ lực lượng, có thể vậy ba chuôi phi kiếm, nhưng vẫn có thể công kích. Ba chuôi phi kiếm bên trên, kiếm ý dâng trào, hóa thành ba đạo kinh thiên cầu vòng, giống như laser vậy, không ngừng đâm trước Diệp Thần thân thể, trong thoáng qua, nguyên bản cũng đã máu tươi cuồng trào thân thể, lại bị vậy ba chuôi phi kiếm, đánh xuyên đâu chỉ trăm ngàn lần. Diệp Thần cả người, giống như là một khối máu đỏ phá vải vậy. Quá ác! Kiếm lão lần này thế công, quá ác! Không chỉ có lấy tam tuyệt kiếm trận, nhất kích bị thương nặng Diệp Thần, còn miễn cưỡng dùng bay kiếm xuyên thủng liền Diệp Thần trên thân thể ngàn lần à. Coi như lấy Diệp Thần nghịch thiên sinh mệnh lực, vậy rất khó vượt qua chứ. Cho dù là rất qua, trong đó thống khổ, cũng là không cần nói cũng biết. Trương Sảo Linh các người, đều là lo lắng nhìn ngã ở vũng máu bên trong Diệp Thần, nhưng, giờ phút này Mính Di, nhưng vẫn không cách nào xuất thủ. Chiêm Ưu bởi vì kiêng kỵ Diệp Thần quỷ dị không có trực tiếp đối hắn ra tay, nhưng, đối với Càn Lôi Tông, hắn có thể không có gì cố kỵ à. Ngược lại là Càn Lôi Tông, căn bản không dám đối với Chiêm Ưu động thủ. Đối với Chiêm Ưu ra tay, liền đại biểu đối với Nguyệt Hồn vực Chiêm gia bất kính, vậy, nhưng mà sẽ mang đến diệt tông tai họa à. Mính Di mặc dù coi trọng Diệp Thần, nhưng cũng không dám cầm tông môn tổn vong tới đánh cuộc, huống chi, nàng cũng chưa chắc là Chiêm Ưu đối thủ. Mà ngay lúc này, một đạo hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ bóng người, chậm rãi từ vũng máu bên trong, đứng lên. Trương Chỉ các người, đều là thần sắc vui mừng. Diệp Thần còn chưa chết. Mà kiếm lão sắc mặt, thì hơn nữa âm trầm một phần, mới vừa rồi, hắn nhưng mà không có chút nào nương tay à. Thằng nhóc này, đang cùng Tống Tử Tình đánh một trận sau đó, lại vẫn có thể kháng ở mình một kích toàn lực. Coi như là vậy nắm trong tay luân hồi, một số gần như không chết luân hồi chi chủ chuyển thế, cũng không có như thế biến thái sinh mệnh lực chứ. Giờ phút này, Diệp Thần khẽ cúi đầu, không có ai chú ý tới hắn cặp mắt kia bên trong, lại là một mảnh hỗn độn. Hắn tâm tư, tựa hồ đã từ nơi này luyện thần phong thoát khỏi, rơi vào một cái thế giới khác. Kiếm hồn thanh âm, bỗng nhiên ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, ngươi hiểu sao? Diệp Thần nghe vậy, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn trong mắt thần mang đại thịnh, song kiếm hồn nói, Huyền Tiên Tử, ta còn cần một ít thời gian. Huyền Hàn Ngọc nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Diệp Thần, 30 cái hô hấp, ta có thể vì ngươi tranh thủ được, chỉ có như thế nhiều, hơn nữa sau đó, ta sẽ hao hết lực lượng, tạm thời rơi vào ngủ say, nếu như 30 cái hô hấp bên trong, ngươi vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ nói, ngươi biết chết. Mà ta phỏng đoán vậy lại cũng không cách nào tháo ra toàn bộ phong ấn. Diệp Thần nghe vậy, hơi nhíu mày, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn đã chộp được vậy một chút hiểu ra, có thể muốn ở 30 cái hô hấp bên trong, đem hoàn toàn nắm giữ. Cho dù lấy Diệp Thần tư chất võ đạo mà nói, cũng vô cùng khó khăn à. Nhưng, một khắc sau, hắn trong mắt, chợt thoáng qua một đạo kiên quyết vẻ nói, xin nhờ Huyền Tiên Tử, ta, tuyệt sẽ không thất bại. Khó khăn, thì như thế nào? Diệp Thần cùng nhau đi tới, gặp nhiều ít khó khăn. Hắn điều có thể làm, chỉ có đem hết toàn lực, đem đột phá thôi. Kiếm lão nhìn Diệp Thần hình dáng, nhưng là mặt lộ vẻ dữ tợn, cười lạnh nói, ha ha, thằng nhóc, không phải mới vừa muốn chiến liền chiến, cuồng được không bên sao? Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng lão phu kêu gào. Đám người thấy vậy, cũng là không khỏi được lắc đầu một cái. Diệp Thần vốn là có thể trở lui toàn thân, còn chiếm được Chiêm Ưu xem trọng, là đại khí vận, đại cơ duyên, nhưng lại bởi vì Diệp Thần cuồng ngông,
Diệp Thần rốt nát, liền vì một người phụ nữ, cầm một cái một bước lên trời cơ hội, miễn cưỡng chơi thành mình giết cục. Chiêm Ưu và Chu Tử Huân, chính là đầy mắt kích động, ha ha, yêu nghiệt là cần thời gian lớn lên, xem Diệp Thần cái loại này không biết tiến thối ngu xuẩn, thiên phú khá hơn nữa, thì có ích lợi gì? Chỉ có thể để cho mình chết nhanh hơn thôi. Một khắc sau, kiếm lão cả người kiếm khí kích động ra, ba chuôi phi kiếm, lần nữa lượn lờ quanh thân, chấm hàn mang hiện lên, mỗi một đạo hàn mang, đều tựa như một chuôi tiêu phí hơn 10.000 năm tâm huyết mài thành thần kiếm. Trên thực tế, phải đem kiếm ý, ngưng luyện đến trình độ này, so với chế tạo một chuôi thần binh lợi khí, còn phải gian nan được hơn. Vì luyện thành cái này tam tuyệt kiếm trận, kiếm lão, ước chừng hao phí vô số năm thời gian, mới đưa ba loại kiếm ý, ngưng luyện đến như vậy tầng thứ. Mênh mông kiếm khí, giống như diệt thế gió bão vậy, bao phủ ở luyện thần phong bầu trời, luyện thần phong lên một đám yêu nghiệt, đều là theo bản năng nín thở. Giờ phút này, bọn họ hút vào, đã hoàn toàn không phải không khí, mà là có thể ngay tức thì đem nội tạng xuyên thủng kiếm khí. Kiếm lão một kích này, lại là so với trước đó, còn mạnh hơn mấy phần. Có thể đối mặt một kích này, đột nhiên tới giữa, Diệp Thần làm ra một cái làm tất cả người, cũng làm kinh ngạc động tác. Hắn buông lỏng trong tay chuôi này đen nhánh trường kiếm. Đám người thấy vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt đều là mang theo vẻ khinh miệt. Diệp Thần, đây là muốn buông tha. Trương Trì, Trương Xảo Linh các người thấy vậy, cũng là thần sắc biến đổi, trong mắt bên trong, cũng nổi lên nồng nặc vẻ thất vọng. Không nghĩ tới, Diệp Thần đến cái này thời khắc cuối cùng, vậy nhìn như chưa từng có từ trước đến nay ý chí, vô cùng kiên cố đạo tâm, rốt cuộc. Vẫn là hỏng mất. Nguyên bản, Diệp Thần ở bọn họ trong lòng, là gần như truyền thuyết, làm người ta ngưỡng mộ tồn tại, có thể hiện tại, Diệp Thần ở bọn họ trong lòng hình tượng, dần dần sụp đổ. Hắn, nguyên lai cũng chỉ là một người bình thường thôi. Mà Kim Thư Tuệ, chính là tuyệt vọng, tự trách, sợ hãi, đau buồn. Nếu như Diệp Thần, bởi vì nàng mà chết nói, nàng có thể so với mình chết còn thống khổ dù sao cũng lần. Kiếm lão trên mặt vẻ tàn nhẫn, bộc phát đậm đà. Luyện thần phong phá quy tắc cầm hắn áp chế đến thánh tổ cảnh làm cho hắn rất khó chịu. Giờ phút này, hắn đã thiêu đốt máu tươi, trên mặt bên trên, bao phủ một tầng huyết khí. Lấy kiếm lão tuổi tác mà nói, cháy máu tươi mang tới tác dụng phụ, so vậy võ giả còn lớn hơn được hơn. Nhưng là, ở hắn xem ra nhưng là đáng giá. Có thể làm cho Diệp Thần như vậy yêu nghiệt, hoàn toàn tan vỡ, tuyệt vọng. Nghênh đón chết nói, hết thảy đều đáng giá. Hắn sợ nhất, chính là ở nơi này tất giết liền cục bên trong, Diệp Thần lần nữa cho hắn mang đến cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Tam tuyệt kiếm trận, bộc phát ra thông thiên kiếm ý, ba kiếm hợp bích, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vòng, hướng Diệp Thần, nhanh chém đi, giống như lên trời rơi xuống lôi phạt vậy. Có thể, mọi người ở đây cũng lấy là, Diệp Thần buông tha, muốn ở nơi này tam tuyệt kiếm trận dưới. Hoàn toàn mất đi, từ thế gian thời điểm biến mất. Bọn họ con ngươi, nhưng là bỗng nhiên co rúm lại. Không có rơi xuống. Diệp Thần buông xuống chuôi này đen nhánh trường kiếm, không có rơi xuống. Mà là, treo lơ lửng ở Diệp Thần trước người. Đột nhiên, một cổ làm người ta khó hiểu sợ hãi khí vận, từ sát kiếm bên trên, kích động ra. Một đạo cô gái hư ảnh, hiện lên trước mắt mọi người, phụ nữ kia hư ảnh. Bọn họ mặc dù không thấy rõ mặt mũi, nhưng tầm mắt mọi người, nhưng đều bị hư ảnh kia, thật sâu hấp dẫn. Tuyệt đẹp. Cho dù không thấy rõ Huyền Hàn Ngọc dung mạo, tất cả người, cũng không có so khẳng định, người đàn bà này, tuyệt đẹp. Không chỉ là đẹp, đồng thời, nàng trên mình, còn mang một loại cúi ngửa mặt lên trời, trấn áp vạn giới khủng bố uy thế. Nếu không phải hôm nay Huyền Hàn Ngọc, chỉ là một đạo mượn kiếm linh, mới có thể tích trữ đời kiếm hồn. Hơn nữa, còn bị phong ấn phần lớn lực lượng, chỉ là cái này kinh thiên uy thế, liền đủ để làm những thứ này yêu nghiệt, làm thần phục. Không tốt, kiếm lão kêu lên một tiếng, mặc dù, ở hắn cảm giác bên trong, chỉ bằng vào kiếm này hồn lực lượng, thượng không đủ để đối hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng, trong sâu thẳm, kiếm lão lại có một loại cực kỳ dự cảm xấu. Hắn trên mặt màu máu, hơn nữa đậm đà, máu tươi thiêu đốt tốc độ, vậy thật nhanh tăng lên. Tam tuyệt kiếm trận run lên, biến thành cầu vòng, bộc phát nhanh chóng. Huyền Hàn Ngọc lạnh lùng nhìn như sấm vậy chém xuống tam tuyệt kiếm trận, lấy cảnh giới võ đạo,
muốn phá giải cái này tam tuyệt kiếm trận, quá đơn giản, mặc dù kiếm lão kiếm ý, có thể nói là tinh thuần vô cùng, có thể, vậy chỉ là so với tinh tuyển vực võ giả mà nói thôi. Ở Huyền Hàn Ngọc trong mắt, sơ hở trăm chỗ. Đáng tiếc, lấy nàng hôm nay có lực lượng, tự đi chiến đấu, nhưng cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản cái này tam tuyệt kiếm trận thế công thôi. Sát kiếm ở Huyền Hàn Ngọc thao túng dưới, tia máu bạo tránh, hóa thành một đạo huyết quang, hướng tam tuyệt kiếm trận đánh tới. Ban đầu, đám người rung động tại Huyền Hàn Ngọc hơi thở, có thể hiện tại, bọn họ đã phát hiện, kiếm hồn trạng thái Huyền Hàn Ngọc, lực lượng, đã còn dư lại không có mấy, lớn nhất tác dụng, chỉ sợ cũng chỉ là nhập vào người tại binh khí bên trên, tăng lên vũ khí uy lực. Bằng Huyền Hàn Ngọc hôm nay trạng thái, phải như thế nào ngăn cản cái này tam tuyệt kiếm trận? Có thể, một khắc sau, làm người ta không dám tin tưởng một màn, xuất hiện. Tam tuyệt kiếm trận, ở huyết quang kia đánh vào dưới, trong chốc lát, lại là giằng co ở không trung, không cách nào rơi xuống. Cái này liền Diệp Thần chém ra hủy diệt kiếm mang, cũng có thể đánh nát tam tuyệt kiếm trận, giờ phút này, lại là bị Huyền Hàn Ngọc dựa vào vậy hơi mỏng lực lượng, cùng với sát kiếm bản thân uy năng, miễn cưỡng chĩa vào. Luyện thần phong đỉnh các yêu nghiệt, giờ phút này, óc đều là một phiến chỗ trống, ngày hôm nay, vượt qua bọn họ hiểu sự việc, quá nhiều à. Bất quá, giờ phút này, Huyền Hàn Ngọc sắc mặt, cũng là vô cùng là ngưng trọng, nàng không kiên trì được bao lâu. Nàng, không phải là dựa vào xa xa vượt qua kiếm lão võ đạo ánh mắt, miễn cưỡng chống đỡ cái này tam tuyệt kiếm trận thôi, có thể, võ đạo thế giới, dựa hết vào kỹ xảo, làm sao đủ. Một lực vượt 10.000 pháp. Loại chuyện này, Diệp Thần cũng làm qua vô số lần. Cho dù là ước chừng dựa vào man lực, kiếm lão, cũng có thể rất nhanh liền đột phá sát kiếm biến thành huyết quang. Kiếm lão gào thét, trên mặt huyết khí, lại là càng tăng lên một phần, không để ý hết thảy thiêu đốt máu tươi, trực giác của hắn nói cho hắn, cho dù là sớm một cái chớp mắt, nửa nháy mắt cũng tốt cũng phải nhanh một chút tiêu diệt Diệp Thần. Không thể không nói, kiếm lão vô số năm kinh nghiệm chiến đấu, cho hắn mang tới là vô cùng chính xác trực giác. Huyền Hàn Ngọc cảm ứng được tam tuyệt kiếm trận bên trong, dần dần gia tăng uy lực, thân hình, lại là bộc phát mơ hồ, trong cơ thể năng lượng, nước chảy vậy bơm vào nhập sát kiếm bên trong. Nàng ánh mắt chớp mắt, liếc mắt một cái sau lưng Diệp Thần, chỉ gặp giờ phút này, Diệp Thần đã ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, tiến vào ta vật lưỡng vong cảnh giới, lại thật đem toàn bộ tâm thần, đầu nhập vào hiểu bên trong. Huyền Hàn Ngọc mặt đẹp bên trên, hiện lên vẻ cười khổ. Thằng nhóc này đối với mình cũng quá tín nhiệm chứ. Nói thật, Huyền Hàn Ngọc nếu như muốn náu thân tại sát kiếm bên trên, mượn sát kiếm uy năng chạy trốn, bất luận là kiếm lão vẫn là chiêm yêu, căn bản không cách nào ngăn lại nàng. Duy nhất có thể ngăn cản nàng, phỏng đoán chỉ có sát kiếm chủ nhân Diệp Thần. Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng một điểm này, có thể, hắn nhưng là không giữ lại chút nào tín nhiệm Huyền Hàn Ngọc. Huyền Hàn Ngọc mắt đẹp bên trong, ánh sáng đông lại một cái, sát kiếm biến thành máu hồng bên trong, vang lên một tiếng chấn thiên long ngâm, ánh sáng chớp động gian, hóa thành một cái ngàn trượng huyết long, chặt chẽ quấn lấy kiếm khí bộc phát nồng nặc tam tuyệt kiếm trận. 30 cái hô hấp. Cho dù thân này vẫn diệt, tàn hồn tiêu tán, cũng phải đem kiếm kia trận, chặn 30 cái hô hấp. Cái này, là nàng đối với Diệp Thần cam kết. Nàng cả đời này, chỉ có một lần phản bội mình cam kết, mà vậy quyết định, làm Huyền Hàn Ngọc ân hận suốt đời. Cho nên, lần này, vô luận như thế nào, nàng đều biết làm đến. Phá cho ta à, kiếm lão gào thét, trong lòng dự cảm bất tường, bộc phát mãnh liệt, hắn cả người linh lực bùng nổ, tam tuyệt kiếm trận bên trong ba chuôi phi kiếm, đều bắt đầu khẽ run. Kiếm trận bên trong tản ra sắc bén, cũng vô cùng chói mắt. Nhưng dù vậy, nhưng vẫn bị vậy tia máu long, gắt gao vặn ở, không nhúc nhích được chút nào. Bất quá, Huyền Hàn Ngọc thân hình, vậy dần dần loãng mỏng hơn. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Một bóng người, bỗng nhiên hướng bầu trời bên trong huyết long nhào tới, khẽ quát một tiếng nói thiên nguyên trưởng. Một khắc sau, mạnh mẽ trưởng lực, ở trong thiên địa gào thét, trưởng lực mạnh, lại là có thể so với tam tuyệt kiếm trận bên trong tản ra tinh thuần kiếm khí. Người này, bất ngờ chính là vậy Nguyệt Hồn Vực chiêm gia công tử chiêm yêu. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua ngồi xếp bằng Diệp Thần, mặc dù giờ phút này, Diệp Thần nhìn qua, không phòng bị chút nào dáng vẻ, có thể Diệp Thần vậy gần như vô cùng thủ đoạn,
cùng với thời thời khắc khắc, đối với chiêm ưu tạo thành rung động, cũng để cho đối với Diệp Thần, rất kiêng kỵ. Trong chốc lát, lại là không dám trực tiếp đối với Diệp Thần ra tay. Bất quá, không đúng Diệp Thần ra tay, không đại biểu không thể ra tay, không phải sao. Huyền Hàn Ngọc thi triển huyết long, vây khốn tam tuyệt kiếm trận, đã vô cùng miễn cưỡng, nếu như hắn hiện đang xuất thủ nói, huyết long tất nhiên mất đi, mà Diệp Thần, thì sẽ chết ở tam tuyệt kiếm trận dưới. Nhưng vào lúc này, mấy đạo nhân ảnh, lại là đồng thời hướng chiêm ưu phóng tới. Đúng dịp linh, Minh Di kêu lên một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng có chút không còn kịp rồi. Luyện thần phong lên đám người, nhìn chăm chăm vừa thấy, lao ra cái này ba người, chính là Trương Sảo Linh, Trương Trì, cùng với Cố Hàn. Các nàng biết, mình xa xa không phải chiêm ưu đối thủ, có thể giờ phút này, nhưng là không tự chủ được ra tay. Cố Hàn mặc dù bản cùng Diệp Thần có mâu thuẫn, mạo phạm Diệp Thần, có thể, Diệp Thần nhưng bỏ qua hắn, đối với hắn đã có đại ân, còn đang đối mặt Trương Sảo Linh cùng Chu Tử Huân lúc đó, giữ được hắn tôn nghiêm, ở lòng hắn bên trong, đã sớm đem Diệp Thần, coi là đại ca. Chỉ là, hắn tự biết không có làm Diệp Thần bằng hữu tư cách, cho nên, một mực không dám nói ra miệng mà thôi. Mà Trương Trì, vốn là trọng tình nghĩa tính cách, càng không cần nói nhiều. Liền liền Trương Sảo Linh, đối với cái này lần đầu tiên trong đời, làm hắn khuất phục, đem từ nhỏ mọn ngạo mạn bên trong thức tỉnh nam tử, cảm tình đều có chút phức tạp. Nếu như Diệp Thần ngồi chờ chết, buông tha chống cự, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm tánh mạng đứng ra, có thể, hôm nay tất cả người cũng nhìn ra được, Diệp Thần cũng không phải là ở chờ chết à. Mặc dù bọn họ không biết, Diệp Thần muốn làm gì, nhưng, bọn họ nhưng trong lòng cũng tin tưởng Diệp Thần có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nếu như giờ phút này, bọn họ không đứng ra, vừa thật xin lỗi Diệp Thần, giống vậy, vậy thật xin lỗi mình. Chiêm ưu dư quang khóe mắt liếc về hướng ba người, sát khí một thịnh, cười lạnh nói, xem ra, các ngươi những thứ này tinh tuyển vực phế vật, là thật không đem ta chiêm ra không coi vào đâu. Một khắc sau, trưởng ý đông lại một cái, hóa thành một đạo tựa như có thể đem cả thế giới, cũng nhất kích chấn vỡ kinh thiên trưởng ấn, hướng Trương Sảo Linh ba người, đánh giết đi. Đối mặt cái này trưởng ấn, cái này ba tên thiên phú võ đạo kinh người tinh tuyển vực yêu nghiệt, lại là đồng thời thân thể cứng đờ, đừng nói là phản kháng, ngay cả động, cũng không nhúc nhích nổi à. Cho dù là nắm giữ chín tầng trời sấm sét đại đạo Trương Sảo Linh, cũng là như vậy. Chiêm ưu một trường, lại là khủng bố như vậy. Ba người sắc mặt tái mét, trong phút chốc, thì phải ở đó ngất trời bàn tay lớn dưới hóa thành hư không. Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm sét bỗng nhiên đang lúc mọi người trong tai nổ vang, cái này, cũng không phải là thông thường sấm sét, vậy một đám tinh tuyền vực tài tuấn, chỉ cảm thấy mình thần hồn, tựa như biến dạng vậy, một hồi đau nhức. Cái này sấm sét lại là một loại thần hồn công kích. Cho dù lấy chiêm ưu thực lực, không đề phòng, đều có trong nháy mắt hoảng hốt, trưởng ấn rơi xuống tốc độ, chậm từng tia. Mà đi đôi với tiếng kia sấm sét, một đạo điện mang chớp mắt, xuất hiện ở Trương Sảo Linh ba người trước người. Hiển lộ ra một đạo vẫn bộ dạng thướt tha cô gái bóng người, chính là Minh Di. Minh Di thần sắc gay gắt nhìn trước mặt trưởng ấn, trong tay nhiều hơn một cây điện quang lượn quanh roi dài. Roi dài điệu múa, vô số màu trắng bạc lôi xà, liền trên không trung tán loạn, mỗi một cái chớp động, đều lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết, lại là liền không khí, đều bị đánh xuyên, hư không, đều bị đánh nát. Bóng roi trùng trùng, hóa thành một đạo màu trắng bạc sấm dao. Mang nghịch thiên lôi đình lực, hướng vậy bàn tay lớn gầm thét đi. Ầm một tiếng, sấm dao hung hăng đụng vào trưởng ấn bên trên, chói mắt điện quang ngay tức thì đem chìm ngập. Một khắc sau, rắc rắc một tiếng, Minh Di trong tay màu trắng bạc roi dài bên trên, lại là hiện lên một đạo liệt ngân, khóe miệng của nàng cũng là tràn ra máu tươi, đồng thời, Trương Sảo Linh ba người cũng ở đây giao thủ dư âm dưới sự xung kích, miệng phun máu tươi, ném xuống đất. Chiêm ưu lạnh lùng nhìn Minh Di, trong mắt lửa giận sôi trào, trên mặt, ngược lại là cười, vô cùng âm úp cười, hắn mở miệng nói, làm sao, các ngươi Càn Lôi Tông, là dự định và ta chiêm ra, đối nghịch. Những thứ này tinh tuyển vực phế vật, đã to gan làm đến nước này. Nếu là không có một ít quy tắc chế ước mà nói, hắn thật đúng là muốn trực tiếp đem tinh tuyển vực, đổ sát sạch sẽ à. Bất quá, mặc dù có quy tắc, diệt một cái Càn Lôi Tông nhưng không coi vào đâu. Chiêm ưu cắn răng, hắn đột nhiên có chút hối hận,
lần này ở lại luyện thần phong, nhưng trước hết để cho nguyên bản đi theo mình cung phụng, trở về. Vốn là, hắn tới tình tuyền vực, bất quá là bàn bạc chuyện nhỏ, đột nhiên, gặp chiêu này thân đại hội, muốn đến vui đùa một chút thôi. Vì không trễ nãi sự việc, hắn liền để cho cung phụng đi trước trở lại chiêm gia, đem gia tộc vật cần mang về. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở nơi này luyện thần phong, lại sẽ gặp Diệp Thần như vậy yêu nghiệt. Hiện tại, liền một cái chiêm gia một cước là có thể dẫm nát Càn Lôi Tông, cũng dám không vâng lời mình. Hắn nhưng mà chiêm gia người à? Là xa so tinh tuyển vực phế vật cao quý vô số lần tồn tại à? Mính Di trầm mặc, Càn Lôi Tông quả thật không chọc nổi chiêm gia, có thể, nàng nhưng không làm được, mắt thấy Trương Sảo Linh chết ở trước mặt mình. Ngay tại lúc này, một tiếng thở dài, ở luyện thần phong lần trước đáng. Chỉ gặp giờ phút này, đứng ở Diệp Thần trước người vậy đạo cô gái hư ảnh, đã đạm bạc đến gần như không nhìn thấy bước. Sau đó, chính là kêu gào, vậy hóa thành huyết long sát kiếm bên trên, vang lên một tiếng kêu gào, long ảnh tan vỡ, huyết quang tiêu tán, sát kiếm, vậy trùng trùng rớt xuống đất. 30 cái hô hấp, đến. Kiếm lão mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, tam tuyệt kiếm trận, kiếm quang lớn thả, kinh thiên kiên quyết phun trào, hướng về phía xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Thần, chém một cái xuống. Mà chiêm yêu, cũng là mặt hiện cười lạnh nói, ha ha, các ngươi lấy là ra tay, là có thể cứu thằng nhóc này. Bất quá, là biến thành hắn chôn theo mà thôi. Hiện tại, liền cùng hắn chết chung đi. Tiếng nói vừa dứt, cả người linh lực rung động, thì phải lần nữa xuất trưởng, hướng Mính Di, Trương Sảo Linh các người đánh ra. Mính Di, Trương Sảo Linh, Trương Trì, Cố Hàn đều là sắc mặt vô cùng là trắng bệch, trong mắt là tuyệt vọng. Diệp Thần như là chết, không chỉ là bọn họ mấy cái, phỏng đoán Cố gia, Trương gia, cùng với Càn Lôi Tông, cũng phải xong rồi. Kim Thư Tuệ đứng tại chỗ, mắt đẹp bên trong, một phiến ảm đạm, tâm thần cũng xu hướng tại hỏng mất. Nếu là có thể liều mạng tự bạo, nàng đã sớm không để ý hết thảy làm. Đáng tiếc, bây giờ nàng, liền tự bạo cũng không làm được. Mính Di thật chặt nắm trường tiên trong tay, mới vừa rồi vì bảo vệ Trương Sảo Linh các người, vội vàng dưới, đón đỡ chiêm ưu một trường, bây giờ nàng, đã bị thương không có lòng tin có thể đón thêm hạ một trường liền à. Nếu như chiêm ưu động thủ thật, một trường này dưới, các nàng rất có thể đều sẽ chết. Mà vậy tam tuyệt kiếm trận, giờ phút này vậy đến Diệp Thần đỉnh đầu. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Diệp Thần mở hai mắt ra. Vậy đôi lãnh đạm con người bên trong, lóe lên một đạo u tịch ánh sáng. Hắn ở 30 cái hô hấp sau đó, tỉnh lại. Kiếm lão cùng chiêm ưu ở Diệp Thần mở mắt ngay tức thì, đều là giật mình trong lòng. Bất quá rất nhanh, kiếm lão vậy tang thương nét mặt già nua bên trên, liền lần nữa hiện lên vẻ dữ tợn nụ cười. Hiện đang thức tỉnh, thì có ích lợi gì? Hôm nay Diệp Thần, sát kiếm không có ở đây tay, thậm chí, liền chuẩn bị xuất thủ cơ hội, cũng không có, còn có thể tiếp hắn cháy máu tươi thi triển tam tuyệt kiếm trận. Lấy là làm bộ ngồi dưới đất 30 cái hô hấp, thì thật có thể nghịch thiên cải mệnh. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn ngay đầu chém xuống tam tuyệt kiếm trận, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy, may mà ngươi cái này tam tuyệt kiếm trận, nguyên bản, ta một ít nghĩ không hiểu địa phương, hiện tại, cũng đã hiểu. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm lại có thể cùng Hủy Diệt Chí Tôn Diệt Tuyệt Thần Quang kết hợp. Hủy Diệt Chí Tôn truyền thừa, tự nhiên không chỉ là đối với Hủy Diệt Mộ Đạo lĩnh ngộ, đồng thời, còn có thần thông. Diệt Tuyệt Thần Quang, liền là một cái trong số đó, do Hủy Diệt Mộ Đạo diễn sanh ra kinh thiên thủ đoạn. Mà đảm nhiệm võ Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm Huyết Nguyệt, cũng là giống như là hủy diệt. Diệt Tuyệt Thần Quang, Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm. Luyện thần phong lên đám người nghe vậy, nhưng đều là khẽ cau mày, đây là thần thông gì? Bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua à? Bất quá, ở mọi người nhìn lại, Diệp Thần mặc dù không có buông tha, nhưng, xài cái này 30 cái hô hấp, đi lĩnh ngộ vũ khí gì liền đã quyết định Diệp Thần bại cục. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần, tốt nhất lựa chọn, là trốn. Nếu như mới vừa rồi, Diệp Thần để cho kiếm hồn cuốn lấy kiếm lão, mình chạy trốn, nói không chừng, còn có sống sót cơ hội. Có thể Diệp Thần, nhưng lựa chọn hiểu võ. Liền vào giờ khắc này, Diệp Thần, ra tay. Hai thanh kiếm trôi lơ lửng lên. Một chuôi sát kiếm, một chuôi lạc trần hàng long kiếm. Nháy mắt tức thì, đúng cái thiên địa gian, đều hiện lên liền một cổ khí tức vô hình.
một loại, làm người ta sợ hãi, run rẩy hơi thở. Thiên địa tối xuống, viên kia nóng bỏng mặt trời, biến mất. Thay vào đó là một vòng đỏ thắm huyết nguyệt. Tựa như, máu kia tháng mở ra vậy đạo vô hình cửa địa ngục, mang tới diệt thế tai họa vậy. Diệp Thần đầu ngón tay bên trên, sáng lên một đạo đỏ thắm ánh sáng, quang bên trong, là tinh thuần đến làm người ta thần hồn vặn vẹo hủy diệt đạo vận. Nhâm tiền bối, người võ, quá thích hợp ta, cảm ơn. Diệp Thần ánh mắt, xuyên thấu qua tam tuyệt kiếm trận, tản ra chói mắt hàn mang, rơi vào kiếm lão trên mình, đôi môi khẽ mở, nhàn nhạt khạc ra. Nếu như cẩn thận xem, sẽ phát hiện Diệp Thần trong con ngươi chiếu ngược huyết nguyệt. Hủy diệt ý, huyết nguyệt đồ thiên trảm, rơi. Nháy mắt tức thì, thời gian, phảng phất ngừng. Phảng phất có một vòng máu đỏ tươi tháng, ở Diệp Thần đầu ngón tay bên trên dâng lên. Huyết nguyệt này dâng lên ngay tức thì, kiếm lão trên mặt nụ cười dữ tợn, bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành vô cùng là hoảng sợ thần sắc. Điều này sao có thể? Máu kia tháng bên trong, lại là cho hắn một loại tới cảm giác vô cùng nguy hiểm à. Thời khắc này hắn, cả người lạnh như băng, phảng phất có một đôi chết tay thần, đã giữ lại hắn cổ họng. Huyết nguyệt bên trong, là cực kỳ mất đi hơi thở, phảng phất, hàm chứa có thể đem thiên địa vạn vật, hóa thành hư vô, về lại bóng tối lực lượng à. Bất quá hơi thở này mặc dù mạnh, nhưng còn chưa đủ. Kiếm lão biết, hắn còn có cơ hội. Trên người hắn hơi thở lăn, động đất lớn, vậy thương khung xuất hiện mây đen, huyết nguyệt lại mơ hồ muốn biến mất. Diệp Thần cảnh giới vẫn là quá thấp. Dù là cảm ngộ như vũ kỹ này hơn nữa luyện thần phong gia trì. Cảm thụ huyết nguyệt dao động, Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, còn chưa đủ sao. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Diệp Thần sau lưng lại xuất hiện lại một vòng huyết nguyệt. Bất quá, huyết nguyệt này so Diệp Thần hội tụ vậy một vòng hơn nữa to lớn. Trong phút chốc, kiếm lão hội tụ mây đen ý, giống như là thấy được cái gì khủng bố vật, hoàn toàn tiêu tán. Mà kiếm lão lại là được cắn trả cực mạnh. Diệp Thần diễn cảm cổ quái. Hắn hiện tại căn bản không có thể hội tụ tầng thứ hai huyết nguyệt. Còn nữa, cái này bánh xe huyết nguyệt không thuộc về hắn. Đây càng xem thuộc về Nhâm tiền bối. Một khắc sau, Diệp Thần tròng mắt trợn to. Nhâm tiền bối liền ở phụ cận đây. Hắn giúp mình. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, máu kia tháng từ Diệp Thần đầu ngón tay, bắn ra. Vậy tam tuyệt kiếm trận kiếm quang, ở chạm được huyết nguyệt ngay tức thì, liền nổi lên một hồi gợn sóng, lại là chút nào không cách nào ngăn trở huyết nguyệt, bị hắn trực tiếp xuyên thủng mà qua. Kiếm lão điên cuồng hét lên, lại là không để ý trước võ cắn trả, cưỡng ép tản ra tam tuyệt kiếm trận, thân hình lắc một cái, thì phải hướng một bên né tránh đi. Cái này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, khác một vòng huyết nguyệt ý từ kiếm lão trên bả vai lao qua. Giờ phút này, kiếm lão áo quần đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn thô trọng thở hào hển, khóe miệng tràn ra miệng to máu tươi. Nhưng, gò má trên, nhưng là sống sót sau tai nạn vui mừng. Nếu như mới vừa rồi, không có tránh né nói, huyết nguyệt này, sợ rằng, đã xuyên thủng hắn đầu lâu liền chứ. Hắn nhìn xem bả vai mình, giờ phút này, mở một cái lỗ máu, nhưng, kiếm lão nhưng là cười, nếu không có đánh trúng chỗ hiểm, lấy sinh mệnh lực của hắn, chút thương thế này, không coi vào đâu. Kiếm lão quay đầu, nhìn về phía Diệp Thần nói, thằng nhóc, huyết nguyệt này quả thật khủng bố, người hiện tại khẳng định rất thất vọng chứ. Lĩnh ngộ như vậy nghịch thiên võ, nhưng chỉ đối với bổn tôn tạo thành như vậy nhỏ nhẹ thương thế, bổn tôn bảo đảm, người đã không có cơ hội, lại đánh trúng bổn tôn một chút. Diệp Thần chậm rãi đứng lên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn kiếm lão nói, ta không có đánh coi là lại đánh trúng ngươi. Ừ, kiếm lão híp đôi mắt một cái nói, làm sao? Bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Trễ, Diệp Thần, ngươi, không thể không chết. Diệp Thần nhưng là lãnh đạm nói, bởi vì, ngươi đã chết. Lượng nặng huyết nguyệt, ngươi không có sống tư cách. Kiếm lão nghe vậy, nhưng là cười như điên nói, chết. Ha 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 ha, thằng nhóc, ngươi bị buộc nhập tuyệt cảnh, liền bắt đầu trang phong mại xả. Chút thương nhỏ này, há có thể giết được chết ta. Có thể một khắc sau. Kiếm lão nụ cười bỗng nhiên đọng lại, sau đó, tan vỡ. Lúc này, hắn trên mặt, nơi nào còn chút nào nụ cười. Vui mừng. Chỉ còn lại có không rõ ràng, nồng nặc không rõ ràng. Cùng với, sâu tận xương tủy sợ hãi. Không thể nào, tại sao có thể như vậy?
Giờ phút này, hắn lại là cảm giác, cả người máu, kinh mạch, thậm chí thức hải bên trong, cũng bị hủy diệt mộ đạo, lấp đầy liền à. Cái này, sẽ tạo thành như thế nào hậu quả? Kiếm lão gào thét, điên cuồng trước, mà dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ra bên trên, bỗng nhiên nổi lên một loại tím đậm màu sắc, xúc mục kinh tâm. Đột nhiên tới giữa, kiếm lão bề mặt, bộc phát ra một tầng đỏ thắm ngọn lửa kia bên trong, tản ra đậm đà cực kỳ khí tức hủy diệt. Ngọn lửa bên trong, kiếm lão phát ra một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết, một giây kế tiếp, liền biến thành một món bụi bẩm, hoàn toàn tiêu tán. Toàn bộ quá trình, cũng sẽ không đến một cái hô hấp thời gian thôi. Tất cả người, đều là không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, giống như là như nhìn quái vật, nhìn Diệp Thần. Cái này, đây là thần thông gì à? Nhất kích, chỉ là nhất kích, còn chỉ là tạo thành bị thương nhẹ mà thôi, liền giết trong nháy mắt một người tới người cực mạnh. Chớ nói chi là, nắm giữ tam tuyệt kiếm trận kiếm lão, cho dù ở tinh tuyển vực bên trong đều là thuộc về cường giả à. Đây cũng quá khủng bố, quá nghịch thiên đi. Đại não của mọi người bên trong, phảng phất có 100.000 tấn đạn hạt nhân, đồng thời nổ à. Ngay tại lúc này, một tiếng kêu khóc truyền tới, vậy là tới từ một cô gái kêu khóc. Đi theo ở chiêm ưu bên người, xinh đẹp kia chiêm gia nô tỳ, giờ phút này, nhưng là lê hoa đái vũ, vô cùng sợ hãi hô to nói, công tử. Không muốn bỏ lại ta, mang ta đi chung đi thôi, công tử. Chiêm ưu, lại là ở Diệp Thần tiêu diệt kiếm lão ngay tức thì, chạy, không chút do dự chạy. Giờ phút này, ở trong hư không phi độn chiêm ưu, sắc mặt vô cùng trắng bệch, đều sắp bị Diệp Thần sợ choáng váng à. Thằng nhóc này, thật là so ăn thịt người ác ma còn mẹ hắn quỷ dị 10 triệu lần à. Chiêm ưu, đã hoàn toàn mất đi đối mặt Diệp Thần dũng khí. Mà Trương Xảo Linh các người, chính là hoàn toàn trợn tròn mắt. Nghịch chuyển. Thật nghịch chuyển. Cho dù là bọn họ, cũng lấy là Diệp Thần chết chắc à. Có thể, Diệp Thần, hết lần này tới lần khác nghịch chuyển. Kim Thư Tuệ nhìn Diệp Thần, mắt đẹp bên trong, đã tràn đầy lệ quang, từ địa ngục đến thiên đường, cho dù lấy nàng tâm tính, đều cơ hồ muốn ngất đi. Chỉ có Chu Tử Huân, cả người run rẩy, sợ hãi đến cơ hồ đều muốn tê liệt ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Hắn ngay cả chạy trốn dũng khí, cũng không có à. Lấy hắn thực lực, cho dù toàn lực né tránh, cũng chưa chắc có thể tránh thoát huyết nguyệt chứ. Mà kiếm lão chết thảm hình dáng, đã thật sâu minh khắc ở hắn đầu óc bên trong, để cho hắn ngay cả động, cũng không dám động một cái. Bỗng nhiên, Chu Tử Huân hai đầu gối mềm nhũn, lại là trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Cái này rất nặng mặt mũi, vô cùng bá đạo cực kiếm tông yêu nghiệt, ở như vậy hơn tinh tuyển vực tài tuấn trước mặt, trực tiếp quỳ à. Không chỉ là quỳ, còn điên cuồng dập đầu, cầm mặt đất, cũng dập đầu bể dập đầu, hướng về phía Diệp Thần cầu xin tha thứ, Diệp công tử. Ta có mắt không tròng, bị chiêm ưu vậy tiểu nhân vô sỉ làm cho mê hoặc, đối với Diệp công tử làm ra vô lễ cử động, mời ngài tha ta một mạng, tha ta một mạng à. Đám người hơi biến sắc mặt, cái này Chu Tử Huân, vì còn sống liền chiêm ra cũng dám bán đứng. Diệp Thần híp đôi mắt một cái, mắt nhìn xuống Chu Tử Huân, tiện tay một chút, một đạo ô quang liền rơi vào Chu Tử Huân trong cơ thể. Chu Tử Huân kêu thảm một tiếng, cả người cuộn lại liền đứng lên, trên đất không ngừng quay cuồng, trong miệng phát ra vô cùng gào thống khổ. Chỉ chốc lát sau, mới bình phục lại, có thể hắn trong mắt đã hoàn toàn ảm đạm xuống, giống như tử thi vậy, không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất. Diệp Thần mặc dù không có giết hắn, nhưng đánh vào trong cơ thể hủy diệt mộ đạo, đã đem hắn kinh mạch, đan điền, hoàn toàn phá hư, từ đây, một đời thiên tài, lâm vào là phế nhân. Thậm chí, liền võ giả cũng không làm được. Không thể thu võ, ở vực ngoại, tuyệt đối là một kiện so chết còn thống khổ vô số lần sự việc. Tiếp theo, chờ đợi Chu Tử Huân chính là vô tận trả thù. Đến từ trước hắn khi dễ qua mọi người trả thù. Diệp Thần đi tới Kim Thư Tuệ trước người, trong mắt, mang vẻ áy náy, khẽ mỉm cười nói, xin lỗi, ta đến chậm. Một khắc sau, hắn tiện tay một chút, một đạo hủy diệt mộ đạo tiến vào Kim Thư Tuệ trong cơ thể, ngay tức thì đem vậy luyện thần phong huyền nữ cấm chế, xé thành nghiền. Hủy diệt mộ đạo, vốn là hết thảy cấm chế khắc tinh. Cấm chế cởi ra ngay tức thì, Kim Thư Tuệ liền ôm thật chặt lấy Diệp Thần, nước mắt từ mắt đẹp bên trong cuồng trào ra. Nói thật, nàng đang bị luyện thần phong khống chế lúc đó,
đầu tiên nghĩ tới, chính là Diệp Thần. Bất quá, nàng cũng biết, coi như Diệp Thần đi tới vực ngoại, ngắn ngủi này mấy tháng thời gian, hắn, là tuyệt đối không thể nào có đối kháng luyện thần phong, cùng với một đám tinh tuyển vực yêu nghiệt thực lực. Có thể không nghĩ tới, Diệp Thần làm được. Không chỉ có làm được, thậm chí, liền cực kiếm tông hộ đạo giả, cũng tiêu diệt à. Đem mình, từ vực sâu tuyệt vọng bên trong, miễn cưỡng kéo trở lại. Bị Kim Thư Tuệ như thế ôm một cái, người nàng thân thể mềm mại bên trên, tản ra thơm dịu, cho dù là Diệp Thần, cũng không khỏi tâm thần rung động. Cảm nhận được Diệp Thần biến hóa, Kim Thư Tuệ đầu tiên là không rõ ràng, ngay sau đó khuôn mặt đỏ lên, lập tức buông lỏng ôm trong ngực. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng quét qua tại chỗ một đám tinh tuyển vực yêu nghiệt, trầm giọng nói, có ai, còn muốn tham gia chiêu này thân đại hội, có thể đứng ra. Vậy một đám yêu nghiệt nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Tiếp tục tham gia chiêu này thân đại hội. Liền liền kiếm lão, đều chết ở Diệp Thần trong tay à, còn ai dám đối với Kim Thư Tuệ có ý tưởng. Thiên linh nguyên khí khá hơn nữa, cũng không trọng yếu bằng mạng sống. Những cái kia tinh tuyển các yêu nghiệt nhìn nhau một cái, cũng là hướng về phía Diệp Thần chắp tay nói, Diệp công tử, chúng ta, đối với chiêu này thân đại hội, không có bất kỳ ý tưởng, nếu như Diệp công tử cho phép, tại hạ, liền rời đi trước. Diệp công tử, cho phép ta rời đi. Diệp công tử, chiêu này thân đại hội, đối với ta mà nói, chính là một chuyện cười, luyện thần phong quá vô sỉ, hiện tại hy vọng có thể để cho ta rời đi. Đừng nói là tiếp tục tham gia chiêu thân đại hội, bọn họ ước gì, lập tức rời đi cái này luyện thần phong, cách Diệp Thần càng xa càng tốt. Diệp Thần nhàn nhạt khoát tay chặn lại, những cái kia tinh tuyển các yêu nghiệt, liền như được đại xá vậy, vội vàng rời đi cái này luyện thần phong đỉnh. Rất nhanh, luyện thần phong trên, chỉ còn lại có Trương Xảo Linh, Mính Di các người, cùng với Kim Thư Tuệ và luyện thần phong vậy mấy tên run lẩy bẩy trưởng lão. Đại trưởng lão đầy mắt hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Nóng nảy mở miệng nói, Diệp công tử, chuyện này, đều là luyện thần phong thần chủ Tống Tử Tình, một tay bày kế, chúng ta cũng khuyên trở qua nàng, đáng tiếc vô dụng. Diệp công tử, cái này, thật chuyện không liên quan tới chúng ta à? Diệp Thần nhìn Kim Thư Tuệ một mắt, Kim Thư Tuệ gật đầu một cái này mấy tên trưởng lão, ban đầu, quả thật ngăn cản qua Tống Tử Tình, bất quá, ở Tống Tử Tình dưới sự kiên trì, cũng không có người thật sẽ vì Kim Thư Tuệ, và thần chủ đối nghịch. Diệp Thần nhìn về phía bọn họ ánh mắt, nhưng vẫn lạnh như băng nói, thân là trưởng lão, không bảo vệ môn hạ đệ tử, ngược lại dung túng luyện thần phong thần chủ làm ra cái loại này chuyện vô sỉ, cái này, chính là các ngươi cái gọi là chuyện không liên quan các ngươi. Vậy mấy tên trưởng lão nghe vậy, gương mặt một hồi trắng bệch, mang xấu hổ vẻ cúi đầu, từng cái chiếp này trước không nói ra lời. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, phất phất tay nói, cút đi, các ngươi. Không có tư cách làm cái này luyện thần phong trưởng lão. Mấy người kia nghe vậy, nhưng là thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thần không giết bọn họ, đã là hết tình hết nghĩa. Mấy tên trưởng lão bị trục xuất luyện thần phong sau đó, Kim Thư Tuệ đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta sư phụ bởi vì phản đối Tống Tử Tình cử hành chiêu thân đại hội, còn bị Tống giam tại hầm giam bên trong. Chúng ta vậy thì đi đem sư phụ nàng giải cứu ra đi. Nhưng mà Diệp Thần nhưng lắc đầu một cái, ta trước rời khỏi một chút, nếu như không có vị tiền bối kia ra tay, có lẽ ta đã chết. Một khắc sau Diệp Thần biến mất. Hắn muốn đi tìm thời khắc mấu chốt hạ xuống một vòng huyết nguyệt nhâm tiền bối. Cùng lúc đó, trên hư không, một cái con người hiện lên huyết nguyệt người đàn ông hai tay chắp sau lưng, trên cao nhìn xuống nhìn luyện thần phong. Mà hắn đứng bên người một cái ông già, trong mắt có chút nghi ngờ. Ngươi vì sao phải ra tay? Ngươi mỗi ra tay một lần, là được có thể sẽ bị những tên kia phát hiện. Hơn nữa, đối với ngươi thương thế cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Diệp lão có chút oán trách. Nhâm Phi Phàm giờ phút này nhưng là không thèm để ý chút nào, lộ ra một đạo nụ cười vui mừng. Ta ra tay, không cần lý do. Thằng nhóc này thật là quá cho người vui mừng, sống chết tới giữa, lại đem huyết nguyệt đồ thiên trảm sửa đổi, ta rất vui vẻ. Nếu như hắn thật tu luyện tới cửu trọng, có lẽ những người đó cũng sẽ sợ hãi đi. Ta hiện tại có chút rõ ràng hắn đời trước tại sao phải buông tha hết thảy chuyển thế sống lại. Nước cờ này, thật là khéo. Cái này một tầng huyết nguyệt không chỉ có thể cứu hắn, còn có thể để cho hắn rõ ràng một ít thứ, ta tổn thất một chút, không thua thiệt. Diệp lão con ngươi híp lại,
tiếp tục nói, hắn tới, người muốn chân thân gặp hắn sao? Nhâm Phi Phàm do dự mấy giây, ánh mắt dao động, nhưng cuối cùng vẫn là kiên quyết nói, được rồi, không thấy. Như ta bản thể và gặp mặt hắn, hắn sẽ bị những tên kia để mắt tới. Bàn cờ này, đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, không cho có bất kỳ sơ thất nào. Diệp lão nghe được Nhâm Phi Phàm lời nói, gật đầu một cái. Hắn chưa từng nghĩ qua Diệp thần sẽ nhanh như vậy đi tới vực ngoại. Vực ngoại thế cục so thần quốc và linh võ đại lục phức tạp nhiều. Nếu như nói thần quốc rất nhiều cường giả đều là cái này bàn viễn cổ của cờ con cờ mà nói, vậy vực ngoại và thượng giới nhân vật đều là bàn cờ này đánh cờ cao cấp tồn tại. Diệp thần nếu như quá sớm đối mặt những đại lão này, cũng không phải là chuyện tốt. Diệp lão, đi thôi. Hôm nay vận dụng một bàn về huyết nguyệt, tinh tuyền vực cái lão già đó khẳng định phát hiện. Nếu như không đi gặp cái lão già đó, chuyện này không ổn. Diệp lão nghe được Nhâm Phi Phàm lời nói, thần sắc nghiêm túc một chút đầu, rồi sau đó, sau lưng của hai người hư không chập chờn. Một đạo màu đen vòng xoáy dần dần cắn nuốt hai người. Nhâm Phi Phàm vậy dừng dưng lại mang huyết nguyệt ánh mắt nhìn một đạo không ngừng chạy tới thanh niên bóng người, như có điều suy nghĩ. Sát kiếm, kiếm hồn, luân hồi mộ địa, đây có thể cũng là đồ tốt à. Bất quá chuyện hôm nay, sợ rằng sẽ dẫn Diệp thần hướng chỗ sâu hơn đi. Hắn biết, chuyện hôm nay, đối với Diệp thần có lợi có hại. Chí ít tinh tuyền vực có vài người không dám tùy tùy tiện tiện lại đối với Diệp thần ra tay. Nhưng, chiêm gia sau lưng đâu? Hắn không thể nào cứu Diệp thần cả đời, có lẽ tiếp theo cướp phải dựa vào Diệp thần một người. Đối mặt cái này thao thiên kiếp, trừ hoa hạ luân hồi huyền bi, Diệp thần còn cần một đạo kỳ ngộ. Nhâm Phi Phàm con người huyết nguyệt nhanh chóng lưu chuyển, tựa như khám phá cái gì, một khắc sau, hắn lộ ra một đạo nụ cười, hai ngón tay cùng nhau, mà lại ở lòng bàn chân để lại một chữ. Hư không vòng xoáy hoàn toàn biến mất. Hết thảy quy về gió êm sóng lặng. Mà Diệp thần cũng tại lúc này chạy tới, hắn nhắm mắt lại hơi cảm thụ, hắn biết Nhâm tiền bối đã rời đi. Nhâm tiền bối tính cách lơ lửng không chừng, tự nhiên không cần hắn cảm ơn. Nhưng phần ân tình này, hắn sẽ nhớ. Bất quá, thời khắc này Diệp thần nhưng là đánh hơi được một chút cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này tựa như xuất xứ từ huyết mạch. Càng phảng phất là vị kia đã sớm không có vào đất vàng ra ra hơi thở. Từ Ninh Ba tới nơi này, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, ra ra rất có thể còn sống. Nhưng nếu còn sống, tại sao không xuất hiện? Còn nữa, Nhâm tiền bối tại sao không muốn gặp mình một mặt? Là đang sợ cái gì sao? Diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, hướng luyện thần phong đi. Sự việc còn không có hoàn toàn kết thúc, hắn mơ hồ cảm giác luyện thần phong có lớn hơn bí mật đang hướng về mình vẫy tay. Tạm thời trước hết cùng Kim Thư Tuệ đi hầm giam xem. Đột nhiên, Diệp thần bước chân dừng lại. Hắn phát hiện cái gì? Một cái cổ xưa lại hiện lên huyết quang sát chữ. Diệp thần biết, đây là Nhâm tiền bối lưu lại. Nhưng Nhâm tiền bối tại sao phải lưu lại một chữ này? Là chỉ cái gì? Sát, chẳng lẽ là sát kiếm? Trên người hắn lá bài tẩy, trừ thần bí luân hồi mộ địa bên ngoài, còn có một vật. Đó chính là sát kiếm. Sát kiếm lai lịch thần bí, phong ấn mới tháo ra một phần nhỏ liền có đế khí oai. Nếu như tháo ra toàn bộ là phải hay không cao nhất nguyên binh? Cũng hoặc là vượt qua cao nhất nguyên binh? Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, hướng luyện thần phong đi. Hắn tin tưởng, câu trả lời rất nhanh liền sẽ công bố. Mở tối hầm giam bên trong, tản ra ẩm ướt hôi thối mùi, một người nhìn qua có chút nở nang cô gái, tay chân bị khắc rõ đỏ thẫm phù văn xiềng xích bó trói buộc, ngồi xếp bằng ở một gian phòng giam bên trong. Nàng ôn hòa trên gương mặt, tràn đầy mệt mỏi cùng đau thương vẻ, trắng tinh áo quần, vậy đã dính liền rất nhiều dơ bẩn. Ngay tại lúc này, một đạo giọng nữ trong trẻo, ở hắc ám bên trong vang lên nói, sư phụ. Ôn hòa cô gái đóng chặt hai tròng mắt chợt mở ra, chỉ gặp Kim Thư Tuệ, đang mắt đẹp rưng rưng, đứng ở tù trước cửa. Cô gái thấy vậy vui mừng nói, sách Tuệ, người không có sao chứ. Tống Tử Tình rốt cuộc lương tâm phát hiện, hủy bỏ chiêu đó thân đại hội. Cái này ôn hòa cô gái, tên là Lam Dĩnh, là Kim Thư Tuệ sư phụ, cũng là luyện thần phong ngũ trưởng lão. Đây là, Lam Dĩnh chú ý tới, Kim Thư Tuệ sau lưng,
còn đứng một người thần sắc hơi có vẻ lãnh đạm nam tử. Nàng không khỏi được ánh mắt chớp mắt, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi là? Diệp Thần thi lễ nói, tiền bối, tại hạ Diệp Thần, hiện tại, ta trước đem tiền bối cứu ra nơi này. Đối với tên này ngũ trưởng lão, Diệp Thần vẫn là khá là tôn kính. Lam Dĩnh lắc đầu nói, nơi này là luyện thần phong thiên lao, không phải như vậy tùy tiện là có thể phá vỡ, muốn phải phá nơi này cấm chế, chỉ có nắm trong tay luyện thần phong quy tắc phong chủ mới được. Ở Lam Dĩnh xem ra, người trẻ tuổi này mặc dù cho nàng một loại cảm giác đặc biệt, nhưng, chỉ là một người thiên thần cảnh võ giả, là tuyệt không có năng lực phá vỡ thiên lao cấm chế. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là khẽ mỉm cười, không có giải thích cái gì, một khắc sau, cổ tay hắn lột, một chuôi đen nhánh trường kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay, sát kiếm bên trên, tia máu rung động, chợt hướng về phía vậy cửa tù chém xuống. Nguyên bản, gặp Diệp Thần chuẩn bị ra tay, Lam Dĩnh chỉ là lơ đễnh cười một tiếng, người tuổi trẻ kiêu ngạo một chút, vậy không coi vào đâu chuyện xấu. Có thể, đột nhiên tới giữa, Lam Dĩnh trên gương mặt nhưng là thoáng qua lau một cái vẻ rung động, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay sát kiếm. Sát kiếm bên trên, hủy diệt mộ đạo hơi thở tràn ngập ra, kinh thiên kiếm mang, chớp mắt rồi biến mất, vậy cửa tù bên trên, hiện ra đủ loại phù văn, tựa hồ muốn ngăn cản kiếm kia mang phá hoại, nhưng, cái này vô số hàm chứa lực lượng cường đại huyền ảo phù văn, ở hủy diệt kiếm mang đụng chạm dưới, lại là giống như dương xuân dung tuyết vậy, nhanh chóng tan rã đứng lên. Cái này luyện thần phong thiên lao cửa tù, ở Diệp Thần nhất kích dưới, lên tiếng đáp lại mà bể. Thiên thần cảnh tồn tại, có thể chạm phá luyện thần phong thiên lao cấm chế, nói ra, toàn bộ tinh tuyển vực đều không lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng chứ. Không tưởng tượng nổi đến khó có thể tưởng tượng bước. Có thể, kỳ quái chính là, giờ phút này Lam Dĩnh lại là đối với Diệp Thần kích phá thiên lao cửa tù là một không thèm để ý chút nào, mà là ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay sát kiếm. Diệp Thần cùng Kim Thư Tuệ thấy vậy, đều là không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, Lam Dĩnh tựa hồ đối với chuôi này sát kiếm vô cùng là để ý hình dáng. Chỉ chốc lát sau, Lam Dĩnh tựa hồ chú ý tới mình thất thố, nàng rời đi tầm mắt, thấy vậy bể tan tành cửa tù lúc đó, trên mặt rốt cuộc hiện lên sợ hãi vẻ. Cho dù ai, thấy ngày này vững vàng cửa, bị thiên thần cảnh võ giả một kiếm chém bể, cũng sẽ là sợ hãi đi. Ba người rời đi hầm giam, đi tới luyện thần phong trong đại điện ngồi xuống. Đây là, Kim Thư Tuệ cũng đem chiêu thân trong đại hội phát sinh chuyện cùng Lam Dĩnh nói. Lam Dĩnh vẫn là có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần nói, ngươi. Ngươi thật cầm Tống Tử Tình giết. Diệp Thần gật gật đầu nói, không sai. Qua một lúc lâu, Lam Dĩnh mới tiêu hóa sự thật này, nàng cười khổ nói, xem ra, chuyện thế gian này, thật đúng là không nói được không nói rõ, Tống Tử Tình nằm mơ cũng không nghĩ ra, mình cuối cùng sẽ chết ở sát kiếm truyền nhân trong tay chứ. Lam Dĩnh lời vừa nói ra, lúc này khiếp sợ nhưng là Diệp Thần. Sát kiếm. Lam Dĩnh là làm sao biết sát kiếm tồn tại. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần đầu óc bên trong linh quang chớp mắt. Chẳng lẽ, hắn vội vàng nhìn về phía Lam Dĩnh, mở miệng nói, tiền bối, người nhận được chuôi này sát kiếm. Có thể hay không cùng ta nói tường tận nói. Lam Dĩnh cười một tiếng nói, vốn là, đây cũng tính là ta luyện thần phong bí mật bất truyền, bất quá, nếu ngươi cứu Sách Tuệ cái đứa nhỏ này, nói cho ngươi cũng không có cái gì, sự việc muốn từ vạn năm trước nói tới. Nguyên lai, luyện thần phong khai tông tổ sư, tên là Sanh Thiệu Nguyên, mà triều đại thần chủ đều do người Lam gia nơi đảm nhiệm. Đã từng, luyện thần phong ở toàn bộ vực ngoại đều là vô cùng là cường đại thế lực, thậm chí ở cường thịnh nhất thời kỳ, một lần có hy vọng leo lên thiên nhân vực. Lúc đó luyện thần phong, được gọi là vực ngoại thứ nhất cao đỉnh, xa không hôm nay chỗ tòa này thần đỉnh có thể so với. Nghe nói, tinh tuyền vực chỗ tòa này thần đỉnh, bất quá là chân chính luyện thần phong lên một khối núi đá thôi. Có thể sau đó, bởi vì một lần biến cố, luyện thần phong gặp phải diệt tông nguy cơ, vực ngoại thứ nhất cao đỉnh hoàn toàn sụp đổ. Cho dù miễn cưỡng cất giữ liền bộ phận đạo thống, cũng là trả giá vô cùng là thảm trọng giá phải trả, cực thịnh một thời luyện thần phong, từ đây luân lạc là một cái tinh tuyển vực thế lực nhỏ. Luyện thần phong không còn ngày xưa vinh hoa, Lam gia ở luyện thần phong địa vị vậy từ đây vừa rơi xuống ngàn trượng. Đây là, tinh tuyển vực bên trong có cái tên là Tống gia gia tộc, đánh trợ giúp luyện thần phong vượt qua cửa ải khó danh nghĩa, cả nhà gia nhập luyện thần phong, trên thực tế,
lại là vì đạt được luyện thần phong đạo thống, thậm chí là toàn bộ tông môn thế lực. Vậy sau này, Lam gia hoàn toàn bị Tống gia đè ép xuống, triều đại thần chủ, cũng sẽ không họ Lam, mà là họ Tống. Nhưng, Tống gia người mặc dù trở thành luyện thần phong thần chủ, có thể, bọn họ dù sao không phải là khai tông tổ sư xanh Thiệu Nguyên huyết mạch, có một số việc chỉ có người Lam gia mới biết. Trong đó, thì có liên quan tới xanh Thiệu Nguyên năm đó quật khởi bí mật. Lam Dĩnh ánh mắt nhỏ tránh, sắc mặt có chút phức tạp nói, năm đó, đám người chỉ biết là, nhà ta tổ tiên xanh Thiệu Nguyên chính là luyện thần phong khai tông tổ sư, bất thế cường giả, có thể không có ai biết, hắn còn có một thân phận khác, chính là lục sát nhiều người một trong luyện thần. Diệp Thần cau mày nói, lục sát nhiều người, luyện thần, đó là cái gì? Lam Dĩnh nói, thời đại thượng cổ, vực ngoại từng xuất hiện một người không rõ lai lịch cổ xưa tồn tại, được gọi là sát thần. Cái này sát thần bị vực ngoại cường giả liên thủ phong ấn, nhưng, sát thần bị phong ấn lúc đó, có 6 kiện được gọi là sát khí đồ truyền lưu ở vực ngoại. Mỗi một kiện sát khí đều là vượt qua đế khí thần bí chí bảo. Đạt được cái này 6 kiện sát khí thừa nhận, trở thành sát khí đứng đầu võ giả, liền bị gọi là lục sát nhiều người, mọi người lấy vậy 6 kiện sát khí tên, thành tựu cái này 6 người biệt hiệu. Cái này 6 người theo thứ tự là, luyện thần sát, hóa linh sát, tuyệt minh sát, cực âm sát, truy đuổi phách sát, cùng với vô u sát. Lục sát nhiều người được sát khí, không một không phải thu được cường đại lực lượng, mà bọn họ trong lòng, cũng có chung một cái mục tiêu, đó chính là rõ ràng thả bị phong ấn sát thần. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể lấy được càng nghịch thiên thực lực. Vì thế, lục sát nhiều người ở toàn bộ vực ngoại, nhấc lên một tràng mưa máu gió tanh, trong chốc lát, toàn bộ vực ngoại người nói đạt tới lục sát nhiều người cũng làm biến sắc. Lam Dĩnh trong tay đột nhiên ánh sáng chớp mắt, nhiều hơn một chuôi kiếm gãy, vậy kiếm gãy kiểu dáng, nhìn qua cùng Diệp Thần có sát kiếm lại là vô cùng làm tướng tựa như. Hơn nữa, cho dù là làm gãy, trải qua vô số năm tháng, cái này kiếm gãy bên trên vẫn tản ra đậm đà cực kỳ sát khí. Nàng thở dài một cái nói, chuôi này kiếm gãy, chính là, luyện thần, chỉ bất quá. Vào năm đó vậy trận đại kiếp bên trong gãy, không chỉ là luyện thần phong, lục sát tình huống, căn bản kém không nhiều, hôm nay vực ngoại đã không có hoàn hảo sát khí. Trừ cái này, trong tay ngươi chuôi này sát kiếm. Lam Dĩnh đột nhiên có chút hưng phấn nói, truyền thuyết, vậy sát thần luyện tập, không phải 6 kiện, mà là 7 kiện sát khí, kiện thứ 7 sát khí, tên là phệ hồn. Cũng là cường đại nhất một kiện. Diệp Thần, trong tay ngươi chuôi này sát kiếm, chắc là phệ hồn chứ. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không có giấu giếm, Lam Dĩnh đối với sát khí biết rõ, hơn mình xa, giấu giếm vậy không có ý nghĩa gì. Lam Dĩnh cười nói, như thế tới một cái, ngày này sát làm, ngược lại là có thể phải sử dụng. Diệp Thần không hiểu nói, thiên sát làm. Lam Dĩnh cầm ra một quả lệnh bài điêu khắc được vô cùng là phong cách cổ xưa, tản ra khác thường hơi thở. 6 chuôi sát khí, mặc dù đều đã bị hủy xấu xa. Nhưng năm đó lục sát nhiều người, nhưng là chế tạo 6 cái thiên sát làm, nghe nói, năm đó tên kia sát thần bị phong ấn ở một nơi tên là tuyệt sát thiên địa phương, mà đây thiên sát làm chính là có thể tiến vào tuyệt sát thiên chìa khóa. Năm đó Lam gia tổ tiên lấy được thiên sát làm sau đó, thậm chí không kịp tiến vào tuyệt sát thiên bên trong, luyện thần phong liền tai kiếp khó khăn bên trong một số gần như tan biến, sát khí bị hủy, cũng chỉ tuyệt cái này niệm tưởng, xem ra trong sâu thẳm, tự có định số, Diệp Thần. Ngày này sát làm ngươi nếu là muốn, có thể cầm đi. Diệp Thần nghe vậy vui mừng, sát kiếm trên phong ấn, nếu là có thể hoàn toàn tháo ra, đối với thực lực đem sẽ có cực lớn tăng lên. Lần này ở luyện thần phong mặc dù có thể như vậy ngăn cơn sóng dữ, một mặt là bởi vì đảm nhiệm như bánh xe huyết nguyệt, mặt khác chính là bởi vì là thiên đạo 6 thánh đem luyện thần phong ra chỉ toàn bộ hội tụ đến mình trên mình. Cái loại này ra chỉ ở thần quốc thậm chí còn vực ngoại những địa phương khác cũng không có. Hắn cũng không khả năng sao chép hôm nay nghịch thiên tình huống chiến đấu. Tăng lên sát kiếm, ở hắn đối mặt vực ngoại ma hoàng cùng với hiên viên mạc tà các người đều hữu dụng. Lúc này nhận lấy thiên sát làm, đối với Lam Dĩnh nói cảm ơn, đa tạ tiền bối tác thành. Lam Dĩnh khẽ mỉm cười, hiền hòa nhìn bên cạnh Kim Thư Tuệ một cái nói, ngươi cứu con bé này, hẳn ta cảm ơn ngươi mới là. Sách Tuệ mặc dù chỉ là ta đệ tử, nhưng, ta cả đời không có con cháu, đã đem nàng coi là nữ vậy, hơn nữa, người cường đại, đối với Sách Tuệ, cùng với luyện thần phong, đều có chỗ tốt, không phải sao?
Kim Thư Tuệ nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi một tiếng nói, sư phụ. Hiển nhiên, Lam Dĩnh là đem Kim Thư Tuệ và Diệp Thần buộc chung một chỗ. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị cặn kẽ hỏi liên quan tới tuyệt sát thiên chuyện lúc đó, trong tay thiên sát làm, nhưng là đột nhiên bộc phát ra một hồi sám mang. Một đạo trầm thấp, khàn khàn thanh âm nam tử, từ thiên sát làm bên trong vang lên nói, ta là lục sát nhiều người một trong tuyệt minh, ba ngày sau, là tuyệt sát thiên phong ấn vạn năm tới yếu kém nhất thời điểm, cũng là chúng ta lục sát truyền nhân giải cứu sát thần tốt nhất cơ hội. Ta lục sát nhiều người yên lặng dù sao cũng năm, chờ đợi chính là cái này cơ hội, hôm nay, chúng ta hẳn lần nữa tụ họp, hoàn thành chúng ta sứ mạng. Mời nhận được tin tức lục sát truyền nhân, đi tinh tuyền vực tụ minh đảo một lát. Trong đại điện, Diệp Thần ba người nghe vậy, đều là sửng sốt một chút. Trong chốc lát, Lam Dĩnh cùng Kim Thư Tuệ đều là sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Thần. Ngày này sát làm, mới vừa giao đến Diệp Thần trong tay, liền truyền đến tin tức như vậy. Phải biết, ở người Lam gia trong tay thời điểm, có thể là tới nay chưa từng có một chút động tĩnh à. Lam Dĩnh đắng cười lên tiếng, xem ra, đây thật là ý trời. Kim Thư Tuệ nhưng là đôi mi thanh tú hơi nhăn, có chút lo âu hỏi, Diệp Thần, người dự định đi cái này tụ minh đảo sao? Chuyện này, có phải hay không thật trùng hợp, luôn cảm giác có chút cổ quái. Hơn nữa như ngươi nói, ngươi lần này tới vực ngoại chỉ có 15 ngày thời gian, thần quốc hiên viên Mạc Tà và Mạc Huyết Minh đánh một trận, ngươi phải kịp thời trở về. Còn nữa, ngươi không phải còn muốn đi thiên ma chi địa sao? Quả thật cổ quái, dẫu sao, lục sát nhiều người trong tay sát khí đã hủy, tại sao đây tuyệt minh còn muốn đi vào tuyệt sát thiên bên trong? Cũng may 15 ngày thời gian, mới qua một nửa. Còn dư lại 7 ngày. Đổ là vừa đủ thích hợp. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, đối với Lam Dĩnh hỏi, Lam tiền bối, cái này tụ minh đảo và tuyệt sát thiên có thể có liên hệ gì? Vậy tuyệt minh thân phận phải chăng có thể tin? Lam Dĩnh nói, căn cứ tổ tiên truyền xuống tin tức, tuyệt sát thiên chân chính cổng vào, có thể lại nữa tinh tuyền vực, ở vào những địa phương khác, do khác vực thế lực cao cấp trấn thủ, bất quá. Ở mấy cái khác giới vực cũng có một ít địa phương có thể tiến vào cùng tuyệt sát thiên lân cận địa phương, tụ minh đảo, liền là một cái trong số đó. Nó cũng là tinh tuyền vực bên trong, duy nhất có thể đến gần tuyệt sát thiên chỗ. Chuyện này chỉ có lục sát truyền nhân mới biết, cho nên đây tuyệt minh thân phận, hẳn không có vấn đề. Còn như ngươi và sách tuệ nói thiên ma chi địa, ngược lại là và nơi đây không xa, đại khái mấy giờ liền đủ. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh. Đứng lên nói, đã như vậy, ta dự định đi cái này tụ minh đảo xem. Bỏ mặc đây tuyệt minh có chủ ý gì, muốn đi vào tuyệt sát trời, tháo ra sát kiếm phong ấn, hắn liền muốn đi trước tụ minh đảo. Sát kiếm thành tựu binh khí của hắn, đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Huống chi sát kiếm phong ấn nếu có thể giải trừ, hắn có lòng tin đối kháng hiên viên Mạc Tà. Lam Dĩnh đem chuôi này tàn tổn sát khí giao cho Diệp Thần nói, Diệp Thần. Đem người cái này kiếm gãy mang theo, đến tụ minh đảo, dù sao cũng không muốn bại lộ ngươi có, phệ hồn, là một. Phệ hồn là đáng sợ nhất tồn tại, cũng là đối với ngươi mà nói chí mạng nhất, ngươi phải chú ý bảo vệ. Diệp Thần nhận lấy sát kiếm, gật gật đầu nói, ta biết. Dứt lời, thân hình hắn động một cái, liền rời đi luyện thần phong, thần niệm đảo qua tinh tuyền vực bản đồ, hướng vậy tụ minh đảo chạy như bay. Tụ minh đảo ở vào tinh tuyền vực hướng tây bắc một nơi vô cùng là hẻo lánh, tên là xám vùng biển cùng thiên ma chi địa nối đường dây. Cho nên ma khí, âm khí, sát khí giao hội. Cái này xám biển bên trong, không chỉ có tu võ tài nguyên quý thiếu, đồng thời tản ra vô cùng là tinh thuần dị chủng sát khí, cho dù là thánh tổ cảnh cường giả, ở nơi này vùng biển bên trong đợi lâu, đối với thân thể thậm chí là võ đạo căn cơ, đều có ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên, đúng phiến xám biển, rất hiếm vết người, mà tụ minh đảo, lại là ở xám biển vị trí trung tâm, cơ hồ không thể nào có võ giả đi tới nơi này. Không biết qua bao lâu, một đạo thân ảnh chập chờn. Diệp Thần đứng yên không trung, ở hắn trước mắt là một phiến bị hôi vụ tràn ngập mênh mông, nơi này, chính là vậy xám biển. Xám biển bên trong dị chủng sát khí, thậm chí so đã từng vô cùng sát chi quốc thánh địa bên trong tuyệt sát khí còn kinh khủng hơn, nhưng... Đối với thân thể nhận chịu tử lượng cao tuyệt sát khí Diệp Thần mà nói, cái này dị chủng sát khí tự nhiên không coi vào đâu. Nơi này ngược lại đúng là một người vô cùng là thích hợp lục sát nhiều người tụ họp địa phương, dẫu sao,
có thể trở thành lục sát truyền nhân võ giả, chí ít, sẽ đối sát khí có cực mạnh sức đề kháng, nếu không, liền vậy tàn khí sợ rằng đều không cách nào có. Cho dù đặt ở trong túi đựng đồ, lâu ngày, vậy sẽ đối với võ giả thân thể, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái, liền tiến vào xám biển bên trong, hướng tụ minh đảo đi. Xám biển cũng không coi là bao nhiêu rộng lớn, lấy Diệp Thần hôm nay chui tốc, không lâu lắm, liền thấy được một tòa ở xám biển bên trong, tản ra nhàn nhạt bạch quang đảo nhỏ, nơi này chính là vậy tụ minh đảo. Ở tụ minh trên đảo thân hình rơi xuống, Diệp Thần quan sát một phen bốn phía, cái này tụ minh trên đảo, một phiến hoang vu, liền thực vật đều là vô cùng thiếu, duy nhất đặc điểm, chỉ sợ sẽ là trên đảo trải rộng một ít tản ra bạch quang thiên nhiên mỏ kim loại. Ngay tại Diệp Thần rơi xuống đất ngay tức thì, mấy đạo nhân ảnh chớp mắt, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước người, Diệp Thần thần sắc hơi động, hướng cái này mấy người nhìn, không khỏi con ngươi hơi co lại. Chỉ gặp đứng ở trước người của nó, là hai nam một nữ, ba người nhìn qua, đều rất trẻ tuổi, tới tuổi 20 hình dáng, sắc mặt đều có chút trắng bệch, đây cũng là hàng năm tiếp xúc sát khí người đặc điểm. Nhưng, cái này cũng không phải Diệp Thần kinh ngạc chỗ, hấp dẫn hắn chú ý, là ba người thực lực. Cái này ba tên lục sát truyền nhân, như vậy trẻ tuổi, lại không có một cái thấp hơn thánh tổ cảnh 6 tầng thiên. Đặc biệt, là cầm đầu tên kia mặc quần áo đen, tóc quăn, vành mắt đen nồng đậm, sống mũi cao rất, thần sắc có chút âm trầm nam tử. Cái này người đàn ông đồ đen, tuy cũng là 7 tầng thiên, nhưng là 7 tầng thiên trình độ cao nhất, là một người chỉ kém nửa bước là có thể bước vào thánh tổ cảnh tầng 8 thiên cường giả. Vực ngoại và thần quốc quả thật không thể như nhau. Thần quốc thánh tổ cảnh rất ít, dù là tháng vòng dị tượng hạ. Đây là có nguyên nhân. Thần quốc có chút mới vừa bước vào thánh tổ cảnh tồn tại, liền sẽ nghĩ biện pháp phi thăng vực ngoại, tìm kiếm càng đại cơ duyên. Xem Hiên Viên Mạc Tà và Mạc Huyết Minh cái loại này tranh thủ bước vào cao hơn cảnh lại tiến vào vực ngoại là lớn hoài bão người. Bọn họ cũng không muốn ở vực ngoại thành là một người bình thường, bọn họ không chỉ muốn thành là thần quốc vương, càng phải trở thành vực ngoại vương. Mà một người khác vóc người cao gầy, môi cực mỏng, khóe mắt thượng thiêu chàng thanh niên, và tên kia dung mạo thanh tú, hai tròng mắt bên trong, xích mang ẩn hiện cô gái, chính là thánh tổ cảnh 7 tầng thiên. Ba người thấy Diệp Thần, sắc mặt, đều có chút cổ quái. Bởi vì, Diệp Thần hơi thở quá yếu. Mặc dù Diệp Thần ở luyện thần phong đánh một trận, hấp thu không thiếu năng lượng, cảm ngộ võ đạo, tu vi tiến nhiều, nhưng, cũng bất quá là đến gần thiên thần cảnh tầng 2 thiên thôi. Xa xa không có đột phá đến thánh tổ cảnh, một người thiên thần cảnh tồn tại, lại có thể tiến vào cái này xám biển, vẫn là lục sát truyền nhân. Vậy cao gầy nam tử và người phụ nữ xinh đẹp hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt, cũng lóe lên vẻ ngưng trọng và cổ quái, hai người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, vậy lập tức lãnh đạm xuống. Ngược lại thì ở giữa tên kia thực lực mạnh nhất áo bào đen nam tử, mặt không khác sắc, khẽ mỉm cười nói, người tốt, ta là lục sát một trong truy đuổi phách. Hắn chỉ một cái bên cạnh trai gái nói, vị tiên tử này, là cực âm truyền nhân, mà bên cạnh nàng huynh đệ, chính là hóa linh, chúng ta lẫn nhau tới giữa, cũng lấy lục sát tên tương xứng. Dứt lời, truy đuổi phách ánh mắt nhỏ tránh nhìn về phía Diệp Thần nói, cái vị công tử này, xin hỏi, ngươi là lục sát bên trong vậy một cửa truyền nhân. Truy đuổi phách sau lưng, tên kia cao gầy nam tử hóa linh cười lạnh một tiếng nói, lục sát truyền nhân. Truy đuổi phách huynh, thằng nhóc này. Có thể chỉ là đối với sát khí, có chút sức đề kháng, trùng hợp tiến vào cái này tụ minh đảo thôi, một cái thiên thần cảnh tiểu tử, cũng xứng cùng chúng ta cùng là lục sát truyền nhân một trong. Đây chính là đối với lục sát tên làm nhục à. Cực âm trong con người xích mang một thịnh, cũng là lạnh lùng nói, ta cũng cho là như vậy, nếu thằng nhóc này phát hiện bọn ta tồn tại, vì để đạt được an toàn, hay là để cho hắn lúc này từ thế gian biến mất đi. Cực âm lời vừa nói ra. Phòng bốn người bầu không khí, trong chốc lát nặng nề, âm hàn liền đứng lên. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt quét ba người một mắt, mở miệng nói, ta là luyện thần. Truy đuổi phách ba người nghe vậy, một hồi trầm mặc, bỗng nhiên, truy đuổi phách tay lộn một cái, một chuôi tản ra vô cùng là đậm đà sát khí tản khí, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, luyện thần công tử, có thể hay không, đem ngươi thừa kế sát khí, lấy ra xem. Dứt lời, hắn nhìn cực âm cùng hóa linh một mắt, hai người giống vậy lấy ra mình tàn khí. Diệp Thần cùng truy đuổi phách đối mặt, người này ngoài mặt,
mặc dù khá là lễ độ, nhưng, như Diệp Thần thật không cách nào chứng minh mình thân phận, sợ rằng cái đầu tiên động thủ, chính là hắn. Bất quá, Diệp Thần cũng không có hiện tại liền cùng mấy người phát sinh xung đột ý, cổ tay hắn động một cái, liền đem Lam Dĩnh giao cho hắn chuôi này luyện thần tàn khí, lấy ra ngoài. Ba người nhìn Diệp Thần trong tay tàn khí, đều là hơi sững sờ, hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới luyện thần truyền nhân thực lực lại không chịu được như vậy. Bình thường mà nói, lục sát truyền nhân, thừa kế tổ tiên huyết mạch, đối với sát khí đều là vô cùng là thân thiện, thậm chí, có thể mượn sát khí để đề thăng mình tu vi, ở có sát kiếm tàn khí dưới tình huống, bọn họ thực lực tăng lên tốc độ xa không vậy võ giả có thể so với. Chỉ bất quá, đến cảnh giới nhất định sau đó, tu hành tốc độ mới sẽ chậm lại mà thôi. Bất quá, Lam Dĩnh thể chất tựa hồ đã không giống tổ tiên xanh thiệu nguyên cường đại như vậy. Mặc dù đối với sát khí có nhất định sức đề kháng, có thể nhưng không cách nào mượn sát khí để đề thăng mình tu hành tốc độ. Truy đuổi phách cười ha ha một tiếng nói, xem ra, là chúng ta hiểu lầm, luyện thần huynh, xin hãy tha lỗi, dẫu sao chuyện này không phải chuyện đùa, nếu như chúng ta lục sát thân phận bại lộ, đem rước lấy khó có thể tưởng tượng tai họa. Diệp Thần không có nói gì nhiều, hóa linh, truy đuổi phách, cực âm ba sát, cũng xuất hiện ở đây tụ minh đảo. Ngược lại để cho hắn có chút bất ngờ, dẫu sao bọn họ trong tay vẻn vẹn chỉ là tàn khí mà thôi, coi như thật mở ra sát thần phong ấn, có thể hay không phục hồi như cũ sát khí, đều là ẩn số. Hắn dĩ nhiên sẽ không lấy là mấy người chỉ là vì cái gọi là sứ mạng cảm cái loại này hư không mờ mịt đồ đi tới nơi này tụ minh đảo. Còn có một chút, triệu tập lục sát tuyệt minh, lại không có ở đây. Nhìn Diệp Thần thần sắc, truy đuổi phách cười nói, nếu luyện thần huynh, vậy đi tới cái này tụ minh đảo, chắc hẳn, chắc đã biết sự kiện kia liền chứ. Sự kiện kia, hóa linh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần nói, thằng nhóc, nếu đã tới cái này tụ minh đảo, còn trang cái gì? Chúng ta không cũng là vì thiên sát khí mà đến. Thiên sát khí, Diệp Thần ngoài mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại bộc phát nghi ngờ. Truy đuổi phách nói, bí mật này cũng không tính vào đâu, coi như luyện thần huynh không biết, tiến vào tuyệt sát ngày sau. Vậy sẽ phát hiện. Chúng ta lần này tới đến cái này tụ minh đảo, chủ yếu vì chính là tiến vào tuyệt sát trời, hấp thu trong đó thiên sát khí. Còn như phá giải sát thần phong ấn, chúng ta phản đổ không ý tưởng gì. Nghe nói, sát thần trong cơ thể có thể sinh ra một loại thiên sát khí, mà đây tuyệt sát thiên bên trong, bởi vì năm đó phong ấn sát thần đại chiến trải rộng thiên sát khí. Thiên sát khí, đối với phổ thông võ giả mà nói là kịch độc, có thể. Bọn ta thể chất đặc thù, ngày này sát khí, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là vật đại bổ. Vừa nói, hắn đối với Diệp Thần lại là cười một tiếng nói, bất quá, cho dù là lấy chúng ta thể chất, cũng không cách nào hấp thu quá nhiều thiên sát khí, tuyệt sát thiên ở giữa thiên sát khí, đủ chúng ta mỗi người hấp thu, luyện thần huynh không cần lo lắng sẽ phát sinh vì thiên sát khí mà lẫn nhau cướp đoạt chuyện. Diệp Thần âm thầm gật đầu, thì ra là như vậy, xem ra Lam Dĩnh chắc biết chuyện này. Nàng sở dĩ không có nói ra, thứ nhất là muốn cầm cái cơ duyên này nhường cho mình, thứ hai, chính là bởi vì Lam Dĩnh thể chất đã thoái hóa, ngày này sát khí, nàng chưa chắc có thể hấp thu. Hóa linh nhưng là nói, thằng nhóc, ta khuyên ngươi, vẫn là nhanh đi về đi, lấy ngươi tư chất, còn muốn hấp thu ngày này sát khí. Tiến vào tuyệt sát ngày sau, liền có thể hay không chịu đựng ngày này sát khí cũng là cái vấn đề. Thuận tiện, cầm trong tay ngươi tàn khí giao ra chứ. Ngươi không có tư cách thừa kế lục sát tên. Diệp Thần nghe vậy, mặt không thay đổi nhìn hóa linh, hắn hiện tại tạm thời không muốn cùng lục sát nổi lên va chạm, bất quá là vì mượn bọn họ lực lượng tiến vào tuyệt sát thiên thôi, nhưng, nếu như hóa linh tìm chết nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhịn xuống đi. Diệp Thần cho tới bây giờ không phải một người thích nhịn người. Trong chốc lát, toàn bộ tụ minh đảo, đều tựa hồ tiến vào băng hà thời kỳ, âm lãnh được liền máu đều phải làm đống kết. Hóa linh trong mắt hung ác vẻ trước mắt, trầm giọng nói, thằng nhóc, ta kêu ngươi cầm tàn khí giao ra, không có nghe gặp. Thật lấy vì mình thừa kế lục sát tên, liền có thể kiêu ngạo. Nhà ngươi tổ tiên, nếu như biết ngươi bộ dáng này, sợ rằng, sớm đã đem tàn khí giao cho người khác chứ. Diệp Thần trong mắt hàn mang trước mắt, cả người sát ý, ngay tức thì bộc phát ra. Hóa linh cùng cực âm, thần sắc ngay tức thì biến đổi, giờ phút này, trong mắt của bọn họ. Diệp Thần bóng người, tựa hồ cũng biến mất không thấy, thay vào đó, là cao đến vạn chúng sợ hãi núi thây,
cùng với một mắt nhìn không tới cuối vô biên biển máu à? Liên liên thực lực mạnh nhất truy đuổi phách đều là thân thể cứng đờ, bắp thịt căng thẳng, trên mặt rửng rưng vẻ, không còn gì vô tồn, vô cùng là cảnh giác nhìn Diệp Thần. Hóa linh trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, thể chất của bọn họ đối với sát khí, cũng vô cùng là nhạy cảm, cũng chính vì vậy, những thứ này lục sát truyền nhân, mới rõ ràng hơn, Diệp Thần kết quả tiêu diệt nhiều ít cường đại sinh linh mới có thể ngưng luyện ra này cùng sát khí à? Tại sao có thể như vậy? Hóa linh con ngươi, điên cuồng run rẩy, hắn ra đầu đều phải nổ tung. Một cái thiên thần cảnh tiểu tử, là cái gì có thể ngưng luyện ra kinh khủng như vậy sát khí sát ý à? Mà ngay lúc này, Diệp Thần cổ tay lộn, một chuôi đỏ tươi trường kiếm, rơi vào trong tay, cái này trường kiếm được từ kiếm lão túi đựng đồ, mặc dù không bằng sát kiếm, nhưng, cũng là một chuôi đế khí, uy thế kinh người. Trên trường kiếm, tia máu bùng nổ, khí tức hủy diệt, kích động mở ra, một đạo cực kỳ kiếm mang, ngay tức thì ở nơi này tụ minh trên đảo hiện lên, kiếm này mang hiện lên ngay tức thì, sám biển sôi trào, cả tòa tụ minh đảo bên trên, vô số núi đá, đều là ngay tức thì vỡ vụn, chỉ là uy thế, thì phải đem cái này tụ minh đảo, miễn cưỡng đè bể vậy à. Diệp Thần, lại là không nói hai lời trực tiếp liền ra tay. Đối mặt một kiếm này, hóa linh kia còn có cái gì xem thường Diệp Thần tâm tư? Một kiếm này, để cho hắn cảm nhận được liền vô cùng là nồng nặc sống chết hơi thở. Cái này nhìn như cổ quái thiên thần cảnh, lại có một kiếm chém chết mình thực lực. Hóa linh cũng sắp điên rồi. Bị sợ điên rồi. Nhưng, hắn dầu gì, thân là lục sát truyền nhân một trong, bất luận là thiên phú chiến đấu, hay là thực lực vân. Vân, khắp mọi mặt, đều mạnh hơn tại cùng cấp võ giả, thoáng qua tới giữa, hóa linh trong tay. Liền xuất hiện một chuôi tản ra từng cơn tử khí ô mộc trường kiếm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân bộc phát ra dâng trào tinh thuần cho đen sát khí, cá voi hút nước vậy, điên cuồng bơm vào nhập vậy ô mộc trường kiếm bên trong, vậy ô mộc trên trường kiếm, ngay tức thì tản mát ra một cổ quỷ dị chập chờn, một đạo u minh hơi thở, phóng lên cao, hóa linh sau lưng, hiện ra một đạo xanh biếc quỷ ảnh, mặt xanh răng nanh, vô cùng dữ tợn. Hóa linh cặp mắt bên trong bộc phát ra một hồi lục mang, gào thét nói, lục sát kỳ tuyệt, hóa linh che trời, cho ta mở ra. Vậy xanh biếc quỷ ảnh, phát ra một tiếng tựa như có thể đem thần hồn tê liệt quỷ khóc, ngay tức thì run lên, liền dung nhập vào hóa linh trong cơ thể. Trong chốc lát, hóa linh quanh thân tản mát ra từng cơn quỷ khí, tựa như hoàn toàn mất đi sức sống vậy, nhưng khí tức quanh người lại là điên cuồng bành trướng lên. Hóa linh cả người máu thịt ngay tức thì hôi bại đi xuống. Hai tay bên trên sinh ra hắc dáng dấp móng tay, trong mắt lõm xuống, cả người hình dáng, cũng đổi được vô cùng quỷ dị, kinh khủng, thật là, giống như là từ âm tào địa phủ bò ra quỷ vương vậy. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt nhỏ tránh. Lục sát kỳ tuyệt, chính là lục sát truyền nhân, căn cứ tổ tiên truyền thừa, lấy 6 kiện tàn khí tu luyện ra được nghịch đời thần thông. Phải biết, mỗi một kiện sát khí, đã từng đều là hàm chứa cao nhất đạo vận thần binh. Từ trong lĩnh ngộ được thần thông có cường đại dường nào, có thể tưởng tượng được. Thậm chí có thể sánh bằng nguyên thuật. Mà hóa linh cái này nhất mạch nắm giữ lục sát kỳ tuyệt, tên là hóa linh che trời. Cái này hóa linh che trời, có thể hấp thu âm hồn lực, đem mình hóa thân quỷ thần linh. Thời đại thượng cổ, lục sát bên trong hóa linh sát, đã từng mượn sát khí, lấy hóa linh che trời, mượn 100.000 hồn linh âm hồn, hóa thân diệt thế quỷ thần, giơ tay nhấc chân. Thì có che trời khả năng. Mặc dù hôm nay, hóa linh sát khí đã hủy, không cách nào tái hiện năm đó hóa linh che trời uy năng, nhưng, môn thần thông này, vẫn không thể khinh thường. Thời khắc này hóa linh, khí thế ngút trời. Hóa linh điên cuồng hét lên một tiếng, cả người âm khí bùng nổ, toàn bộ tụ minh đảo bên trên, cũng dính vào một tầng xương trắng. Mãnh liệt âm khí, đem không khí đều phải đông. Trong tay hắn chuôi này ô mộc trường kiếm. Lục mang cuồng tránh, ở đó âm khí ra chỉ bên trên, lại là tản mát ra vô cùng là kinh khủng chập chờn. Âm sát vô cùng tối tăm. Hóa linh nghiêm túc quát một tiếng, ô mộc trên trường kiếm, bỗng nhiên tản mát ra lũ lũ hắc mang, một khắc sau, một đạo màu đen tia chớp từ trên trường kiếm bỗng nhiên dâng lên, sấm sét điếc tai, điện mang lóe lên gian, cơ hồ đem cả thế giới, cũng dính vào một tầng màu đen, tụ minh trên đảo những cái kia tản ra ánh sáng nhạt mỏ sắt. Ngay tức thì ảm đạm không sáng đứng lên. Một kiếm này, cực kỳ mạnh mẽ. Liên liên truy đuổi phách và cực âm, đều là hơi biến sắc mặt,
hóa linh thực lực so dự chủ mạnh mấy phần. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, màu đen tia chớp cùng Diệp Thần chém ra băng hàn kiếm mang, ầm ầm đụng nhau. Hai cổ kinh khủng năng lượng, lẫn nhau đánh thẳng vào, đúng phiến xám biển, cũng kịch liệt chấn động đứng lên, tụ minh đảo chung quanh hư không, điên cuồng bể tan tành trước, kể cả cái này tụ minh đảo, cũng giống như là bột mì xếp thành vậy, tựa như sắp ở gió lớn bên trong tiêu tán. Truy đuổi phách cùng cực âm hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng ra tay, đem dư âm chấn hạ, để tránh toàn bộ tụ minh đảo cũng làm tan vỡ. Sốt cuộc, vậy băng hàn kiếm mang cùng màu đen tia chớp, cùng chung mất đi, một kích này, nhìn qua dường như ư bên tám lạng, người nửa cân. Nhưng, trên thực tế, bại nhưng là hóa linh. Giờ phút này, hắn trắng bệch khuôn mặt dữ tợn bên trên, tràn đầy vẻ rung động, hắn vừa lên tiếng, oa một tiếng, phun ra một hơi nội tạng mảnh vỡ. Cho dù hóa linh đã đánh ra mình lớn nhất lá bài tẩy, vẫn là ở Diệp Thần dưới một kiếm, được trọng thương, nội tạng cũng bị chấn bể à. Nếu không phải giờ phút này, hắn thuộc về nửa người nửa quỷ trạng thái, bị thương thế ảnh hưởng cực nhỏ, một kiếm này đủ để xứ hắn mất đi chiến lực. Hóa linh nhìn Diệp Thần thần sắc, dần dần chuyển biến thành kinh hoàng. Mình quỷ thần trạng thái không phải vô địch sao? Làm sao sẽ bị thiên thần này cảnh tiểu tử, đánh bại à? Hơn nữa, thằng nhóc này, liền lục sát kỳ tuyệt, cũng không có thi triển, thì có kinh khủng như vậy lực lượng. Ở nơi này là cái gì phế vật à? Thật là so ma thần còn muốn ma thần. Diệp Thần thấy vậy, nhưng là khẽ cau mày nhìn về phía trường kiếm trong tay, kiếm này phẩm cấp, mặc dù không thấp, nhưng không hề tiện tay, nếu như sử dụng sát kiếm mà nói, Diệp Thần có lòng tin, một kiếm đem hóa linh đánh bại. Bất quá, cái này cũng chỉ là nhiều hơn mấy kiếm sự việc thôi, hóa linh nắm giữ lục sát kỳ tuyệt một trong hóa linh che trời, thực lực không kém, nhưng, so với luyện thần phong những cường giả kia, vẫn là có chênh lệch nhất định. Trận chiến ấy sau đó, Diệp Thần, không chỉ có nắm giữ diệt tuyệt thần quang, cùng với ổn định huyết nguyệt đồ thiên trảm, còn có cường đại tự tin. Diệp Thần chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, thì phải xuất thủ lần nữa. Nơi này đồng thời, ở tụ minh đảo dưới dù sao cũng bên trong sâu bên trong, một người tóc muối tiêu tròng mắt xám, thần sắc âm trầm thanh niên, đang mặt đầy vẻ khẩn cầu địa đối trước người, một đạo bị hắc khí lượn quanh bóng người mở miệng nói, tiền bối, ta đã giữ người nói, đem lục sát truyền nhân, triệu tập đến nơi này, bằng mấy người bọn họ, phối hợp thiên sát làm, hẳn đã đủ kích phá phong ấn. Tiến vào tuyệt sát ngày chứ. Ngày trước không phải đáp ứng ta, chỉ cần ta làm xong chuyện này, liền thả ta rời đi sao? Cẩn thận vừa thấy, thanh niên này trên mình, lại là quấn vòng quanh đạo đạo hắc khí, giống như xiềng xích vậy xít sao trói buộc hắn, căn bản không cách nào tránh thoát. Mà nghe hắn nói, người này chính là vậy tuyệt minh. Bóng đen kia cười hắc hắc nói, vốn là, ta cũng dự định thả ngươi đi, nhưng mà, ngươi lại muốn chạy trốn. Đây chính là phản bội bổn tôn tín nhiệm à, bổn tôn được cho ngươi một điểm nho nhỏ trừng phạt. Tuyệt minh sắc mặt, lập tức liền khó coi. Trốn. Nếu không phải bóng đen này một chút không có thả mình ý rời đi, hắn còn cần trốn sao? Hắn đột nhiên vô cùng hối hận. Nếu như ban đầu, hắn không có tiến vào chỗ đó, thì đâu đến nổi này. Mấy tháng trước, Tuyệt minh từng tiến vào một cái trong bí cảnh, lấy được một chiếc nhẫn, mới đầu. Hắn lấy là chiếc nhẫn này là một kiện chí bảo, chỉ là, thuộc về bị phong ấn trạng thái, mấy tháng qua, hắn phí hết tâm tư mới đưa phong ấn phá giải. Có thể phá giải phong ấn sau đó, hắn mới phát hiện, trong đó lại phong ấn một đạo tàn hồn. Cái này tàn hồn, không chỉ có lai lịch thần bí, tựa hồ từ thời đại thượng cổ, thì đã tồn tại, còn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn lục sát truyền nhân thân phận. Chuyện này, tự nhiên làm Tuyệt Minh sợ hãi vô cùng, lúc này. Liền dự định đem chiếc nhẫn vứt, thoát khỏi cái này tàn hồn. Nhưng đối phương lại là không biết lấy phương pháp gì, cắn nuốt trong tay hắn Tuyệt Minh tàn khí, ngay tức thì, liền có vô cùng nghịch thiên thực lực, cưỡng ép đem mình trấn áp. Đồng thời, hắn còn nghĩ tuyệt sát thiên phong ấn, sắp đổi được vô cùng yếu kém là một, nói cho Tuyệt Minh, cũng đang uy hiếp dụ dỗ dưới, để cho Tuyệt Minh đem lục sát truyền nhân, triệu tập đến nơi này tụ minh đảo. Tuyệt Minh mặc dù không rõ ràng, tên này đánh được tính toán gì, nhưng, hắn biết, lão quái này vật tuyệt đối không ăn cái gì tốt tim à. Cho nên, trăm phương ngàn kế, muốn thoát khỏi hắn, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Đây là,
Bóng đen kia âm chắc chắc cười một tiếng nói, trên đảo, thật giống như phát sinh chiến đấu, nếu là người chết, đối với chúng ta kế hoạch, nhưng mà có ảnh hưởng, Tuyệt Minh ngươi hổ nháo lâu như vậy, bổn tôn liền không tính toán với ngươi, nhưng hiện tại, ngươi cũng nên ra mặt, chủ trì đại cuộc. Hình ảnh quay về. Hủy diệt kiếm mang, giống như kinh thiên lưu tinh vậy rơi xuống hậu thế, Hóa Linh chặt chẽ cắn răng, âm khí kích động, ô mộc trên trường kiếm, đen nhánh tia chớp lượn lờ. Mỗi một lần tiến lên đón Diệp Thần kiếm mang, hắn trong mắt vẻ hoảng sợ, liền hơn nữa đậm đà một phần. Ba kiếm sau này, lúc này Hóa Linh đã lại cũng không có khí lực đứng, nửa quỳ xuống, liền thuật pháp Hóa Linh che trời đều không cách nào duy trì, vậy xanh biếc bóng người, kêu rên một tiếng, lần nữa sáp nhập vào ô mộc bên trong trường kiếm. Khôi phục hình người, nửa quỳ xuống, hơi thở yếu ớt Hóa Linh, nhìn từng bước một hướng mình đi tới Diệp Thần, thật là... giống như nhìn thấy lấy mạng tử thần vậy, cả người cũng xu hướng tại run rẩy. Hắn cặp mắt biến thành màu đen, choáng váng đầu hoa mắt, cái này cũng không chỉ là bởi vì thương thế mang tới ảnh hưởng, đồng thời, vậy bởi vì Hóa Linh đạo tâm, đã xuất hiện vết rách, cái này kiêu ngạo vô cùng lục sát truyền nhân, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng. Giờ phút này, cái gì tôn nghiêm, cái gì lục sát truyền nhân danh hiệu, đều đã bị Hóa Linh toàn bộ quên mất, hắn nghĩ chỉ có còn sống. Hóa Linh thân hình một thấp, chợt nhào tới Diệp Thần chân trước, thật chặt ôm lấy Diệp Thần chân, vô cùng hèn mọn cầu khẩn nói, luyện thần công tử, cho ta một cái cơ hội, ta biết lỗi rồi, chỉ cần ngài cho ta một cái cơ hội, từ bây giờ về sau, ta chính là của ngài chó, nhất chó trung thành à. Diệp Thần sắc mặt hờ hững mắt nhìn xuống Hóa Linh, lạnh lùng nói, nuôi chó, ta cũng không sẽ nuôi phế vật. Dứt lời, thì phải tay nâng kiếm rơi, đem Hóa Linh đầu lâu chém xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo u mang chớp mắt, Diệp Thần trước người, bỗng nhiên hiện lên một người nam tử bóng người, nam kia tử vội vàng mở miệng nói, vị này huynh đệ, chúng ta cùng là lục sát truyền nhân, muốn đi vào tuyệt sát trời, cần tập hợp mọi người lực lượng, xin dưới kiếm lưu người. Diệp Thần nghe vậy, nhướng mày một cái, trường kiếm trong tay, không có rơi xuống. Hắn ngược lại không phải là bởi vì cái này nam tử cầu tha thứ mà thả qua Hóa Linh. Mà là bởi vì câu kia, tiến vào tuyệt sát thiên cần mọi người lực lượng. Dưới mắt, phụ u sát còn chưa có xuất hiện, nếu như hiện tại ít đi Hóa Linh sát, nói không chừng thật có thể ảnh hưởng đến phá cỡi phong ấn. Không thể không nói, Diệp Thần chiến lực, mặc dù nghịch thiên, có thể ở phá cỡi phong ấn chuyện trên, thật đúng là chưa chắc có thể một người đỉnh hai. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một cước đá văng Hóa Linh nói, đây là ta lần đầu tiên tha ngươi, cũng là một lần cuối cùng. Mà Hóa Linh thì như được đại xá, gật đầu như dã tỏi, đối với Diệp Thần nơi nào còn dám chút nào bất kính, xúc phạm. Diệp Thần thu hồi trường kiếm, hướng trước người xuất hiện nam tử nhìn, chỉ thấy người này tóc muối tiêu trong mắt xám, thần sắc, hơi có vẻ âm trầm, hắn cặp mắt híp lại nói, ngươi là Tuyệt Minh. Vậy trầm thấp, khan khan thanh âm, Diệp Thần rất quen thuộc. Tuyệt Minh gật đầu nói, không sai. Người này bất ngờ chính là chậm chạp không có phát hiện người Tuyệt Minh. Đây là, một đạo thanh âm nam tử, ở Tuyệt Minh sau lưng vang lên nói, Tuyệt Minh huynh, ngươi triệu tập chúng ta tới đây, mình tại sao ngược lại cuối cùng mới xuất hiện. Tuyệt Minh nghe vậy quay đầu, nhìn về phía truy đuổi phách, mỉm cười nói, truy đuổi phách huynh, thật lâu không gặp. Ngươi cũng biết, cái này xám biển đến gần thiên ma chi địa, thỉnh thoảng sẽ có một ít đặc thù ma loại lẫn vào trong đó. Cho ta tạo thành một chút phiền toái nhỏ, cho nên tới trễ, xin lỗi. Mấy người nghe vậy, gật đầu một cái, ngược lại không có quá nhiều hoài nghi, bởi vì, lúc này Tuyệt Minh, trên mình mang âm khí nồng nặc, ma khí, đây là gặp phải thiên ma, thường thấy nhất biểu hiện. Bất quá, Diệp Thần nhưng là khẽ cau mày. Tuyệt Minh thực lực không kém, một chút đều không yếu. Hắn đồng dạng là một người sắp bước vào thánh tổ tầng 8 thiên tồn tại. Thậm chí, cho Diệp Thần cảm giác, so truy đuổi phách còn mạnh hơn trên không thiếu. Như vậy cường giả sẽ bởi vì là thiên ma mà bị trễ nái. Xám biển, mặc dù là tinh tuyền vực đất tuyệt hiểm, nhưng, uy hiếp lớn nhất, nhưng là trong đó dị chủng sát khí, còn như thiên ma ngược lại tương đối hiếm thấy, có thể làm cho cường giả như vậy gặp phiền toái, lại là lông phượng và sừng lân. Chẳng lẽ là biến mất ma hoàng? Cứ như vậy đúng dịp, bị Tuyệt Minh đụng phải. Hơn nữa, đây Tuyệt Minh thần trên mình chẳng biết tại sao, mơ hồ cho Diệp Thần một loại vô cùng là cảm giác không thoải mái. Đám người giới thiệu lẫn nhau liền một phen sau đó,
liền ở nơi này tụ minh trên đảo, đều tự tìm chỗ ngồi xuống tu luyện, chờ đợi một ngày sau, tuyệt sát thiên phong ấn yếu nhất thời cơ đến, mà hóa linh thì cách được Diệp Thần viễn xa liền đầu cũng không dám ngẩng lên một tí, liều mạng chữa thương trước. Diệp Thần ngược lại là chưa từng có hơn chữa thương, con người nhìn về phía cách đây không xa thiên ma đất phương hướng. Biến mất lâu như vậy ma hoàng kết quả đi nơi nào? Chẳng lẽ và nơi này có liên hệ gì? Một ngày sau, Tuyệt Minh đôi mắt mở một cái, trong mắt xám bên trong, thoáng qua một đạo vẻ phức tạp, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía đám người mở miệng nói, các vị, xem ra lục sát một trong vô u sát thì không cách nào chạy tới, thời gian xong hết rồi, chúng ta cái này thì lên đường đi. Diệp Thần quét Tuyệt Minh một mắt, đột nhiên mở miệng nói, Tuyệt Minh huynh, ta đây là muốn hỏi một chút, liên quan tới đây tuyệt sát thiên phong ấn trở nên yếu là một, ngươi là làm sao biết? Đám người nghe vậy, cũng là thần sắc động một cái, đưa mắt tập trung vào Tuyệt Minh trên mình. Phải biết, mấy người thực lực mặc dù không yếu, bất quá, so với năm đó tổ tiên vẫn là kém xa, bằng bọn họ thực lực, nếu không phải đây tuyệt sát thiên phong ấn yếu bất là tuyệt đối không vào được. Tuyệt Minh nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, trầm mặc chốc lát, mới mở miệng nói, ta Tuyệt Minh nhất mạch, mấy đời cũng đang nghiên cứu đây tuyệt sát thiên phong ấn, cái này thời gian đã sớm bị ta các trưởng bối suy diễn ra. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn Tuyệt Minh, đã sớm suy diễn ra. Nói như vậy, vì lần này tiến vào tuyệt sát trời, lục sát truyền nhân cửa hẳn đã sớm đã liên lạc với nhau, chuẩn bị sẵn sàng mới đúng, có thể Tuyệt Minh trước mấy ngày phát tới tin tức, nhưng giống như lại ý muốn nhất thời vậy, lần này lời nói tràn đầy mâu thuẫn. Bất quá, Diệp Thần cũng không có tra cứu đi xuống, dẫu sao, bất luận như thế nào, hắn cũng muốn đi vào đây tuyệt sát thiên bên trong, thiên sát khí đối với hắn có hay không dùng không biết được, nhưng, nếu là có thể cứu ra sát thần tàn hồn, chắc hẳn, nhất định có thể khôi phục sát kiếm toàn bộ uy năng chứ. Trọng yếu nhất chính là, hắn bây giờ, luân hồi mộ địa có 10 vị đại năng tương trợ, đừng nói đối mặt còn chưa hoàn toàn bước vào tầng 8 thiên tuyệt minh, coi như là đối mặt còn lại lục sát liên thủ, vậy có cơ hội đánh một trận. Lĩnh ngộ diệt tuyệt thần quang sau đó, cho dù kiếm hồn còn đang ngủ say, Diệp Thần kỹ xảo chiến đấu, vận dụng được làm mà nói, cơ hồ đã vô địch phu thánh tổ cảnh cái này một tầng thứ. Mọi người ở đây chuẩn bị ra tay, ở nơi này tụ minh trên đảo phá vỡ không gian lúc đó, đột nhiên tới giữa, xám biển trên sương mù một hồi dạo rực, một đạo màu máu độn quang, ngay tức thì rơi vào cái này tụ minh trên đảo. Đám người sắc mặt đông lại một cái, hướng huyết quang kia nhìn, cả người linh lực, mơ hồ lưu chuyển, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Huyết quang kia một tán, hiện ra một đạo cô gái bóng người, rơi vào trước mắt mọi người. Lục sát truyền nhân cửa, thấy tên này mặc quần đen cô gái, đều là không khỏi được hơi sững sờ. Cô gái này dung nhan, lại là tuyệt đẹp. Nguyên bản, lớn lên coi như không tệ cực âm, và một so, đơn giản là một ngày đầy đất, loài người và tinh tinh khác biệt. Chỉ là, người đàn bà này mặt đẹp, có chút khác thường trắng bệch. Mà trong này, thần sắc nhất là rung động, nhưng là Diệp Thần. Hắn một cặp tròng mắt, ngưng mắt nhìn cô gái kia mặt mũi, ánh mắt hơi dao động. Diệp Thần sở dĩ rung động, ngược lại không phải là bởi vì cô gái xinh đẹp, mà là bởi vì, cô gái này, hắn nhận được. Cô gái này, bất ngờ chính là năm đó, hắn mới vào Linh Võ Đại Lục lúc đó, thấy Tử Ngưng sư tỷ đồng thời, ở Thăng Thiên thi đấu trên gặp phải huyết tộc thiếu nữ, Vô U. Bây giờ nhớ lại mà nói, Vô U danh tự này, ngược lại là và lục sát truyền nhơ Vô U sát Vô U giống nhau như đúc. Năm đó, Vô U hẳn là gia nhập huyết thần tông, bất quá, Diệp Thần ở thần quốc lúc đó, nhưng là hoàn toàn không có nghe được Vô U tin tức, vực ngoại thiên ma xâm lược, hắn giống vậy không nhìn thấy tên này năm đó ở Thăng Thiên thi đấu lúc có duyên gặp qua một lần dị tộc cô gái. Vốn là, Diệp Thần vậy không có để ý, dẫu sao, cho dù Vô U là huyết tộc bên trong trình độ cao nhất yêu nghiệt, có thể, không là mỗi người đều có xem mình như vậy tốc độ tu luyện, yêu nghiệt đi nữa và Diệp Thần một so, cũng chỉ là người bình thường bên trong người bình thường. Có thể bây giờ nhìn lại, sự việc lại cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Xem ra, Vô U là khác có kỳ ngộ, không biết làm sao đi tới cái này vực ngoại, đồng thời, nàng tu vi, quỷ dị hơn. Hơn nữa khí tức quanh người, giống như vực sâu vậy, phong phú, trầm ngưng, thực lực, tựa hồ vẫn còn ở tuyệt minh bên trên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 174.